xin giới thiệu với các bạn vài tập bộ truyện Đô thị mạnh nhất hoàn khố của tác giả Tả Nhĩ Tư Niệm. Nếu nhiều người thích mình sẽ úp tiếp, nếu thiếu sót xin được góp ý, cảm ơn. Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong chương 1, Diệp Xả Tử Diệp ra ở Kinh Thành là số một số hai đại gia tộc, lão gia tử lá Trấn Hồng Chính là hoa hạ nước đứng hàng thứ top 5 vị thủ trưởng một trong. Tuyệt đối là hát cái xì hơi đều có thể để cho kinh thành dung ba dung chính là nhân vật. Xong nói đến Diệp Gia, nổi danh nhất chứa quá vào Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong ngu si nổi tiếng vào kinh thành, dĩ nhiên hắn cũng không phải là vừa ra đời tự hoạn có ngu si tật bệnh. Năm xưa lúc Diệp Thần Phong ở kinh thành đồng dạng là một cái không hơn không kém con nhà giàu, nhưng là hắn quần áo lụa là vô cùng có nguyên tắc, thế cho nên cùng kinh thành trong vòng luẩn quẩn những khác con nhà giàu náo không cùng, cửu nhi cửu chi hắn đã bị trong vòng luẩn quẩn mọi người bài xích bên ngoài. Dĩ nhiên, nói đến Diệp Thần Phong tại sao phải mắc ngu si bệnh, chuyện này còn phải muốn theo 3 năm trước đây nói đến. 3 năm trước đây, Diệp ra lão gia tử lá chấn hồng cho Diệp Thần Phong ổn định rơi xuống một mối hôn sự, bạch ra ở kinh thành đồng dạng là có uy tín danh dự gia tộc, bạch tuyết linh lại càng có kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, là kinh thành con nhà giàu trong suy nghĩ nữ thần, bọn họ trong suy nghĩ nữ thần thế nhưng thành Diệp Thần Phong vị hôn thê, trong lúc nhất thời kinh thành các đại gia tộc con nhà giàu dối rít đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần Phong. Một lần ở Diệp Thần Phong một mình đi ra ngoài lúc, bị trong vòng luẩn quẩn nhất bang con nhà giàu cho vây quanh, chẳng phân biệt được mọi việc tự đối với hắn một bữa hành hung, trong khi giấy chết ở đánh, có người trực tiếp qua lấy ven đường một khối cục gạch vỗ vào đầu của hắn phía trên, từ nay về sau hắn tự mắc phải ngu si tật bệnh, lại thỉnh thoảng sẽ nổi điên nổi điên, cả người cảm xúc trở nên vô cùng không ổn định theo thầy thuốc nói Diệp Thần Phong là mắc phải cực kỳ nghiêm trọng hoảng sợ chứng. Lúc ấy Diệp Lão Gia Tử biết được chuyện này lúc phát nhảy như sấm, nhưng là đại gia tộc có đại gia tộc quy củ, vãn bối ở giữa tiểu đà tiểu nháo chỉ cần không suy giảm tới tánh mạng, trưởng bối là không thể đủ xuất thủ, nếu như trưởng bối xuất thủ, như vậy đại biểu hai đại gia tộc muốn tới không chết không thôi trình độ, huống chi Diệp Thần Phong chuyện này liên quan đến đến kinh thành nhiều đại gia tộc, nếu quả thật muốn động thủ, đến lúc đó sợ rằng muốn cá chết lưới rách, đây đối với hoa hạ nước mà nói cũng không là một chuyện tốt. Là vì đại cục suy nghĩ Diệp lão gia tử chỉ có thể đủ đem này miệng hờn dỗi hướng trong bụng nuốt. Song hỏa vô đơn chí, năm ngày trước Diệp Thần Phong cha mẹ ở một cuộc trong tai nạn xe bỏ mình, Diệp lão gia tử cùng Diệp Thần Phong biết được chuyện này sau, nhưng ngay sau đó thương tâm quá độ mất đi qua. Giờ phút này, Diệp Thần Phong từ trên giường ngồi dậy, trên mặt là một mảnh mờ mịt, chân mày thỉnh thoảng nhíu chặt thỉnh thoảng giản ra, hắn đã duy trì loại này trạng thái ban ngày. Audio điện tử võ tấn bền Trong đầu suy nghĩ đã ở càng ngày càng rõ ràng, đặt ở trên đùi hai tay trong dây lát nắm thật chặt, trên mặt bởi vì kích động trở nên một mảnh ửng hồng, bởi vì hắn cái vốn cũng không phải là Diệp Thần Phong, hắn là đến từ 500 năm sau người, là quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, ở lúc thi hành nhiệm vụ, là vì hủy diệt địch nhân virus trụ sở, dẫn bạo liễu bom, cùng virus trụ sở cùng nhau bị tạc được nát bấy. Vốn là hắn cho là lần này tuyệt đối không có sống sót khả năng, ai biết mở mắt ra lúc, linh hồn của hắn xuyên qua đến 500 năm trước, hơn nữa nhập vào thân ở một người tên là Diệp Thần Phong đại gia tộc đệ tử trên người. Giờ khắc này trong đầu thức hải vô cùng rõ ràng, kèm theo linh hồn phụ thể, vốn là Diệp Thần Phong hoảng sợ chứng hoàn toàn thật là tốt. Theo thanh tĩnh đến hiện tại đã qua có khoảng 8-9 giờ, Linh hồn đã ở cùng này là thân thể chủ nhân ban đầu trí nhớ không ngừng dung hợp, đại khái hiểu được hắn hiện tại nơi thân ở thế giới, cùng với cái này bị hắn sở chiếm cứ thân thể bối cảnh, trong lòng kích động vô lấy nói phục. Ở chỗ này không có cả ngày lẫn đêm chiến tranh, hoàn cảnh không có nhận được nghiêm trọng ô nhiễm, loài người không sẽ vì thức ăn mà giàu gì, phải biết rằng ở 500 năm sau toàn bộ thế giới cũng thay đổi, quốc gia cùng quốc gia trong lúc vĩnh viễn chiến tranh, các loại phóng xạ tính khoa học kỹ thuật khiến cho hoàn cảnh nghiêm trọng ô nhiễm, thậm chí suốt liên tục cửa cũng phải mang theo loại bỏ không khí chính là mặt nạ, chớ đừng nói chi là có thể ăn vào một bữa cơm no, mỗi ngày bởi vì đói bụng người bị chết không có ở đây số ít. Căn cứ này là thân thể chủ nhân trong đầu hình ảnh, hôm nay thế giới cùng 500 năm sau thế giới so sánh với, quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Đợi đến linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, hắn mới từ miệng trong chậm rãi giãn ra một hơi thở, nói, huynh đệ, nếu ta chiếm cứ thân thể của ngươi, sau này ta liền ngươi, người chính là ta. Những lời này ngã vậy không có nói sai, vốn là này là thân thể chủ nhân trí nhớ đã cùng linh hồn của hắn hoàn toàn dung hợp, có thể nói là hai người hợp hai làm một. Đứng dậy đứng ở một mặt một người cao trước gương, đen nhánh song mắt thấy trong gương của mình lớn lên, ngũ quan hết sức tinh xảo, khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò, màu đen toái phát, nghiễm nhiên một bộ Mỹ nam tử bộ dáng. Xem ra này là túi ra cũng là có được tốt đẹp chính là bên ngoài điều kiện vốn là trên mặt ngờ nghịch cùng ngu đần bị gió nhạt mây nhẹ cho đại thế, trước một kiếp diệp thần phong là quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, ở đối mặt bất kỳ khốn cảnh lúc đều có thể tính táo phân tích, trên mặt Thủy chung vẫn duy trì gió nhạt mây nhẹ đích vẻ mặt, bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấu nội tâm của hắn chân thật ý nghĩ. Bùm bùm, một trận ầm ý thanh âm cắt đứt diệp thần phong trầm tư, khẽ cao mày, hướng lầu dưới đi tới. Diệp ra trong đại sảnh. Vũ hiểu phỉ, xéo ngay cho ta, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân lão tử cũng không dám đánh ngươi, hôm nay ta là tới thăm Diệp xả tử. Trong đại sảnh nữ có nam có, nói chuyện là một gã 23-24 tuổi thanh niên, một thân màu trắng hưu nhàn tây trang, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, người này là là kinh thành tống gia cháu ruột tống trung. Ở tống trung bên cạnh vây quanh một đám lấy lòng quyến rũ người, tống gia ở kinh thành có thể nói cùng Diệp ra thế lực không phân cao thấp. Ba năm trước đây Diệp Thần Phong chuyện tình thì có hắn phân ở Tống Trung đứng trước mặt một vị 27-28 tuổi nữ nhân, một thân quân trang chút nào che không lấn át được nàng kia ngạo nhân vóc người, mang trên mặt nồng đậm chán ghét, mở rộng ra tới hai cánh tay ngăn cản Tống Trung đám người đi đến đường. Tống Trung, người tốt nhất khiêm tốn một chút, Diệp ra là người có thể một mình tiến vào đấy sao? Nên lăn hẳn là ngươi, Vũ Hiểu phỉ nhẹ cắn môi, trong cổ họng khó chịu quát lên. Tống Trung hai mắt như tên trộm ngó chừng Vũ Hiểu phỉ cao ngất bộ ngực, trong miệng phát ra sách 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 thanh âm, vũ hiểu phỉ, người chẳng qua là một cái quân y mà thôi, người cho là mình ngăn được chúng ta sao. Ta cho người biết, Diệp ra muốn xong đời, chỉ cần Diệp lão đầu tử vừa chết, Diệp ra còn không phải là muốn sụp đổ mất. Người biết chúng ta tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy đi vào Diệp ra sao? Là Diệp ra chi thứ người cho chúng ta tiến vào, Diệp ra chi thứ những người kia chuẩn bị đầu nhập vào chúng ta tống ra. Tống chung là càng nói càng đắc ý, trong miệng nước bọt bay tán loạn, ngó chừng Vũ Hiểu Phỉ ánh mắt trở nên không đúng vị lên, Vũ Hiểu Phỉ, bằng không ngươi ngủ cùng ta phía trên một đêm. Hôm nay ta liền nhìn ở mặt mũi của ngươi phía trên rời đi diệp ra, như thế nào? Muốn làm ta tống chung nhiều nữ nhân đi, ta là để mắt ngươi mới có thể cho ngươi ngủ cùng ta cảm thấy. Vũ hiểu phỉ, ngươi cũng không muốn giả bộ đứng đắn, lại không theo chúng ta chung ca. Hắn nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Ngươi đối diệp ra kẻ ngu để làm chi tốt như vậy chẳng lẽ Diệp ra kẻ ngô kia phương diện năng lực rất mạnh sao? Nếu là ngươi hưởng qua chúng ta chung ca tư vị nhất định sẽ lưu luyến quên về. Vây quanh ở tống trung bên cạnh trong dân cư lời nói là càng nói càng quá đáng, càng nói càng thấp kém, cũng là tống trung nghe được mùi ngon, lại thỉnh thoảng gật đầu. Vũ hiểu phỉ lãnh mâu đảo qua, miệng quát các ngươi những thứ này khốn kiếp, trong miệng khô sạch một chút, đừng cho là ta vũ hiểu phỉ là dễ khi dễ, chúng ta vũ ra mặc dù chỉ là một cái nhị lưu gia tộc, nhưng là ta hay là người tống trung có thể khi dễ tống trung ánh mắt trở nên che lấp lên trong cổ họng phát ra hai tiếng cười quái dị nói vũ hiểu phỉ vốn là ta còn muốn thương hương tiếc ngọc đây này ngươi đã tự mình chuốc lấy cực khổ vậy cũng đừng trách ta tống trung khi dễ nữ nhân tống trung người dám động ta một chút thử nhìn một chút vũ hiểu phỉ vẫn như cũ là đứng tại nguyên chỗ lạnh như băng trên khuôn mặt là kiên nghị thần sắc mắt thấy hình thức hết sức căng thẳng một đạo trêu chọc thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh, Diệp ra lúc nào là chó và mèo đều có thể đi tới. Chẳng lẽ là lấn ta Diệp ra không ai? Diệp thần phong sân vắng như bước đi tới đại sảnh, mới vừa rồi tống chung cùng Vũ Hiểu Phỉ nói chuyện với nhau hắn toàn bộ nghe được, trong đầu về Vũ Hiểu Phỉ trí nhớ rõ ràng lên, thật ra thì hai người bọn họ có thể nói là khi còn bé bạn chơi. Vũ Hiểu Phỉ so sánh với Diệp Thần Phong muốn lớn hơn 2-3 tuổi, cho nên hắn ở Diệp Thần Phong trước mặt luôn luôn sắm vai một cái tỷ tỷ nhân vật thấy Diệp Thần Phong một khắc kia, Vũ Hiểu Phỉ trên mặt lạnh như băng hòa tan, vội vàng đi lên trước ân cần hỏi Han, Thần Phong, người cuối cùng là tỉnh táo lại, người đã hôn mê 5 ngày, người hiện tại cảm giác thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Cảm nhận được nữ nhân chân thành tha thiết quan tâm, Diệp Thần Phong trong lòng một mảnh ấm áp, nói, Hiểu Phỉ tỷ, ta đã không có chuyện gì, cảm ơn người mấy ngày nay chiếu cố. Thần Phong, người và ta khách khí cái gì? Lúc này nếu là ta không chiếu cố ngươi, còn có ai chiếu cố ngươi? Vũ Hiểu Phỉ rất tự nhiên nói, trên mặt lộ vẻ tuệ tâm nụ cười. Diệp xả tử, hôm nay chúng ta là tới thăm ngươi, chẳng lẽ ngươi cho chúng ta vẫn đứng sao? Lại không đi bưng trà cho chúng ta uống. Tống Trung thấy Diệp thần phong cùng Vũ Hiểu Phỉ hai người hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của hắn, trong lòng kia là một khí A. Chỉ cao khí ngang phân phó. Muốn lúc trước Diệp thần phong có lẽ thật đúng là đều nghe theo làm, kể từ khi ba năm trước đây bị giữ dội đánh cho một trận sau, một thân lá gan cũng bị xóa sạch, cả người ngơ ngác ngây ngốc, vừa thấy được ngày đó hành hung người của hắn, tâm tình của hắn sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Nhìn Tống Trung Dương Dương đắc ý bộ dáng, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra thành thật lo sợ bối rối thần sắc, trước kia hắn hoảng sợ chứng còn không có tốt lúc, nhìn thấy Tống Trung chính là chỗ này phó bộ dáng, Tống Trung thường xuyên biết dùng một chút vũ nhục người phương pháp xử lý đùa bỡn hắn, đã như vậy hắn làm sao có thể đủ tiện nghi đối phương. Thần Phong, người không nên nghe hắn, nơi này là Diệp ra, không tới phiên hắn tống chung ở chỗ này phân phó người làm việc. Vũ Hiểu phỉ thấy Diệp Thần Phong trên mặt bối rối thần sắc, ngay vội mở miệng ủng hộ nói. Nàng có chút, mới vừa rồi Diệp Thần Phong không phải là lại khí thế khinh người đấy sao? Làm sao lại, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần Phong là nghiêm trọng hoảng sợ chứng người bệnh, tâm tình nhiều thay đổi vô cùng, huống chi từ trước Diệp Thần Phong nhìn thấy Tống Trung chính là chỗ này phó bộ dáng. Hừ Tống Trung trong lỗ mũi khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp xả tử, người mới vừa rồi còn không phải là thằng châu bò đấy sao? Diệp ra không phải là cái gì chó và mèo có thể đi tới. Người vội vàng cho lão tử đi châm trà, bằng không có người hảo xem. Diệp Thần Phong thân thể chiến chiến nguy nguy rời đi đại sảnh, hắn mới vừa rồi thật sự là nhất thời trùng động. Cho dù muốn giải quyết tống trung loại này ngu ngốc, Hắn cũng không có thể đủ quang minh tránh đại, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nếu để cho kinh thành những khác đại gia tộc người biết hắn đột nhiên ở giữa thay đổi, nhất định sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hiện tại diệp thần phong linh hồn vừa cùng thân thể dung hợp, lực chiến đấu ngay trước một kiếp 10% cũng phát huy không ra, nếu là gặp phải nguy hiểm, ngay năng lực tự vệ cũng không có, cho nên hắn tính toán giả bộ một chút hoảng sợ chứng người bệnh, nhưng là trong lòng hắn đã có một cái kế sách, bảo đảm để cho tống chung thoải mái trời cao đi. Nhìn Diệp Thần Phong rời đi đại sảnh bóng lưng, Vũ Hiểu Phỉ trong lòng là một trận thất vọng, nàng cỡ nào hy vọng Diệp Thần Phong có thể lấy ra một chút nam tử khí khái tới, xong hắn lại chọn gặp giúp Tống Trung bưng trà rót nước. Hàm răng cắn chặt tiên diễm ướt át môi đỏ mọng, Vũ Hiểu Phỉ giờ khắc này thấy Diệp Thần Phong uất ức giặc, hận không được lập tức xoay người rời đi, nhưng là nàng hay là không đành lòng đem Diệp Thần Phong một người lưu lại, để cho Tống Trung bọn họ vui đùa chơi. Chương 2, ai mới là kẻ ngu? Tống Trung trên khóe miệng dương, hắn đoán trừng Diệp Thần Phong không dám ở trước mặt hắn đùa bớn cái gì sao thiêu thân, chính là một cái được rồi nghiêm trọng hoảng sợ chứng kẻ ngu, hắn Tống Đại Thiếu ra không có cần thiết để vào trong mắt, trong miệng nói, vũ hiểu phỉ, người thật đúng là khác lấy chính mình làm chuyện. Ta tống trung thích nhưng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ bạch tuyết linh, giống như người nữ nhân như vậy làm của ta nhân tình bí mật lại không sai biệt lắm. Vũ hiểu phỉ cắn chặt hàm răng, dẫn đến bộ ngực cao vút trên dưới phập phồng, chỉ vào tống trung quát lên bạch tuyết linh là thần phong vị hôn thê người tống trung đời này vậy con cóc ăn không được thịt thiên nga tống trung khinh thường cười cười nói chỉ cần diệp lão đầu tử vừa chết diệp ra còn không phải là danh nghĩa đến lúc đó sợ rằng diệp xả tử cùng bạch tuyết linh hôn ước tự động hủy bỏ cho dù diệp lão đầu tử lại có thể sống được đi thì thế nào diệp xả tử ở trước mặt ta là nói gì nghe nấy đến lúc đó ta để cho hắn đem vị hôn thê bạch tuyết linh theo ta ngủ thượng một giấc lại không là chuyện dễ dàng tình không có một hồi thời gian diệp thần phong trong tay dẫn một con trang bị đầy đủ nước nóng bình nước đi vào đại sảnh đại sảnh trên bàn trà vốn là tựu để cái chén cùng lá trà diệp thần phong bối rối chiếu cố sống diệp xả tử người sẽ không nhanh lên một chút sao bổn đại thiếu ra miệng đắng lưỡi khô người nghĩ chết khát ta a à? tống trung dương dương đắc ý quát lên diệp thần phong luống cuống tay chân ngâm tốt lắm một chén trà nóng hướng tống trung trước mặt chuyển tới Ai biết bị vũ hiểu phỉ kéo lại ống tay áo, nàng thật sự là nhìn không được, Diệp thần phong tại sao có thể đủ như vậy uất ức đâu. Đôi mi thanh tú nhéo một cái, nói thần phong, đem chén trà để xuống, để cho tên khốn này cút ra khỏi Diệp ra. Diệp xả tử, mau đem trà đưa đến trong tay của ta, bằng không hậu quả ngươi nên biết ha. À. Tống chung tay phải bàn tay cầm thành quyền, ở Diệp thần phong trước mắt quơ quơ. Diệp thần phong trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm bối rối muốn bỏ rơi Vũ Hiểu Phỉ lôi kéo ống tay áo của hắn, song Vũ Hiểu Phỉ kéo thật chặt, căn bản là vứt không xong. Thấy Diệp Thần Phong bối rối bộ dáng, Tống Trung là càng thêm đắc ý, nói, Diệp xả tử, còn không mau điểm. Bồn thiếu ra kiên nhẫn nhưng là có hạn. Vũ Hiểu Phỉ Thủy Trung cũng không có buông tay ra ý tứ, hai người do dự, Diệp Thần Phong một cái lảo đảo, trong tay rót đầy nước trà cái chén rời khỏi tay, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung, chính xác không có lầm dụng rơi vào tống trung hạ thể mệnh căn tử phía trên, phải biết rằng pha trà nước nóng nhưng là 100 độ sôi nước sôi. a à, tống trung trong cổ họng phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm thiết, giống như bị đốt cái mông hầu tử, con khỉ, từ trên ghế salon nhảy lên, hai tay cuống quyết sát đáy quần, sắc mặt đến mức đỏ bừng, chẳng phân biệt được mọi việc trực tiếp đem quần tây cởi ra, nửa người dưới chỉ còn một cái tam giác quần cụt. Đây hết thảy phát sinh quá là nhanh, Thế cho nên người ở chỗ này không có trước tiên kịp phản ứng, Vũ Hiểu Phỉ trong miệng phát ra tiếng cười duyên, khanh khách lạc, Tống đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi là muốn trước mặt mọi người nhảy thoát y vũ sao? Vũ Hiểu Phỉ từ nhỏ chính là một tính cách cay cú nữ sinh, khi còn bé Diệp Thần Phong bị khi phụ sỉ nhục, cũng là Vũ Hiểu Phỉ đứng ra giúp hắn ra mặt, cho nên ở nhìn thấy Tống Trung cưới quần sau, cũng không có trước tiên quay đầu đi. Vây quanh ở Tống Trung bên cạnh người, thấy Tống Trung trật vật bộ dáng, cũng muốn giống như vũ hiểu phỉ lớn bằng bật cười, nhưng là một cái ngạnh xanh xanh đích đình chỉ, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, bọn họ những người này là kinh thành một chút tiểu gia tộc trong đệ tử, dĩ nhiên không thể đắc tội Tống Trung. Tống Trung sắc mặt biến thành màu đen, mệnh căn tử phía trên hay là hỏa thiêu hỏa liệu, tại chỗ nếu không phải có nhiều người như vậy ở, hắn hận không được đem tam giác quần cụt vậy cởi ra, ở dùng điện hóng gió lái đến lãnh cấp, cho mệnh căn của hắn rơi xuống hạ nhiệt độ, mệnh căn tử đối với hắn loại này con nhà giàu mà nói có thể là trọng yếu nhất, nếu như không có mệnh căn tử sau này còn thế nào tiêu giao sung sướng đâu. Diệp xà tử, người có phải hay không không muốn sống? Tống Trung đem lửa giận trong lòng một tia ý thức phát tiết vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong trên mặt mặc dù thành thật lo sợ, nhưng là trong lòng đối Tống Trung loại này quần áo lụa là ngu ngốc, thật sự là chẳng thèm ngó tới, giống như Tống Trung người như vậy nếu như cuộc sống ở 500 năm sau thế giới, chỉ sợ sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Ta, ta, ta đang giúp, giúp ngươi một lần nữa ngã một chén sao. Diệp thần phong nói lắp bắp, trước một kiếp nhưng hắn là quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, sắm vai các loại nhân vật là hắn vô cùng am hiểu. Tống Trung hít một hơi thật sâu, mới đưa lửa giận trong lòng hơi bình thức đi xuống. Hắn nhất định phải hảo hảo nhục nhã Diệp Thần Phong một bữa mới có thể đủ hết giận, hắn muốn cho Diệp Thần Phong bưng trà ở trước mặt hắn quỳ xuống. Ngươi đã chính mình nhận lầm, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi tự bưng trà ở trước mặt ta quỳ xuống, để van cầu ta uống. Tống Trung sắc mặt che lấp nói. Tống Trung, ngươi không khỏi thật là quá đáng, nơi này dù nói thế nào cũng là diệp ra. Vũ hiểu phỉ hai tròng mắt ngưng tụ quát lên. Tống Trung xem thường ngồi xuống, nửa người dưới mệnh căn tử phía trên hỏa thiêu hỏa liệu giảm bớt không ít, nói, Vũ hiểu phỉ, ngươi không muốn làm cho diệp xả tử quỳ xuống cũng được, Người dùng miệng của ngươi giúp ta tới hóng gió. Tống Trung, người biến thái. Vũ Hiểu Phỉ mặc dù là tính cách sảng lãng nữ nhân, nhưng là nàng lớn như vậy còn không có nộp qua bạn trai đâu. Thậm chí ngay nụ hôn đầu cũng bảo lưu lấy đâu. Diệp thần phong hai mắt thoáng nhìn, thấy được trên mặt đất chén trà mảnh nhỏ, trong lòng nhất thời lại có nhất kế, tay phải nhắc tới bình nước, hai chân nhảy qua trước hai bước, vừa lúc rậm ở chén trà mảnh nhỏ phía trên, bởi vì chén trà mảnh nhỏ vô cùng trơn, Diệp thần phong thân thể nhất thời nghiêng về phía trước, đồng dạng cảnh tượng lại một lần xảy ra, bất quá lần này đổi lại là một inox bình nước. Bình nước trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung, hướng tống trung mệnh căn tử rơi xuống, đợi đến tống trung muốn làm ra phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi, trang bị đầy đủ nước sôi bình nước không vẫn không rời rơi vào mệnh căn của hắn phía trên. A, à, lần này tống trung kêu thảm thiết là càng thêm tê tâm liệt phế, inox bình nước dưới đáy giống như một cái lăn nóng đích bàn ủi, huống chi giờ phút này Tống Trung chỉ mặc một cái tam giác quần cụt đâu. Liên tục gặp phải hai lần tập kích, sợ rằng mệnh căn của hắn là nguy ở sớm tối. Loảng xoảng loảng xoảng một tiếng, Tống Trung liền tranh thủ bình nước ném xuống đất, mệnh căn tử đau đớn vô lấy nói phục, trên mặt ngay tức giận thần sắc vậy lộ không ra, duy chỉ có chỉ có đau đớn hiện đầy hắn cả khuôn mặt. Các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đỡ ta đứng lên, ta muốn đi bệnh viện, ta muốn đi bệnh viện. Tống Trung trong miệng gầm hét lên, hắn hiện tại ngay đứng lên cũng không nổi, dưới mắt hắn hy vọng nhất tựu là mệnh căn của mình không có xảy ra vấn đề, căn bản không có tâm tư tìm Diệp Thần Phong phiền toái. Nhìn Tống Trung bị vịn rời đi chật vật bộ dáng, Diệp Thần Phong kéo ra tiếng nói, bối rối hô, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, người quần còn không có lấy đi đâu. Bằng không người bây giờ trở về tới, ta lập tức xin lỗi ngươi. Chương 3N vào quân khu bệnh viện khanh khách lạc vũ hiểu phỉ lại là một trận trang điểm xinh đẹp cười duyên, sau đó chấp động lên đôi mắt đẹp kinh ngạc ngó chừng Diệp Thần Phong, nàng tổng cảm giác hôm nay Diệp Thần Phong có chút bất đồng, cụ thể chỗ bất đồng vừa không nói ra, ngoài mặt là Diệp Thần Phong lần nữa hướng Tống Trung phục nguyễn, mà kết quả lại là Tống Trung ngã hỏng bét. Hiểu phỉ tỷ, ngươi làm gì thế như vậy xem ta? Chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa rồi? Diệp Thần Phong khôi phục gợn sóng không sợ hãi thần sắc, dung hợp trong đầu trí nhớ, hắn không cần thiết ở Vũ Hiểu Phỉ trước mặt giả vờ ngây ngốc, hắn có thể đủ cảm nhận được Vũ Hiểu Phỉ đối với hắn quan tâm là thật cắt. Vũ Hiểu Phỉ hồ nghi ngó Trừng Diệp Thần Phong một hồi lâu sau mới hỏi nói, Thần Phong, người mới vừa rồi ở Tống Trung trước mặt là giả bộ. Non mềm hai tay vuốt ve Diệp Thần Phong anh Tuấn gương mặt, Vũ Hiểu Phỉ hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Kể từ khi ba năm trước đây Diệp Thần Phong được rồi nghiêm trọng hoảng sợ chứng sau, cả người tựu ngơ ngác ngây ngốc, thậm chí có lúc lại sẽ nổi điên nổi điên, tâm tư làm sao sẽ trở nên như vậy kín đáo đâu. Hai người mặc dù là từ nhỏ lớn lên thanh mai trúc mã, nhưng là bọn hắn cũng không là tiểu hài tử, hơn nữa là hiện tại Diệp Thần Phong hoảng sợ chứng khỏi, Vũ Hiểu phỉ nhích tới gần, một cổ trên người nữ nhân mùi thơm bay vào trong lỗ mũi của hắn, khiến cho hắn bụng dưới nhất thời bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Trước một kiếp Diệp Thần Phong làm vì quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, tiếp xúc đến nữ nhân hình hình sắc sắc đương nhiên là có lúc là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải hiểu được gặp dịp thì chơi, cho nên hắn vẫn cho rằng chính mình cũng không phải là một cái nam nhân tốt. Không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước, tránh thoát vũ hiểu phỉ ngọc thủ, Diệp thần phong lại thật sợ mình không có khống chế được, đem vũ hiểu phỉ tại chỗ cho thế nào. Trong lòng hắn nhưng là đem vũ hiểu phỉ cho rằng tỷ tỷ đối đãi vô luận như thế nào cũng không có thể đủ làm ra loại chuyện đó tình tới a à. Hiểu phỉ tỷ, lần này theo trong hôn mê tỉnh lại, ta cảm giác dầu óc của ta thanh tỉnh không ít, hoảng sợ chứng vậy hoàn toàn thật là tốt, mới vừa rồi ở tống trung trước mặt ta đúng là làm đi ra. Đần độn qua ba năm, trong ba năm này làm phiền hiểu phỉ tỷ chiếu cố của ngươi. Ở Diệp Thần Phong trong trí nhớ, kể từ khi hắn chiếm được hoảng sợ chứng sau, Vũ Hiểu Phỉ đã không chỉ một lần giúp hắn xảy ra đầu, cho nên hắn đối Vũ Hiểu Phỉ cảm kích là phát ra từ nội tâm. Nghe được Diệp Thần Phong chính miệng thừa nhận, Vũ Hiểu Phỉ trên mặt vẻ mặt là càng phát kích động, nhìn Diệp Thần Phong, một thanh tựu ôm hắn, trong miệng hưng phấn nói Thần Phong, người hoảng sợ chứng thật hoàn toàn tốt lắm. Ta thật sự là thật cao hứng, người có biết hay không trong ba năm này ta thấy được ngươi một lần một lần bị vui đùa chơi, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Bị Vũ Hiểu Phỉ ôm thật chặt, mùi thơm của nữ nhân vị sông vào mũi, Diệp Thần Phong cảm giác lồng ngực của mình bị hai luồng mịn mịn đồ vật này nọ chống đỡ, trong lòng có loại vô cùng cảm giác tuyệt vời, hắn biết nữa như vậy đi xuống cần phải phải ra khỏi chuyện không thể. Vũ Hiểu Phỉ vóc người thật sự là quá thành thục, vội vàng tránh thoát ôm trong ngực, nói, Hiểu Phỉ tỷ, chúng ta cũng không là tiểu hài tử, người lại như vậy ôm ta không quá thích hợp sao. Kể từ khi sau khi lớn lên hai người cũng chưa có như thế thân mật cử động, Vũ Hiểu Phỉ cũng là nhất thời kích động mới có thể tâm tình thất khống, phấn nộn gương mặt khe khẽ hiện hồng, vươn ra trắng noãn ngọc thủ, gõ đánh một cái diệp thần phong đầu, gắt giọng thế nào chị người ta cũng không xấu hổ đâu, người xấu hổ cái gì, người đang ở đây tỉ trong mắt vĩnh viễn là năm đó cái kia chảy nước mũi tiểu hài tử xấu xa. Kiều phỉ tỉ, không mang theo ngươi như vậy khó coi người, ta có thể đã là một cái đường đường tránh tránh nam nhân. Diệp thần phong bàn tay vuốt vuốt đầu khó chịu phản bác. Chẳng lẽ tỉ nói sai rồi sao, ngươi đừng nữa tỉ trước mặt ba hoa. Diệp thần phong theo trong hôn mê tỉnh táo lại, cùng với hoảng sợ chứng khỏi hẳn khiến cho Vũ Hiểu Phỉ tâm tình trở nên tốt lên, bất quá ngược lại trên mặt nàng khôi phục đến một quyển đứng đắn thần sắc, hỏi Thần Phong, sau này ngươi định làm như thế nào? Diệp Thần Phong trầm mặc một lát sau mới hỏi nói, Hiểu Phỉ tỷ, ông của ta hiện tại bệnh tình thế nào? Diệp lão gia tử bệnh tình ta cũng không rõ lắm, quân khu bệnh viện cũng không phải là người nào đều có thể đi tới, ngay thân thuộc vấn an bệnh nhân chuyện quan trọng đánh trước xin báo cáo, hơn nữa ta nghe nói Diệp lão gia tử bệnh tình rất không lạc quan, thầy thuốc cự tuyệt bất luận kẻ nào nhìn trông. Vũ Hiểu phí cao mày, trên mặt phiếm nhàn nhạt đau thương, Vũ gia cùng Diệp gia từ trước đến giờ là đi vô cùng gần. Diệp thần phong khe khẽ thở dài một hơi, cha mẹ hắn ở năm ngày trước một cuộc trong tai nạn xe ngoài ý muốn bỏ mình, hắn tổng cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, rất có thể là vì sao, nếu quả thật là nói như vậy, Diệp thần phong tuyệt đối muốn đem hung thủ tìm ra bầm thây vạn đoạn nhưng là dưới mắt là tối trọng yếu hắn nhất định phải tiến vào quân khu bệnh viện Vân An một chút lão gia tử, nhất định hắn cũng là 500 năm sau quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, đối với y thuật này đồng lĩnh vực vẫn tương đối tinh thông. Bất quá hắn hiện tại không thể quang minh tránh đại xin tiến vào quân khu bệnh viện, không nói trước xin có thể hay không thông qua, theo Tống Trung trong miệng biết được Diệp ra chi thứ những tên khốn kiếp kia đã đầu nhập vào Tống ra, nếu để cho bọn họ biết Diệp thần phong muốn đi thấy lão gia tử, bọn họ tuyệt đối sẽ hắn tìm phiền toái cho nên biện pháp tốt nhất chính là len lén lẻn vào quân khu bệnh viện vũ hiểu phỉ biết rồi diệp thần phong ý nghĩ sau đưa ra một cái ý kiến thần phong không bằng báo cho ngươi tiểu thúc trở lại sao hắn trở lại chuyện khẳng định tự dễ làm diệp gia lão ra tử diệp trấn hồng tổng cộng có hai đứa con trai con lớn nhất diệp đông hoa cùng con thứ hai diệp đông kiệt diệp đông hoa chính là diệp thần phong phụ thân của đã tại năm ngày trước trong tai nạn xe bỏ mình còn thứ hai Diệp Đông Kiện ở Thiên Hải quân bộ đảm nhiệm huấn luyện viên chức vụ, chỉ có đến cuối năm mới có thể trở về kinh, sợ rằng hiện tại Diệp Đông Kiện còn không biết Diệp ra những ngày qua phát sinh kinh thiên biến cố đâu. Báo cho tiểu thúc Diệp Đông Kiện trở về kinh cũng không là biện pháp tốt nhất, hiện tại Diệp Thần Phong cũng không phải là từ trước Diệp Thần Phong, hắn có năng lực lẻn vào quân khu bệnh viện đi gặp lão gia tử, cho nên bây giờ còn không phải là báo cho Diệp Đông Kiện lúc, nhiều người ngược lại sẽ thêm phiền, Trước một kiếp Diệp Thần Phong coi như là ở mấu chốt sinh tử thời khắc, giống như trước có thể giữ vững một viên tĩnh táo tâm, phân tích ra trước mắt tình thế. Kiều Phỉ Tỷ, người biết ông của ta ở quân khu bệnh viện một chút phòng bệnh sao? Diệp Thần Phong nghi vấn đường, những thứ này căn bản tin tức hắn vẫn còn cần hiểu rõ, hắn cũng không thể đủ một gian phòng bệnh một gian phòng bệnh đi tìm đến đây đi. Vũ Hiểu Phỉ sắc mặt căng thẳng, hỏi Thần Phong, người muốn làm gì? chẳng lẽ ngươi thật muốn một mình xông vào quân khu bệnh viện? Lắc đầu, Vũ Hiểu phỉ hủy bỏ Diệp Thần Phong ý nghĩ, đây tuyệt đối không được, đây tuyệt đối không được, người có biết hay không quân khu bệnh viện gác đến cỡ nào xâm nghiêm sao? Diệp Lão Gia Tử là quốc gia cao tầng, hắn chỗ ở phòng bệnh thì càng thêm khó khăn vào, có thể ngươi vẫn chưa đi đến phòng bệnh đâu. Đã bị gác phố cảnh cho kích tế liếu. Hiểu phỉ tỉ, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy? ta sẽ không ngu đến đi trắng trắng chịu chết. Diệp thần phong tùy ý nói. Vũ hiểu phỉ thở phào nhẹ nhõm nói, người nói cũng đúng, chỉ có kẻ ngu mới có thể đi xông quân khu bệnh viện đâu. Diệp lão gia tử phòng bệnh ở lầu 3307, cho dù người biết vậy không làm nên chuyện gì, quân khu bệnh viện cự tuyệt hết thảy nhân viên thăm Diệp lão gia tử. Vũ hiểu phỉ làm bộ đội quân y, mặc dù không thể nhìn thấy Diệp lão gia tử, nhưng là Diệp lão gia tử chỗ ở phòng bệnh nên cũng biết chiếm được lão gia tử xác thực số phòng bệnh, Diệp Thần Phong ở trong lòng cười trộm, xem ra hiểu phỉ tỉ vậy là một ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, khuya hôm nay ta Diệp Thần Phong phải đi sông phía trên một sông quân khu bệnh viện. Chương 4: Khiếp sợ. Màn đêm chậm lại, gió đêm từ từ, Diệp Thần Phong ở đưa đi Vũ Hiểu Phỉ sau, liền chuẩn bị tiến hành tối nay hành động. Kinh thành quân khu bệnh viện thủ vệ xa xa nếu so với trong tưởng tượng xâm nghiêm muốn đi vào quân khu bệnh viện nhất định phải trải qua ba đạo trạm kiểm soát. Mỗi đạo trạm kiểm soát đều có 6 tên cầm súng vũ cảnh 24 giờ thay nhau gác, một khắc cũng không thể thư giãn. Phải biết rằng có thể vào ở quân khu bệnh viện bệnh nhân, cũng là quốc gia cao tầng, hoặc là đối với quốc gia làm ra kiệt xuất cống hiến người, là vì phòng người ý đổ bất lương người lẫn vào quân khu bệnh viện, xúc phạm tới những thứ này tánh mạng con người an toàn, cho nên mới phải bố trí như thế xâm nghiêm thủ vệ, Diệp Thần Phong ở quân khu bệnh viện phía ngoài đã quan sát có hơn một giờ, muốn dễ dàng tiến vào quân khu bệnh viện là không thể nào, nhưng là lợi dụng bạo lực lời nói nhất định sẽ khiến cho những khác người chú ý. Mặc dù hắn hiện tại lực chiến đấu ngay trước một kiếp 10% cũng phát huy không ra, nhưng là đối phó năm sáu tên vũ cảnh trong lòng hắn có 10 phần lòng tin. Vừa quan sát một canh giờ, Diệp Thần Phong cuối cùng là tìm được chỗ sơ hở, mỗi cách hai canh giờ vũ cảnh thay ca lúc, có ước chừng 30 giây đồng hồ thời gian chạm kiểm soát phía trên là không có người. Hắn muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào quân khu bệnh viện chỉ có thể đủ lợi dụng này ngắn gọn 30 giây đồng hồ. Quả nhiên chờ hai canh giờ sau, vũ cảnh lại một lần nữa thay ca gác, diệp thần phong thừa dịp 30 giây đồng hồ gian khích dễ dàng xông qua đạo thứ nhất chạm kiểm soát. Trong miệng khí thô thở gấp gáp, lấy hắn hiện tại phát huy ra tới tốc độ, hiểm trước bị vũ cảnh phát hiện, bộ ngực trái tim phù phù, phù phù tăng nhanh nhảy lên tần số, trong cổ họng tự nhủ, xem ra này là thân thể thân thể tố chất vẫn còn quá kém, sau này muốn gia tăng rèn luyện mới được, bằng không muốn khôi phục trước một kiếp lực chiến đấu, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Kế tiếp hai đạo trạm kiểm soát cũng có chỗ sơ hở này, như vậy Diệp Thần Phong cũng chỉ phải đợi đối đãi thời cơ, thừa dịp 30 giây đồng hồ đích thực vô ích thời gian đoạn, đánh ra bú sữa khí lực xông qua, vẫn không thể đủ phát ra quá lớn động kính. Hơn 4 giờ sau, Diệp Thần Phong cuối cùng là hữu kinh vô hiểm xông qua còn lại hai đạo trạm kiểm soát, trong lòng không khỏi vì mình ngắt một thanh mồ hôi lạnh, có thể ngay cả bố trí quân khu bệnh viện thủ vệ người cũng không có phát hiện như vậy một cái chỗ sơ hở đâu. Rồi hãy nói bình thường phát hiện chỗ sơ hở này vậy không có gì lớn, 30 giây đồng hồ thật sự là quá ngắn gọn. Ai có thể đủ lợi dụng này 30 giây xông vào quân khu bệnh viện đâu. Rồi hãy nói cái này quy luật nếu như ngươi không kiên nhẫn hạ tính tình tới quan sát, bình thường là cực kỳ khó khăn phát hiện. Dĩ nhiên Diệp Thần Phong là một cái ngoại lệ, hắn trước một kiếp đón nhận quốc gia toàn bộ phương vị huấn luyện, bất kể ở đâu một phương diện hắn đều phải muốn đến hoàn mỹ, bởi vì ở lúc thi hành nhiệm vụ, có thể chỉ là một nho nhỏ thất ngộ, là có thể đưa đến người mạng tang hoàng tuyền. Xong khi Diệp Thần Phong muốn nghênh ngang đi tới bệnh viện lúc, hắn phát hiện cửa bệnh viện lại còn có cầm súng vũ cảnh, những thứ này cầm súng vũ cảnh chỉ có nhìn thấy giấy thông hành mới có thể cho người đi vào. Chờ hai canh giờ, Diệp Thần Phong phát hiện cửa bệnh viện gác cũng không có chân không lúc đoạn, nghĩ như vậy muốn theo cửa đại môn đi vào cơ hồ là một không thực tế chuyện tình. Dĩ nhiên hắn cũng có thể lựa chọn đem hai gã gác vũ cảnh đánh ngất xỉu, nhưng là này rất nhanh tựu sẽ khiến khác người chú ý. Tối nay Diệp Thần Phong sở dĩ sẽ chọn lén lén lút lút lẻn vào quân khu bệnh viện, hắn chính là không muốn khiến cho kinh thành những khác đại gia tộc chú ý. Diệp Thần Phong chỗ ở địa phương là bệnh viện mặt bên, ngẩng đầu nhìn ra một chút lầu 3 độ cao, cùng với mỗi tầng lầu trong lúc cửa sổ gian khích, kháo dẫm phải cửa sổ bò lên lầu 3 cũng là một cái biện pháp không tệ. Thân thể linh động nhẹ nhảy lên tầng dưới cùng cửa sổ, hai chân kiếm đủ lực lượng, ngón tay thành cong hình dáng, tiểu tâm rực rực đi lên leo, một tầng một tầng toát ra, phản phất giống như bọ chó bình thường linh hoạt. Lầu 3 phòng bệnh cửa sổ rối rít đóng chặt lại, chỉ có nhà vệ sinh công cộng cửa sổ là mở ra, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể lựa chọn theo nhà cầu trong cửa sổ bò tiến vào, hắn lại không biết 307 rốt cuộc là người nào phòng bệnh. Hắn cũng không thể đủ đứng ở lâu phía ngoài, một gian một gian gõ cửa sổ sao. Hồ nghiêng người lộn vòng vào lầu ba nhà xí, Diệp Thần Phong trong cổ họng cuối cùng là thở ra một hơi, hai chân da thịt đau nhức vô cùng, thân thể vô cùng mệt nhọc, thật muốn muốn ngã đầu Mỹ xinh đẹp ngủ thượng một giấc. Đi ra nhà vệ sinh nam, bởi vì thời gian đã đã muộn, trên hành lang im ắng không có một người, Diệp Thần Phong rất nhanh liền đi tìm 307 phòng bệnh. Không có gõ cửa tựu đi vào trong phòng bệnh, trong phòng bệnh tối như mực một mảnh, Diệp Thần Phong vừa định muốn đi lục lọi đèn điện chốt mở vị trí, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một trận đau nhói màng nhĩ vù vù âm thanh. Từ bản năng phản ứng, Diệp Thần Phong thân thể sau này vừa lui, hắc ám người trong miệng nhẹ ồ lên một tiếng, hắn sợ rằng không nghĩ tới đối phương có thể tránh thoát hắn một quyền này sao. Diệp Thần Phong vừa định muốn mở miệng nói chuyện, bén nhọn quyền phong lần nữa gào thét mà đến, điều chỉnh sắc mặt, hắn chỉ có thể đủ tập trung lực chú ý ứng phó nguy cơ trước mắt, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, nếu như bị hắc ám người đánh trúng một quyền lời mà nói, tuyệt đối không phải là nói giỡn. Rầm rầm dầm, Diệp Thần Phong sử suốt toàn lực cùng hắc ám người ngạnh xanh xanh ních đụng nhau ba quyền, dưới chân nện bước rút lui năm sáu bước, quả đấm một trận tê dại, trong lòng một trận cười khổ, đối phương căn bản không có cho hắn nói chuyện thời gian, quả đấm thủy chung như mưa rơi hướng hắn mãnh liệt đập vừa thông suốt. Nếu không phải Diệp Thần Phong linh hồn lực thối lui đến cấp 2, lấy trước một kiếp hắn đỉnh trạng thái lời mà nói, trong bóng tối người này cái bổn tựu không phải là đối thủ của hắn. Linh hồn lực là 500 năm sau mở vọng lại một loại lực lượng, lợi dụng công nghệ cao đem lực lượng nào đó tiêm vào đến linh hồn bên trong, theo linh hồn lực không ngừng nhắc đến thăng, tự thân các phương diện lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên. Trước một kiếp diệp thần phong linh hồn lực đã đạt đến cấp 8, bởi vì linh hồn của hắn xuyên qua đến 500 năm trước, nhập vào thân ở nhất nhất cụ xa lạ thân thể phía trên, khiến cho linh hồn của hắn lực trong nháy mắt thối lui đến cấp 2 trình độ. Linh hồn lực theo thấp đến lớp 10 chung chia làm 1 đến 10 cấp. Bởi vì này là thân thể bản thân tố chất quá kém, Diệp Thần Phong thậm chí ngay cấp 2 linh hồn lực lực lượng vậy phát huy không ra, chỉ có thể đủ dựa vào nhẹ nện bước trái tránh hữu nhanh chóng diệp thần phong bị buộc trong lòng thật toát ra hỏa hắn vô cùng rõ ràng trong bóng tối người này hẳn là bảo vệ lão gia tử nhưng là hắn hiện tại phân tâm không được chỉ cần hắn vừa phân tâm chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương quả đấm đánh trúng cắn chặt hàm răng diệp thần phong quản không được nhiều như vậy đem cấp hai linh hồn lực tăng lên tới cực hạn thân thể nhất thời có loại xé rách đau đớn xem ra này là thân thể không cách nào tiếp nhận được cấp hai linh hồn lực đỉnh đâu phanh chợt đem quả đấm suốt ra đi đang lúc này trong phòng đèn sáng đi ra ngoài, cách đó không xa trên giường bệnh Diệp Trấn Hồng sợ ngây người, trong miệng đứt quãng nghi vấn nói thần, thần phong, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Sử xuất toàn lực một quyền này, như cũ là để cho Diệp thần phong rút lui ba bước, mà trước mặt trung niên tráng hán dưới chân nện bước vậy không tự chủ rút lui một bước. Một màn này bị Diệp lão ra tử Diệp Trấn Hồng hoàn toàn thu hết vào mắt, trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ thật chuyển bất quá đường cong tới hắn có thể vô cùng rõ ràng bảo vệ hắn trung niên hán tử ngô khuê dũng thân thủ. Năm đó ở đặc trùng binh trong bộ đội cũng là số một số 2, mà hắn cháu trai Diệp Thần Phong chỉ là một hoảng sợ chứng người bệnh, cho dù không có kinh sợ chứng, cũng là bị ngô khuê dũng một cái chiếu diện quật ngã người, nhưng là trước mắt đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây quả thực là vượt quá lẽ thường, Diệp Thần Phong là thế nào đi vào quân khu bệnh viện tới. Nếu như nói mới vừa rồi ở trong bóng tối từ trước đến nay Ngô Khuê Dũng so chiêu đúng là Diệp Thần Phong, như vậy Diệp Thần Phong thân thủ tuyệt đối không kém, Diệp Trấn Hồng khẽ nhếch miệng, có thể làm cho hắn lâu như vậy ở địa vị cao lão gia tử khiếp sợ chuyện tình đã không nhiều lắm. chương 5, vui mừng. Diệp Thần Phong khiếp sợ không thể thua kém với lão gia tử, phía ngoài nhưng là đem Diệp Trấn Hồng bệnh tình nguy kịch chuyện tình truyền sôi sùng sục có thể trước mặt Diệp Trấn Hồng trừ sắc mặt có chút tái nhợt ngoài, cả người vô cùng tinh thần, này vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trung niên tráng hán ngô khuê dũng người phần ý tứ hàm xúc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong, tin đồn không phải nói Diệp Thần Phong 3 năm trước đây bị dữ dội đánh một trận sau, mắc phải nghiêm trọng hoảng sợ chứng sao. Ở ngô khuê dũng tự thể nghiệm đến Diệp Thần Phong thân thủ sau, cho là đây quả thực là lời nói vô căn cứ, mới vừa rồi ở trong bóng tối hắn không có chút nào nương tay, song Diệp Thần Phong cũng là thành thạo không có bại hạ trận tới, Bằng vào điểm này là có thể nói rõ Diệp Thần Phong thân thủ tuyệt đối không đơn giản, nhớ năm đó nhưng hắn là đặc trủng binh trong bộ đội người nổi bật, có thể ở hắn trên tay sống quá nhiều như vậy chiêu người, hội là năm đó bị kinh thành những thứ kia con nhà giàu đánh tơi bời người sao. Nghĩ đến đây, Ngô Khuê Dũng không khỏi thở dài nói, lời đồn không thể tin. Trước mặt Diệp Thần Phong cùng trong truyền thuyết quả thực chính là tưởng như hai người, hắn vô cùng xác định Diệp Thần Phong ở kinh thành những con nhà giàu này trong tuyệt đối có tư cách xưng là nhân trung chi long. Diệp lão gia tử hồi thần lại, hướng Diệp thần phong vẫy vẫy tay, nói thần phong, ngồi vào ra ra bên này, người có phải hay không hẳn là muốn cùng ta giải thích giải thích. Cho dù Diệp lão gia tử nghĩ vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông chính hắn một mắt phải hoảng sợ chứng cháu trai, làm sao sẽ đột nhiên thân thủ trở nên tốt như vậy. Huống chi hắn hạ nghiêm cấm bất luận kẻ nào tham gia lệnh, như vậy Diệp Thần Phong là thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào quân khu bệnh viện đây này. Diệp lão gia tử khẩn cấp muốn biết những chuyện này đáp án. Diệp thần phong ngồi vào giường bệnh bên, cũng không có vội và trả lời lão gia tử vấn đề, ra ra, ở ta trả lời vấn đề của ngươi trước, ngươi có phải hay không trước giải thích cho ta giải thích, ngươi đây là hát kia vừa ra. Diệp lão gia tử trên mặt tái nhiệt lộ ra một đạo nụ cười hiền lành, ngược lại vừa thu liếm, nói tiểu tử ngươi, đây là ngươi đối ra ra nói chuyện thái độ sao. Hôm nay ở Kinh Thành có rất nhiều người muốn xem chúng ta Diệp ra chê cười, bọn họ hận không được chúng ta diệp ra theo tầm mắt của bọn họ trong biến mất, ta là muốn xem một chút những thứ này nhảy nhót tiểu sử rốt cuộc có thể đùa bỡn ra hoa gì dạng tới. Cho nên ta liền tương kế tự kế. Ra ra, kia ba mẹ ta tai nạn xe cộ chỉ sợ cũng không phải là ngoài ý muốn sao. Ta cuối cùng cảm giác chuyện này có kỳ hoặc. Nhắc tới chính mình chết đi cha mẹ, Diệp thần phong trên mặt bi thương cùng tức giận hỗn hợp. Diệp lão gia tử vui mừng gật đầu, nói thần phong, xem ra ngươi thật trưởng thành, nguyên lai ta nghĩ đến người hội như vậy đần đột, nhát gan sợ phiền phức qua kết thúc nửa đời sau. Cha mẹ người trận này tai nạn xe cộ quả thật có rất nhiều chỗ khả nghi, nhưng là hung thủ không có để lại bất kỳ dấu vết, ta đến hiện tại ngay một điểm đầu mối cũng không có. Diệp lão gia tử hai đấm nắm chặt, Diệp ra dòng chính này nhất mạch người vốn là không nhiều lắm, Diệp lão gia tử dưới gối cũng chỉ có hai đứa con trai, hiện tại con lớn nhất xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình, tại sao có thể đủ để cho lão gia tử không tức giận đâu. Gia Gia, ta nhất định sẽ đem hung thủ bầm thây vạn đoạn, ta muốn để cho nơi có người biết người của Diệp Gia không thể lấn. Diệp thần phong hàm răng cắn chặt môi, chỉ cần hắn khôi phục trước một kiếp đỉnh lực chiến đấu, sợ rằng trên cái thế giới này không có mấy người có thể ngăn trở đường đi của hắn. Thần phong, người muốn tính hạ tâm lai, chúng ta hiện tại không biết hung thủ rốt cuộc là người nào. Diệp Gia ở Kinh Thành có nhiều như vậy đối đầu. Dưới mắt chúng ta có thể làm đúng lại là yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi chờ phía sau màn hắc thủ lần nữa hành động. Diệp lão gia tử trầm trọng thở dài một hơi tiếp tục nói, tiểu tử ngươi không nên cùng ta xé khai thoại đề, hiện tại ngươi phải biết cũng đều biết, ngươi có phải hay không muốn cùng ta giải thích giải thích. Ra ra, thật ra thì cũng không có cái gì cùng lắm thì, chẳng qua là lần này theo trong hôn mê tỉnh táo lại, ta lại đột nhiên cảm giác hoảng sợ chứng hoàn toàn tốt lắm, ngay cả ta thân thủ lại vậy trở nên dị thường cường hãn, ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình. Diệp Thần Phong vô căn cứ làm ra một cái lời nói dối. Hắn cũng không thể đủ nói hắn là đến từ 500 năm đời sau giới người, linh hồn của hắn là từ 500 năm sau xuyên qua mà đến, nhập vào thân ở Diệp Thần Phong thân thể bên trong a. Đến lúc đó sợ rằng Diệp lão gia tử sẽ phải để cho hắn đi khoa tâm thần nhìn một chút, dù sao loại chuyện này chỉ có ở trong tiểu thuyết mới sẽ xuất hiện, để cho Diệp lão gia tử như vậy quốc gia cao tầng tiếp nhận loại chuyện này, quả thực chính là so với lên trời còn khó hơn. Diệp lão gia tử nửa tin nửa ngờ nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Một lát sau, trong đầu như cũ là suy tư không ra cái như thế về sau. Thật giống như Diệp Thần Phong cái này thuyết pháp cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao chỉ cần là hắn cháu trai hướng tốt phương hướng phát triển, hắn cái này làm ra ra còn có cái gì tốt chú ý hơi đây này. Diệp Thần Phong đem lẻn vào quân khu bệnh viện chuyện tình đối lão gia tử đại khái nói một lần. Nghe được lão gia tử là mùi ngon, tốt giống như trước chưa từng có chân chính quen thuộc qua hắn đứa cháu này theo Diệp Thần Phong có thể quan sát ra quân khu bệnh viện thủ vệ chỗ sơ hở, cùng với tự thân thay đổi sau như cũ là cẩn thận làm việc, không để cho kinh thành những khác đại nhà người trong tộc phát hiện hắn thay đổi, bằng vào hai điểm này Diệp Lão ra tử tựu đầy đủ là vì Diệp Thần Phong tự hào. Tỉ mỉ quan sát năng lực, suy nghĩ độ cao kín đáo, này chính là cái kia Diệp Thần Phong sao. Ra ra, chỉ thứ những tên khốn kiếp kia hình như là đầu nhập vào tống ra, đoán chừng bọn họ đã sớm muốn thay thế được chúng ta trở thành Diệp ra dòng chính. Nói chi thứ những thứ này điều nhân, Diệp Thần Phong khí không đánh một chỗ tới, nhất định tất cả mọi người là huyết mạch tương liên, người trong nhà nội bộ nhốn nháo mâu thuẫn cũng không có cái gì cùng lắm thì, tại sao có thể đủ làm ra loại này phản đồ hành vi tới đâu. Diệp Lão gia tử trên mặt là nhàn nhạt, nhạt phiền muộn, khe khẽ thở dài một hơi, nói ta đã sớm biết chi thứ những người đó không cần thiết ngừng, nhưng chúng ta cũng là họ Diệp, không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn làm cho chúng ta Diệp ra phân liệt. Tốt lắm, nếu nhiều người như vậy chờ đến xem chúng ta chê cười, ta liền để cho bọn họ biết rốt cuộc là người nào xem ai chê cười. Diệp lão gia tử hai tròng mắt ngưng tụ, trở nên bén nhọn vô cùng, phân phó nói, khuê dũng, giúp ta an bài xuất viện, bất quá ta không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết, ta muốn cho mọi người một cái vui mừng. Ngô Khuê Dũng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức đi ra phòng bệnh đi an bài, quân khu bệnh viện viện, viện trưởng là Diệp Lão Gia Tử lúc tuổi còn trẻ bạn tốt, lần này Diệp Lão Gia Tử giả bộ bệnh, là ở viện trưởng phối hợp hạ mới làm được thiên y vô phùng. Dựa theo Diệp Lão gia tử vốn là tính toán, hắn vẫn còn không sớm như vậy xuất viện, nhưng là Diệp Thần Phong đến cho hắn vui mừng, phá vỡ hắn kế hoạch lúc đầu, ở Diệp Thần Phong trên người Lão gia tử thấy được Diệp gia tương lai hy vọng. Ngô Khuê Dũng An bài xuất viện chuyện trong khoảng thời gian này, Lão gia tử cùng Diệp Thần Phong dỗi rãnh hàn huyên, kể từ khi ba năm trước đây Diệp Thần Phong mắc hoảng sợ chứng sau. Ông cháu hai thật giống như không có đứng đắn nói chuyện nhiều. Ở lão gia tử trong lòng luôn luôn hy vọng Diệp Thần Phong có thể thành tài, tương lai có thể đem Diệp Gia gánh nặng vén lên tới. Nhưng là những năm này Diệp Thần Phong biểu hiện để cho hắn thất vọng cực kỳ, dưới mắt cuối cùng là vẹt ra mây mù thấy thanh thiên. chương 6, Diệp Gia chi thứ. Ở ngô khuê dũng an bài hạ Diệp lão gia tử cùng Diệp Thần Phong ngồi một chiếc dung mạo không sâu sắc kiệu xa rời đi quân khu bệnh viện. Quân khu bệnh viện chung quanh nhất định là có kinh thành những khác đại gia tộc nhãn tuyến, bàn về người nào cũng không nghĩ ra Diệp Lão gia tử sẽ ở đại buổi tối, ngồi một chiếc xe dởm rời đi. Trở lại Diệp ra đã là dạng sáng 2 giờ nhiều chuông, mang hoạt một buổi tối, Diệp Lão gia tử cùng Diệp Thần Phong thật sớm đi ngủ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần Phong đã rời giường, trước một kiếp mỗi ngày bất kể rất trễ ngủ, ngày thứ hai hắn cũng sẽ đúng lúc rời giường rèn luyện thân thể. Huống chi hắn này là thân thể tố chất thật sự là quá kém, nhất định phải mỗi ngày kiên trì rèn luyện mới được vây quanh Diệp ra biệt thự chậm chạy một canh giờ sau, Diệp thần phong mới về đến trong đại sảnh chuẩn bị ăn điểm tâm, lão gia tử hẳn là vẫn chưa rời giường đâu. Trước một kiếp Diệp thần phong cũng không có hưởng thụ qua như vậy hưu nhàn cuộc sống, lúc bình thường trừ tiếp nhận quốc gia các phương diện dày đặc huấn luyện, hay là tại phía ngoài thi hành vì thời cũng sẽ có tánh mạng nhiệm vụ nguy hiểm. Diệp thần phong muốn an an ổn, ổn ổn hưởng thụ bữa này bữa ăn sáng, có thể là có chút người hết lần này tới lần khác không để cho hắn như ý, kèm theo tiếng bước chân rồn dập, hai cái sáu bảy chục tuổi lão đầu cùng với hai cái bốn người mấy tuổi trung niên nam nhân hùng hổ đi tới Diệp gia đại sảnh. Hai người này lão đầu chính là Diệp Trấn Hồng đệ đệ Diệp Trấn Quốc cùng Diệp Trấn Bang. Theo thật sát phía sau bọn họ hai trung niên nam nhân theo thứ tự là bọn họ con Diệp An Tân cùng Diệp Trung Thiên. Những thứ này chính là Diệp gia chi thứ Điểu nhân. Như vậy sáng sớm tới Diệp gia khẳng định không có chuyện tốt lành gì tình. Diệp gia chi thứ chủ yếu là ở trên buôn bán phát triển. Sản nghiệp trải rộng hoa hạ nước nhiều tỉnh, đối cả Diệp gia nổi lên không ít tác dụng, dĩ nhiên nếu như không có Diệp gia dòng chính sau lưng ủng hộ, Diệp gia Chi Thứ sản nghiệp cũng không thể có thể phát triển đến khổng lồ như thế. Đây cũng là Diệp lão gia tử không muốn cùng Chi Thứ những thứ này điều nhân náo lật một trong những nguyên nhân, vô luận cỡ nào châu bò gia tộc cũng phải cần kinh tế chống đỡ. Diệp Thần phong mạn điều tư lý một bên uống sữa tươi, vừa ăn bánh bao, hoàn toàn không thấy Diệp gia Chi Thứ những người này, đối với ăn cây táo rào cây sung người, Diệp Thần Phong hoàn toàn không cần thiết cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Diệp Trấn Quốc cùng Diệp Trấn Bang nhất thời trướng đến sắc mặt đỏ bừng, bọn họ còn không biết Diệp Lão Gia Tử đã xuất viện truyệt, Diệp Thần Phong nếu như không có Diệp Lão Gia Tử bảo hộ, ở trong mắt bọn họ căn bản là một cái được rồi hoảng sợ chứng phế vật, bị phế vật như vậy không nhìn quả thực là một loại thiên đại vũ nhục. Đứng ở nơi này hai cái lão đầu lĩnh phía sau Diệp An Tân cùng Diệp Trung Thiên là càng thêm không cách nào nhịn được, hôm nay bọn họ nhưng là tới hương sư vấn tội, bọn họ đã hoàn toàn đầu nhập vào tống gia, chỉ cần diệp lão đầu tử vừa chết, tống gia hứa hẹn đem bọn họ nâng lên diệp ra dòng chính vị trí. Sau ngày hôm qua tống gia cháu ruột tống trung thiếu chút nữa ngay mệnh căn tử cũng giữ không được, điều này làm cho tống gia hoàn toàn nổi giận. Tuy nói chuyện này người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn là một cuộc ngoài ý muốn, nhưng là tống gia cố ý muốn cho diệp ra cho cái thuyết pháp. Tốt nhất là để cho Diệp Thần Phong quỷ gối tống cửa nhà chịu nhận lỗi. Này không, Diệp ra chi thứ nhận được tống ra chỉ thị sau, một khắc cũng không làm trễ nãi liền đi tới Diệp ra, thật là trời xanh làm chó săn lường trước. Diệp thần phong, người đây là thái độ gì? Thấy trưởng bối tới, chẳng lẽ ngươi sẽ không đứng dậy nghênh đón sao? Diệp an tân tức giận trong sen lẫn khinh thường, hướng Diệp thần phong quát. Diệp Trấn Quốc cùng Diệp Trấn Bang nói như thế nào cũng là Diệp Thần Phong ra ra đồng lứa, ở hai người này lão đầu trong mắt, lại không đáng cùng một cái được rồi hoảng sợ chứng phế vật đi tính toán chi ly, chuyện như vậy để cho bọn họ con đi làm là tốt. Diệp An Tân thấy Diệp Thần Phong thở ơ, trên gương mặt là rát một mảnh, chợt quát lên Diệp Thần Phong, người chẳng lẽ lỗ tai điếc không được. Một chút quy củ cũng đều không hiểu, Diệp ra có người phế vật như vậy thật sự là ngã hỏng bét. Diệp Thần Phong trong cổ họng đánh trọn vẹn cách, cầm lấy trên bàn ăn khăn giấy lau miệng ba, mãn bất kinh tâm tự nhủ, sáng sớm, nơi nào có nhiều như vậy chó hoang ở kêu loạn. Thật hẳn là đem bọn này xúc sinh kéo đến lò sát sinh đi một đao làm thịt. Ngươi, ngươi, ngươi dù cồn các kẽ, Diệp ra đã không có người đặt chân địa phương. Bị tỉ dụ thành chó hoang, Diệp an tân tức thân thể ý vị run rẩy. Có lời nói mau, có dám mau thả, ta không có thời gian nghe các ngươi ở chỗ này chít chít hoa hoa. Diệp thần phong không nhịn được nói. Diệp an tân vừa định muốn nói nói, đã bị Diệp Trấn quốc cắt đứt, trên mặt tràn đầy không vui, chất vấn, ngày hôm qua ngươi có phải hay không đem tống chung cho lộng thương. Thế nào, các ngươi lúc nào đổi họ tống, trước kia ta làm sao không có phát hiện các ngươi đặc biệt có làm chó săn thiên phú. Diệp thần phong ý tàn bạo nói, cực kỳ diếu cợt lời nói truyền vào diệp ra chi thứ những người này trong lỗ tai, coi như là có khá hơn nữa tu người nuôi vậy khống chế không được tâm tình. Diệp Trấn Quốc nhất thời trong cơn giận dữ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, miệng quát, Diệp Thần Phong, hôm nay ngươi phải quỳ gối tống cửa nhà chịu nhận lỗi, này là mệnh lệnh của ta, hiện tại ra ra ngươi tánh mạng nguy ở sớm tối, ở Diệp ra chúng ta sẽ là của ngươi trưởng bối. Nếu là ta không đi đâu, Diệp Thần Phong mười phần ý tứ hàm xúc hỏi ngược lại. Người hôm nay không đi cũng phải đi, nếu là ngươi biết điều một chút nghe chúng ta lời mà nói, sau này nhóm đợi, ra ra của ngươi quy thiên. Chúng ta không cần lo chăm sóc kỹ ngươi như vậy một cái phế vật, nếu là ngươi không nghe lời, chúng ta chỉ có thể đủ mạnh bạo. Diệp Trấn Quốc đang khi nói chuyện, sáu tên vóc người khôi ngô trung niên đại hán đi vào Diệp ra đại sảnh, xem ra bọn họ hôm nay là làm đồng thời chuẩn bị. Các ngươi chẳng lẽ tự thật cho là lão gia tử không được? Nói thiệt cho các ngươi biết sao? Lão gia tử tự ở trên lầu đâu? Các ngươi tốt nhất cho ta lập tức cút đi. Nghe được Diệp Thần Phong nói thế, Diệp Trấn Quốc trên mặt lộ ra một đạo khinh thường nụ cười, nói người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi kẻ ngu này nói sao muốn là chúng ta tin lời của ngươi chúng ta mới là thật kẻ ngu không riêng gì diệp trấn quốc diệp gia chi thứ ba người kia trên mặt cũng treo cười nhạo vẻ mặt quân khu bệnh viện truyền tới tin tức nhưng là nói diệp lão gia tử đã nguy ở sớm tối còn có lời đồn đãi nói diệp lão gia tử không có nhiều cuộc sống tốt sống được bằng không bọn họ làm sao sẽ dám như vậy minh mục trương đảm đầu nhập vào tống ra đâu phải biết rằng từng ấy năm tới nay Tống ra cùng Diệp ra vẫn là tránh trị phía trên đối đầu. Diệp thần phong đã sớm biết những thứ này điều nhân sẽ không tin tưởng lời của hắn, đầu năm nay thật là nói thật cũng không ai tin, hắn rất mong đợi đợi bọn họ thấy Diệp lão ra tử phản ứng đầu tiên là cái gì. Nhất định sẽ rất ánh sáng a. À. Ta thật không có lừa các ngươi, các ngươi đợi cũng không nên hối hận. Diệp thần phong chân thành tha thiết nói. Kẻ ngu, người ít hổ chúng ta, nếu là Diệp lão đầu tử bây giờ đang ở trên lầu, ta cai đầu dài sỏ cắt đi cho ngươi làm cái băng ngồi ngồi. Diệp An Tân thương cảm nhìn Diệp Thần Phong, khi bọn hắn xem ra Diệp Thần Phong hoảng sợ chứng lại phát tác, nếu như Diệp Trấn Hồng đã xuất viện lời mà nói, khẳng định đã sớm ở kinh thành truyền sôi sùng sục. chương 7, Lão Gia Tử tức giận. Vội vàng theo chúng ta đi tống ra, chẳng lẽ còn thật muốn cho chúng ta động thủ sao? Hôm nay coi như là Diệp Trấn Hồng ở chỗ này, chúng ta cũng muốn cho người quỷ gối tống cửa nhà chịu nhận lỗi. Diệp Trấn Quốc không kiên nhẫn nói. Đúng, sau này Diệp gia chính là chúng ta làm chủ, muốn ở Diệp gia an an ổn ổn làm một cái không lo ăn uống phế vật, người tốt nhất là phối hợp chúng ta. Diệp Trấn Bang phụ họa nói. Lúc nào Diệp gia thay đổi triều đại, thật giống như lão đầu tử ta còn chưa có chết sao. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ thang lầu truyền miệng tới, Diệp Trấn Hồng tinh thần Trấn hưng đi tới đại sảnh, hiện đầy nếp nhăn trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Oanh! Diệp ra chi thứ bốn người này thấy Diệp Trấn Hồng sát na, trong đầu lật ra kinh thiên sóng lớn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ngây ngốc nơi ngay tại chỗ, đây là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Trấn Hồng làm sao sẽ hảo đoan đoan ở Diệp ra xuất hiện đâu? Hắn không phải là hẳn là ở quân khu bệnh viện đấy sao? Lúc này bọn họ hoàn toàn mắt choáng váng, Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Đợi đến dùng bàn tay xoa nhẹ hai lần ánh mắt sau, bọn họ mới không phải không thừa nhận này là thật sự rõ ràng chuyện thực. Ta đã sớm nói với các ngươi qua, ông của ta chính là trên lầu, có thể là các ngươi vẫn không tin, đầu năm nay làm người tốt còn thật là khó khăn a. À. Diệp Thần Phong lầm bầm lầu bầu thở dài nói. Hiện tại các ngươi trợn tròn mắt sao? Biết ai mới là kẻ ngu đi? ta nhớ quá nhớ được mới vừa rồi ai nói qua muốn đem đỉnh đầu cắt đi cho ta làm cái băng ngồi ngồi đích. Diệp thần phong hí tàn bảo ánh mắt ở bốn người bọn họ trên người qua lại quét mắt. Diệp Trấn Quốc, Diệp Trấn băng bốn người bọn họ, một câu nói cũng không dám nhiều lời, hình như là đã chút giận bì cầu bình thường, chỉ cần Diệp lão gia tử trên đời, Diệp gia tựu không tới phiên bọn họ những thứ này chi thứ người nhảy nhảy. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông nguyên vốn phải là ở quân khu trong bệnh viện nguy ở sớm tối người, làm sao sẽ tinh thần chấn hương ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Làm sao cả đám đều không nói, không phải mới vừa rất có thể nói sao, làm lão đầu tử ta chết không phải là. Diệp chấn hồng sắc mặt chợt biến đổi, giận hồng hiện đầy hắn chỉnh trương nếp uốn khuôn mặt. Diệp lão ra tử sớm ở bốn người bọn họ đi vào đại sảnh lúc đang ở cửa thang lầu, hắn muốn chính tay nghe một chút những thứ này điều nhân trong lòng nói. Ai biết những người này hội vô sỉ như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã quên mình là họ gì sao? đại ca, chúng ta, chúng ta. Diệp Trấn Quốc ấp a ấp úng, Diệp Trấn Hồng nhưng là hoa hạ nước đứng hàng thứ top 5 vị thủ trưởng một trong, kiệu uy nghiêm phải không dung người mạo phạm. Hừ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, Diệp Trấn Hồng trên mặt thần sắc lãnh vài phần, quát lên các người không phải mới vừa muốn kéo thần phong đến tống cửa nhà đi quỷ nói xin lỗi sao. Làm sao hiện tại một cái cái rắm cũng không thả. Đại bá, chúng ta, chúng ta cùng thần phong nói dẫn đâu chúng ta làm sao sẽ làm ra loại này ăn cây táo, rào cây sung chuyện tình tới đâu. Diệp An Tân chiến chiến nguy nguy nói. Nơi này có nói chuyện với người phân sao? Các ngươi trong lòng là cái gì tâm tư ta có thể rất rõ ràng, các ngươi cho là Diệp ra dòng chính vị trí là tốt như vậy làm. Ta dám nói như vậy, nếu như lão đầu tử ta một quy thiên, cho các người bọn này trứng chim ngồi lên dòng chính vị trí, sợ rằng dùng không được bao lâu Diệp ra cũng sẽ bị tóm thâu, đến lúc đó các ngươi liền một cái cái rắm cũng không phải là. Diệp lão gia tử phát nói tục, lúc còn trẻ nhưng hắn là trải qua chiến trường, súng thật đạn thật giết qua địch nhân, tính cách bên trong có quân nhân sảng khoái cùng cường tráng. Đại ca, người nói đúng, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh nhất thời hồ đồ. Diệp Trấn Quốc cùng Diệp Trấn Bang thành thật lo sợ nhận lầm, không dám có đôi câu vài lời phản bác. Là nhất thời hồ đồ cũng dễ làm, chỉ là các ngươi trong lòng chỉ sợ không phải nghĩ như vậy sao? Diệp lão ra tử bén nhọn hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trước mặt hai cái lão đầu. Phảng phất bất luận cái gì ở nơi này xong bén nhọn tròng mắt trước mặt cũng sẽ bị xuyên thủng. Diệp Trấn Quốc cùng Diệp Trấn Bang trong lòng hoảng sợ vạn phần. Diệp Trấn Hồng nếu như muốn đối phó bọn họ lời nói là chuyện dễ dàng tình. Hai người vội vàng làm ra bảo đảm, chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm hôm nay sai lầm ngu xuẩn như vậy. Chúng ta lập tức cùng tống ra vạch rõ giới hạn, tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ có bất kỳ liên hệ rồi. Diệp lão gia tử nhìn chăm chú vào trước mặt cùng mình không sai biệt lắm tuổi hai cái lão đầu, sau một hồi, mới lên tiếng, đây là ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, còn bởi vì các ngươi họ Diệp, trong thân thể chảy xuôi theo Diệp ra máu, nhưng là nếu như các ngươi còn dám làm ra ăn cây táo, rào cây sung chuyện tình tới, tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không nương tay, coi như là huynh đệ cũng không còn tình cảm nói. Là, 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 sau này chúng ta hội yên tĩnh giữ bổn phận, Diệp Trấn Quốc cùng Diệp Trấn Bang ý vị gật đầu nói. Làm sao, các ngươi còn muốn lưu lại ăn điểm tâm? Diệp Lão Gia Tử nhìn lên trước mặt không có tính toán rời đi Diệp ra chi thứ bốn người hỏi. Bốn người nghe được Diệp Trấn Hồng lời nói sau, lập tức xám xịt rời đi, sợ rằng không được bao lâu Diệp Trấn Hồng không có bệnh chuyện tình sẽ ở kinh thành truyền ra. Diệp Lão Gia Tử nhìn Diệp Trấn Quốc đám người vội vàng bóng lưng rời đi, khe khẽ thở dài một hơi, nói thần phong, người có phải hay không cảm thấy ta quá tâm từ thủ nhuyễn? Người đã già, không có lúc tuổi còn trẻ cái kia cổ tàn nhẫn sức lực, huống chi bọn họ dù sao cũng là người của Diệp Gia A. Hy vọng lần này bọn họ thật có thể đủ lạc đường biết quay lại sao. Gia Gia, thân thể của ngài tốt rất, nếu là ai nói ngài lão, nhất định là hắn mắt bị mù. Diệp thần phong thấy lão nhân sầu bi bộ dáng, trêu ghẹo nói. Tiểu tử ngươi, lúc nào học xong dụ dỗ ta vui vẻ lão gia tử trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành tiếp tục nói thần phong tương lai ngươi có tính toán gì không ta nghĩ cho ngươi đi thiên hải quân bộ huấn luyện một thời gian ngắn ngươi nhị bá là ở đâu huấn luyện viên hiện tại trên người của ngươi thay đổi không nên để cho kinh thành quá nhiều người biết nếu như ngươi đi thiên hải cho dù ở thiên hải làm ra chút ít oanh động chuyện tình kinh thành những thứ kia đại gia tộc trong lão đầu tử chỉ sợ cũng sẽ chỉ là nửa tin nửa ngờ dù sao bọn họ không có tận mắt nhìn thấy diệp thần phong vốn là đã nghĩ muốn tìm cái rèn luyện cơ hội để cho này là thân thể mau sớm cường đại đứng lên hiện tại này là thân thể ngay cấp hai linh hồn lực đỉnh cũng không chịu nổi quả thực là thật mất thể diện cho nên đi quân doanh rèn luyện một phen khó không là một chuyện tốt nhưng là diệp thần phong trong lòng lại luôn luôn nhớ thương cha mẹ của hắn chết đi bởi vì đâu mở miệng hỏi ra ra kia ba mẹ ta chết đi như thế nào làm ta nhất định phải đem hung thủ tìm ra chuyện này ta không phải là đối ngươi đã nói sao. Hiện tại chúng ta muốn chẳng qua là yên lặng theo dõi kỷ biến, ta tin tưởng phía sau màn hắc thủ hội lần nữa hành động, mục tiêu kế tiếp có thể chính là ngươi, lấy ngươi hiện tại thân thủ ta đối với ngươi yên tâm không ít, hiện tại ngươi muốn làm chính là mau sớm làm cho mình cường đại lên, có đầy đủ năng lực tự vệ. Vừa nhắc tới Diệp Thần Phong cha mẹ, Diệp Lão gia tử trên mặt bi thương càng thêm nồng nặc. Diệp Thần Phong trầm tư chốc lát, cho là Lão gia tử nói có lý, mới lên tiếng tốt, ra ra, ta đây đi trước thiên hải quân bộ rèn luyện một chút, chỉ cần hung thủ dám tìm tới tận cửa rồi, ta nhất định khiến bọn họ chỉ có tới chứ không có lui. Còn tốt chứ, đây mới là ta Diệp Trấn Hồng cháu trai, như vậy cốt khí mới là Diệp ra loại, người ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau, phải đi thiên hải sao. Ta sẽ trước đó liên lạc ngươi nhị bá, Diệp lão gia tử vui mừng cười nói. Chương 8, vô tình gặp gỡ, Diệp lão gia tử không có bệnh xuất viện tin tức lan truyền nhanh chóng, vốn là những thứ kia chờ đến nhìn Diệp ra chê cười người, trong cổ họng phảng phất bị kẹt một cái xương cá giống nhau khó chịu, chỉ cần Diệp lão gia tử trên đời một ngày, Diệp gia tử sẽ không ngã xuống. Biết được Diệp lão gia tử thân thể trạng huống cũng không lo ngại sau, người của Tống gia cũng chỉ có thể đủ đem khẩu khí này hướng trong bụng nuốt, hôm nay muốn cho Diệp thần phong quỷ gối Tống cửa nhà chịu nhận lỗi, có thể nói là đầm rồng hang hổ phải biết rằng Diệp lão gia tử lúc còn trẻ có một lá sư tử ngoại hiệu, tính tình dị thường bốc lửa, Tống gia nhất định phải nghĩ kỹ nếu quả thật đem Diệp lão gia tử chọc cho lông, Diệp lão gia tử rất có thể hội dẫn cán thương tử đi Tống gia tính sổ, đến lúc đó vốn là một chuyện nhỏ tình cũng sẽ bị vô hạn làm lớn ra, đây không phải là Tống gia muốn xem đến kết quả. Theo lão gia tử có ý tứ là để cho Diệp Thần Phong ở nhà nghỉ ngơi hai ngày tái khởi thân đi thiên hải, Diệp Thần Phong tuần hoàn lão gia tử ý tứ, vừa lúc thừa dịp này hai ngày, ở Kinh Thành mua một chút nhu yếu phẩm. Diệp Thần Phong ở trên mạng tra tìm một chút Kinh Thành lớn nhất chữa bệnh khí dưới phòng trọ, mở ra một chiếc Mercedes Benz xe thể thao chạy tới nơi muốn đến, này chiếc màu lam ben chạy, lại là năm đó Diệp Thần Phong sinh nhật lúc, mẹ hắn thân đưa cho hắn đây này. Mẹ đối với hắn thương yêu có thể nói là cẩn thận, đột nhiên mà hiện tại lật xem trong đầu nhớ lại, để lại cho Diệp Thần Phong chẳng qua là vô tận thương cảm, tâm trong lặng lẽ thể nhất định phải đem hung thủ tìm ra bầm thây vạn đoạn. Phát động động cơ, chợt đạp xuống chân ga, Mercedes-Benz xe thể thao giống như rời dây cung cung tên, chạy nhanh làm ra Diệp ra biệt thự. Đại khái qua nửa giờ, Diệp thần phong tựu đã tới mục đích, theo Mercedes-Benz trên xe đua tiêu sái đi xuống, anh Tuấn đóng cửa xe lại, đỉnh đầu sáng dỡ 45 độ tà chiếu xuống tới, anh sấn chứ Diệp thần phong đẹp trai mê người khuôn mặt, nhường đường bên trải qua nữ sinh một đám nổi lên mê gái. Diệp Thần Phong hiện tại hình tượng hoàn toàn là cao phú đẹp trai. Không có ngừng lưu, trực tiếp đi vào chữa bệnh khí giới phòng trọ, Diệp Thần Phong giờ phút này tâm tình cũng không trong sáng, cha mẹ chết đi là hắn khúc mắc hắn hiện tại trong lòng mặt duy nhất ý nghĩ chính là mau sớm tăng thực lực lên, sau đó tìm ra hung thủ báo thù cho cha mẹ. Nhân viên bán hàng là một gã 23 trái phải xinh đẹp nữ nhân, thấy Diệp Thần Phong đi vào trong điếm sau, trên mặt hiện ra vẻ ngày xuân nơi nụ cười, lập tức nghênh đón, Ngọt nhơn nhất hỏi tiên sinh, xin hỏi ta có cái gì có thể vì ngài phục vụ. Các người nơi này có bán châm cứu dùng là ngân châm sao? Diệp thần phong đơn giản sáng tỏ nghi vấn nói. Trước một kiếp diệp thần phong ở chữa bệnh lĩnh vực tuyệt đối được xưng tụng là nhất tuyệt, lợi dụng 18 cái ngân châm cứu sống tánh mạng của vô số người, dĩ nhiên ngân châm trừ cứu người ra vẫn có thể dùng làm giết người ám khí. Cho nên trước một kiếp người khác cho hắn một cái thập bát sinh tử thủ ngoại hiệu, ý là khi hắn 18 cái dưới ngân châm có thể làm cho ngươi sinh, cũng có thể làm cho ngươi chết. Nhân viên bán hàng ngờ vực đánh giá trước mặt đẹp trai nam nhân, nàng hẳn là không nghĩ tới Diệp Thần Phong là tới mua ngân châm a. Bất quá nhưng ngay sau đó khôi phục nhiệt tình nụ cười, tiên sinh, xin ngài trước chờ chốc lát, ta đây tựu là vì ngài đi lấy. Không có một hồi thời gian, trên quầy tựu để ba bốn loại giá tiền không đều ngân châm tổ hợp, Diệp Thần Phong hai mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào đắt tiền nhất một bộ bên trong thật dài ngắn ngủn ngân châm cũng vô cùng đầy đủ hết, bất quá này chất liệu căn bản không cách nào cùng hắn trước một kiếp dùng là ngân châm so sánh với, trước một kiếp hắn dùng châm nhưng là dùng công nghệ cao ghép, bất kể kia một phương diện cũng muốn so sánh với trước mặt bộ này đắt tiền nhất ngân châm tốt hơn trăm lần không ngừng. Sẽ phải bộ này, Diệp Thần Phong đem thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên bán hàng, mặc dù đối với bộ này ngân châm không phải là đặc biệt hài lòng, nhưng là thích hợp sử dụng hay là làm được, đợi sau này hắn có thời gian có thể chính mình rèn một bộ ngân châm đi ra ngoài phó kết thúc khoản sau diệp thần phong thu hồi châm cứu bao chuẩn bị rời đi tuyết linh đây không phải là vị hôn phu của ngươi diệp thần phong sao diệp thần phong phía sau cách đó không xa một nữ nhân hướng về phía bên cạnh một nữ nhân khác nói đinh đinh ai nói hắn là vị hôn phu của ta đây đều là gia tộc an bài ta cũng không có thừa nhận bị kêu là tuyết linh nữ nhân cao lỗ mũi hừ lạnh nói. Ở hai nữ nhân này bên cạnh còn đứng một gã lấy lòng quyến rũ nam nhân, 27-28 tuổi, lớn lên dạng chó hình người, tây trang thẳng, trên mặt mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, lộ ra vẻ vô cùng tư văn, nhưng là hắn thỉnh thoảng liếc về phía bạch tuyết linh trong ánh mắt mang theo nào đó thắm thiết khát vọng. Nói như thế nào Diệp Thần Phong linh hồn lực cũng đã tới cấp 2 tài nghệ, thính lực so với bình thường người tốt hơn không ít, nghe được có người nhắc tới tên của hắn, không tự chủ hướng âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại, trong miệng nói lầm bầm, thế nào lại là nàng. Diệp Thần Phong trong miệng nàng, đương nhiên là vị hôn thê của hắn Bạch Tuyết Linh, vóc người có lồi có lõm, mang trên mặt một cổ trong trẻo lạnh lùng, phảng phất là không biết nhân gian lửa khói tiên tử, khó trách nàng có thể có kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Một gã khác dài so sánh với chỗ thua kém nữ nhân tên là Chu Đình, là Bạch Tuyết Linh bạn tốt, Chu gia ở kinh thành vậy cũng coi là một cái tam lưu gia tộc mà tên kia lấy lòng quyến rũ nam nhân tên là Chu Giác An, là Chu Đình Đường Ca. Chu Đình cố ý muốn tác hợp Bạch Tuyết Linh cùng nàng Đường Ca Chu Giác An, mặc dù Bạch Tuyết Linh cùng Diệp Thần Phong có hôn ước, nhưng là bọn hắn Thủy chung còn chưa có kết hôn đâu. Chỉ cần đến lúc đó Chu Giác An cùng Bạch Tuyết Linh tới một người gạo sống nấu thành cơm chín, như vậy sợ rằng cho dù là Bạch Gia không thoái hôn, Diệp Gia vậy sẽ chủ động nói ra từ hôn. Nếu như Chu Gia có thể liên lụy Bạch Gia này điều thuyền lớn lời mà nói, khẳng định có thể thế lực lớn chướng, mặc dù làm như vậy rất có thể hội đắc tội diệp ra, nhưng là có câu không phải là nói như vậy sao. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Bạch Tuyết Linh là Bạch Lão gia tử thương yêu nhất cháu gái, chỉ cần làm xong Bạch Tuyết Linh, đến lúc đó Bạch Gia nhất định sẽ đứng ra giúp Chu Gia nói chuyện. Tuyết Linh, ta thật vì ngươi không đáng giá được, Diệp Thần Phong hắn là một được rồi hoảng sợ chứng kẻ ngu, hắn có điểm nào nhất xứng với ngươi. Chu Đình khó chịu bĩu môi nói. Đúng vậy, Tuyết Linh, Diệp Thần Phong chính là một đống cướp chó, ta Chu Giác An tự nhận là không coi vào đâu, nhưng là so với Diệp Thần Phong tới hay là muốn mạnh hơn trăm ngàn lần. Chu Giác An ngón tay nâng đỡ mắt kiếm gọng vàng nói. Bạch Tuyết Linh chân mày không khỏi cau, nàng rất không thích Chu Giác An người này, nếu không phải nhìn ở bản tốt Chu Đình trên mặt mũi, nàng thậm chí đã sớm phủi phủi đít rời đi. Diệp Thần Phong trong lòng toát ra một cổ không giải thích được ngọn lửa, nhìn Chu Giác An ở Bạch Tuyết Linh trước mặt lấy lòng quyến rũ. Hắn tổng cảm giác mình bị đeo nón xanh, mặc dù hắn đối Bạch Tuyết Linh không có một chút tình cảm, nhưng là thế nào nói bọn hắn bây giờ trên danh nghĩa cũng là vị hôn phu phụ nữ a. À? Bạch Tuyết Linh tại sao có thể đủ làm ra như thế chuyện đâu? Càng có thể hận chính là Chu Giác An lại đem Diệp Thần Phong so sánh là một đống cứt chó, điều này làm cho Diệp Thần Phong nguyên vốn cũng không phải là rất tốt tâm tình trong nháy mắt ngã rơi xuống thung lũng, bất quá trên mặt như cũ là vẫn duy trì phong đạm vân khinh nụ cười chương chín ánh mắt rất sai lầm ở bạch tuyết linh trong lòng cho dù diệp thần phong không có mắc hoảng sợ chứng lúc trước nàng vậy cho là đối phương chỉ là một quần áo lụa là ác liệt đại thiếu gia toàn thân cao thấp không đúng tí nào huống chi là được rồi nghiêm trọng hoảng sợ chứng sau một nghĩ đến lão công tương lai là bộ dạng này bộ dáng bạch tuyết linh thường xuyên không cam lòng nhưng là thân vì mọi người trong tộc nữ nhân hôn ước là cũng không phải do tự mình làm chủ Thật ra thì từ trước Diệp Thần Phong làm việc cũng có cái kia một bộ nguyên tắc, hắn mặc dù quần áo lụa là, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm chuyện ỷ thế hiếp người, thậm chí thấy trong kinh thành những khác con nhà giàu khi dễ người yếu lúc, hắn còn có thể đứng ra ngăn cản, đây cũng là tại sao hắn bị kinh thành trong vòng luẩn quẩn người chèn ép. Thấy Bạch Tuyết Linh cao mày, chu Giác An còn tưởng rằng là Bạch Tuyết Linh thấy Diệp Thần Phong quét hăng hái, vội vàng lấy lòng nói, Tuyết Linh, nhìn đi đùa bỡn đùa bỡn thằng ngốc kia, diệp thần phong được rồi hoảng sợ chứng sau bị trêu đùa chuyện tình thường xuyên là kinh thành nhất bang con nhà giàu trà dư tử hậu đề tài câu chuyện huống chi kinh thành đại gia tộc đều có chính mình một bộ quy củ tiểu bối chuyện giữa tùy tiểu bối chính mình xử lý chỉ cần không suy giảm tới tánh mạng trưởng bối không thể xuất thủ kinh thành đại trong gia tộc con nhà giàu thường xuyên hội sinh ra ma sát nếu là mỗi chuyện trưởng bối cũng là vì tiểu bối ra mặt lời mà nói kia cả kinh thành còn không phải là lộn xộn cũng là bởi vì điểm này Chu Giác An mới dám nói ra lời nói này, dĩ nhiên là trọng yếu hơn là Diệp Thần Phong là một hoảng sợ chứng người bệnh, hắn Chu Giác An chẳng lẽ hội liền một cái hoảng sợ chứng người bệnh vậy xử không được sao? Bạch Tuyết Linh mềm mại khêu gợi môi rung rung một chút, muốn ngăn trở Chu Giác An hồ nháo hành động, nhưng là cuối cùng sẽ là cũng không nói đến miệng, thật ra thì ở trong lòng của nàng Chu Giác An so sánh với Diệp Thần Phong không mạnh hơn bao nhiêu. Tuyết Linh, chúng ta tự ở một bên xem cuộc vui sao? ta đường ca tựu thích mò mẫm hổ nháo. Chu Đình kéo Bạch Tuyết Linh cánh tay cười đùa nói. Đinh đinh, như vậy không tốt lắm đâu, không nên làm thật là quá đáng. Diệp Thần Phong nói như thế nào cũng là Bạch Tuyết Linh trên danh nghĩa vị hôn phu, nàng không muốn xem đến Chu Giác An làm ra chuyện gì quá phận tình. Tuyết Linh, người yên tâm đi, anh ta hội có chừng mực. Chu Đình lôi kéo Bạch Tuyết Linh đi theo Chu Giác An phía sau. Diệp Thần Phong đem Chu Giác An đối Bạch Tuyết Linh nói, nghe chính là rõ ràng rành mạch khóe miệng xẹt qua một đạo hí tàn bạo nụ cười nghĩ thầm nói cái thế giới này ngu ngốc chính là nhiều lắm một chút tự biết rõ cũng không có đã nghĩ muốn tới sung đầu to kết quả là con sẽ biến thành đầu heo ba chu giác an nâng cao bộ ngực một bộ tự cho là đúng bộ dáng đi tới diệp thần phong trước mặt trước khinh thường hỏi ngươi chính là diệp thần phong kinh thành có danh kẻ ngu diệp thần phong xem thường hỏi bên cạnh nữ nhân viên bán hàng tiểu thư các ngươi trong điếm có hay không nuôi chó nhân viên bán hàng nghi hoặc nhìn diệp thần phong nhưng vẫn là hồi đáp tiên sinh chúng ta nơi này không có nuôi chó a à? thấy diệp thần phong hoàn toàn không để ý tới mình chu giác an nhất thời trên mặt không ánh sáng huống chi bạch tuyết linh lại ở phía sau đâu hắn tại sao có thể đủ ném mặt mũi trong miệng khinh thường nói kẻ ngu tựu là người ngu như loại này hạng sang chứa bệnh khí giới phòng trọ làm sao sẽ nuôi chó đâu. Diệp thần phong bất minh sở dĩ nhìn chằm chằm trước mặt Chu Giác An chốc lát, sau đó vừa quay đầu hỏi hướng nữ nhân viên bán hàng, tiểu thư, không đúng. Ta đây làm sao luôn luôn nghe được có tiếng chó sủa đâu. Hơn nữa còn rời đi gần như vậy, các ngươi trong điếm nhất định là nuôi chó. Diệp xả tử, ngươi là đầu xảy ra vấn đề, sẽ không phải ánh mắt vậy xảy ra vấn đề đi. Trước mặt ngươi có chó sao? Chu Giác An tự cho là đúng cười nhạo nói. Diệp Thần Phong bên cạnh nữ nhân viên bán hàng nhìn đường làm quan rộng mở Chu Giác An, không nhịn được che miệng ba lén cười lên, ngay cả đứng ở Chu Giác An phía sau Bạch Tuyết linh lạnh như băng trên mặt cũng nhịn không được. Lúc này Chu Giác An mới đã nhận ra có cái gì không đúng, Diệp Thần Phong đây là đem hắn tỉ dụ thành chó, mà hắn lại chính mình dương dương đắc ý đâu. Này thật là trên đời này đệ nhất đại ngu vãi cả L. Trên gương mặt Hỏa Thiêu Hỏa Liệu mới vừa rồi Chu Giác An nhưng là lời thề son sắt ở Bạch Tuyết Linh trước mặt nói muốn đùa bỡn một đùa bỡn Diệp Thần Phong kết quả lại là hắn bị Diệp Thần Phong đùa bỡn trong lòng nhất thời bốc lên hừng hực lửa giận bất kỳ một cái nào nam nhân tại mỹ nữ trước mặt đâu phân cũng là không thể đủ chứa nhẫn huống chi hay là đang kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh trước mặt Chu Giác An dày cổm nặng nề mắt dưới tấm kính trong hai tròng mắt hiện lên hai bôi vẻ lo lắng bàn tay thật chặt nắm chặt nắm tay một bộ muốn vung tay bộ dáng đối phó loại này trí lực rất thấp đại ngu ngốc, Diệp Thần Phong liên động tay cũng không có, trong lòng khinh thường thầm nghĩ, người này điều nhân, không phải mới vừa đem ta nói thành là một đống cứt chó sao. Hôm nay ta liền muốn người biết ở thiếu gia trước mặt của ta trang bê là cần trả giá thật nhiều. Diệp thần phong tay phải nhanh chóng theo châm cứu trong bọc rút ra một cây ngân châm, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay đâm chúng chu giác an trên thân thể hai cái huyệt vị. Những người bên cạnh thậm chí ngay động tác của hắn cũng không có thấy rõ ràng, chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh, dĩ nhiên ở Chu Giác An phía sau Bạch Tuyết Linh cùng Chu Đình căn bản cũng không có thấy Diệp Thần Phong xuất thủ. Diệp Thần Phong đâm chúng huyệt vị theo thứ tự là Chu Giác An trên thân thể cười huyệt cùng đi tả huyệt vị, hơn nữa Diệp Thần Phong ở dùng ngân châm đâm vào huyệt vị lúc, rót vào chút ít linh hồn lực, có thể khiến cho hiệu quả nhanh hơn bày ra. Bất, Chu Giác An ôm bụng, phía sau cái mông phát ra một đạo dị thường thanh âm vang dội. Ha ha ha. Ngay sau đó Chu Giác An trong cổ họng tự phá lên cười, căn bản ngay nói đều nói không ra miệng, cười lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bất, bất, bất. Hai tay che cực kỳ đau đớn bụng, giờ bẩn vật theo Chu Giác An ống quần trong khu vực quản lý chảy ra, thấy giờ bẩn vật hắn trong cổ họng hay là tiếng cười không ngừng, cười cả khuôn mặt đỏ lên một mảnh. Diệp thần phong bên cạnh nữ nhân viên bán hàng che lỗ mũi, vô cùng chán ghét nhìn Chu Giác An, trong lúc nhất thời trong lòng đối Diệp Thần Phong tràn đầy ái mộ chi tình, nàng mặc dù không có thấy rõ ràng Diệp Thần Phong là thế nào xuất thủ, nhưng là Chu Giác An biến thành bộ dạng này bộ dáng nhất định là xuất từ bên cạnh cái này anh Tuấn Nam nhân thủ. Chu Giác An phía sau Bạch Tuyết Linh cùng Chu Đình đồng dạng là ý vị cao mày, Chu Giác An đột nhiên thất thường, làm cho các nàng hai cái có chút sở không được đầu óc. Các nàng tự nhiên sẽ không đem chuyện này liên tưởng đến Diệp Thần Phong trên người, ở các nàng trong lòng Diệp Thần Phong hay là cái kia hoạn nghiêm trọng hoảng sợ chứng kẻ ngu đâu. Tuyết Linh, anh ta nhất định là tiêu chảy. Chu Đình vội vàng giải thích, nhưng nhìn đến Chu Giác An cười ha ha bộ dáng, nàng lại nói, không đúng, anh ta có thể là chúng ta. Diệp Thần Phong đem ngân châm thu hồi châm cứu bên trong bọc, bỏ qua cho Chu Giác An đi tới Bạch Tuyết Linh trước mặt trước. Bạch Tuyết Linh thấy Diệp Thần Phong hướng nàng đi tới, trắng nõn non mềm trên mặt, lạnh như băng càng thêm nồng nặc. Diệp thần phong biểu môi, nói cho dù muốn tìm nam nhân, người vậy cho ta tìm giống như dạng điểm, tìm đại tiểu tiện không khống chế ngu ngốc, đây không phải là ném mặt của ta mặt sao. Ta giàu gì cũng là vị hôn phu của ngươi sao. Nói xong, Diệp thần phong không có làm dừng lại hướng bên ngoài cửa điếm đi tới, đi năm sáu bước sau, vừa nghiêng đầu, nói ánh mắt của ngươi rất sai lầm. Nói thật bạch tuyết linh mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là Diệp thần phong ngay một chút hứng thú cũng không có, hắn không thích đem mặt nóng dán tại lạnh mông đít, muốn là bọn hắn trong lúc không tồn tại hôn ước lời mà nói, hắn ngay nói đều lười phải nói. Bạch Tuyết Linh trên mặt lạnh như băng hóa thành nổi giật, nàng cùng Chu Giác An căn bản ngay một chút quan hệ cũng không có, Diệp Thần Phong hiểu lầm làm cho nàng cáu xấu hổ vạn phần, hận không được bỏ lại đại tiểu thư thư thái, đuổi theo đi hung hăng đạp cho Diệp Thần Phong hai chân mới bỏ qua. Chương 10, hôn môi miệng chữa bệnh khí giới phòng trọ bị chu giác an khiến cho mùi hôi hun ngày trời hắn vô cùng hối hận tìm tới diệp thần phong hắn hiện tại mới biết được nếu như diệp thần phong là người ngu lời mà nói hắn chu giác an căn bản là nghe kẻ ngu cũng không bằng chu giác an trong lòng tức giận bùng nổ ở kinh thành đệ nhất mỹ nữ bạch tuyết linh trước mặt đại tiểu tiện không khống chế chuyện này ở kinh thành truyền ra sau hắn chu giác an sợ rằng hội biến thành kinh thành trong vòng luẩn quẩn chê cười sao này miệng ác khí chỉ có thể đủ đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt hiện tại hắn vô cùng muốn rời khỏi cái chỗ này không muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ song trong lòng nghĩ như vậy hắn trong cổ họng cười càng thêm lớn tiếng trong dạ dày phiên giang đảo hải đau đớn để cho hắn cảm giác ngay ruột cũng muốn kéo ra toàn thân cao thấp phảng phất hư thoát bình thường đặt mông ngồi ở mặt đất dơ bẩn vật phía trên ai bảo này cháu trai muốn ở diệp thần phong trước mặt trang bê đây này không có một chút thực lực người muốn trang B, con sẽ đem mình giả dạng làm ngu vãi cả L, người có thực lực trang B mới có thể đủ giả bộ châu bò. Tuyết Linh, ta đường ca, Chu Đình hiện tại hận không được tìm một cái lỗ chui đi xuống, nàng xài rất nhiều tâm tư mới để cho Bạch Tuyết Linh cùng Chu Giác An gặp mặt một lần, mà hiện tại Chu Giác An biểu hiện làm cho nàng cô muội muội này không đất dung thân. Bạch Tuyết Linh trong lòng bị Diệp Thần phong kích khởi tức giận còn không có tiêu tán đâu. Vừa nghe đến Chu Đình lời mà nói, vẻ đẹp của nàng mâu hướng Chu Giác An nhìn sang sau, lập tức rời đi tầm mắt. Nàng có thể cảm giác ra theo vừa gặp mặt bắt đầu, Chu Giác An nhìn ánh mắt của nàng cũng không đối vị, nàng chẳng qua là từ Chu Đình trước mặt tử mới chịu được xuống tới, trong miệng lạnh như băng nói, "Đình Đình, sau này hai người chúng ta đi ra ngoài, ngươi không nên nữa hẹn người khác, hôm nay ta là nhìn ở mặt mũi của ngươi phía trên mới không có lập tức đi lên người." Chu Đình biết Bạch Tuyết Linh là giận thật à vội vàng nói xin lỗi, Tuyết Linh, lần này là ta không đúng, sau này sẽ không nữa làm chuyện như vậy tình. Bạch gia nhưng là kinh thành nhất lưu gia tộc, Chu Đình cũng không muốn mất đi Bạch Tuyết Linh như vậy một người bạn, dù sao lấy sau nàng lại có rất nhiều địa phương muốn lợi dụng đến Bạch Tuyết Linh đâu. Diệp thần phong mới vừa đi ra chữa bệnh khí giới phòng trọ không bao lâu, tự thấy mặc quân trang vũ hiểu phỉ hấp tấp chạy đến, vừa thấy mặt đã cho Diệp thần phong một cái đầu, tức giận nói thần phong, ngươi có phải hay không đi qua quân khu bệnh viện? Hiểu phỉ tỉ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Diệp thần phong xoa chán bất mãn nói, ngươi có thể hay không không nên bạo lực như vậy. Sau này không ai thèm lấy như thế nào làm. Tốt, hiện tại học xong điều khản trị ngươi ta. Vũ hiểu phỉ tức giận biểu môi ba, nói, phải tìm được ngươi lại không dễ dàng sao. Xe của ngươi trên có định vị hệ thống, ta là đi một chuyến diệp ra mới chạy tới nơi này. Diệp thần phong thiếu chút nữa đem này một cha đem quên đi, hắn này chiếc ben chạy lên chứa toàn cầu định vị hệ thống, ban đầu hắn thường xuyên mấy ngày cũng không nhà, liên lạc vậy liên lạc không được. Sau lại Diệp Thần Phong mẹ tựu len lén tìm người ở xe của hắn hóa trang định vị hệ thống, có thể dễ dàng nắm giữ hành tung của hắn. Ban đầu Diệp Thần Phong vẫn muốn đem định vị hệ thống tìm ra hủy đi, nhưng là ai biết sau đó không lâu hắn đã bị người giữ dội đánh một trận, mắc phải hoảng sợ chứng, trong ba năm này hắn ngay xe cũng không lái qua vẻ mặt mê mang gãi đầu, Diệp Thần Phong nghi ngờ hỏi, hiểu phỉ tỷ, người nói gì mê sảng đâu. Ta làm sao sẽ đi quân khu bệnh viện đâu, chẳng lẽ ta ngại mạng của mình quá dài sao, quân khu bệnh viện gác như vậy xâm nghiêm. Nếu là ta thật đi lời mà nói, bây giờ còn có thể đủ đứng ở trước mặt của ngươi sao? Vũ Hiểu Phỉ nghe cũng có lý, dù sao nàng chỉ biết là Diệp Thần Phong hoảng sợ chứng hoàn toàn tốt lắm, cũng không biết thân thủ của hắn như thế nào. Tinh nhi bất định hỏi, kia diệp lão gia tử làm sao nhập ngũ khu bệnh viện đi ra. Hơn nữa hắn thật giống như căn bản cũng không có bị bệnh. Người đây hẳn là đi hỏi ông của ta a à? người hỏi ta làm gì? Diệp thần phong đảo cặp mắt trắng dã nói. Ở diệp thần phong cùng vũ hiểu phỉ đang khi nói chuyện, Bạch Tuyết Linh cùng Chu Đình vậy đi ra khỏi chữa bệnh khí giới phòng trọ, về phần Chu Giác An, Chu Đình đã gọi điện thoại làm cho người ta tới đón hắn đi bệnh viện bất quá đoán chừng đi bệnh viện cũng là không làm nên chuyện gì, Diệp Thần Phong loại này đâm huyệt công phu, hôm nay bệnh viện lại không có cách nào có thể giải quyết đây này. Chu Giác An loại bệnh trạng này hội túc túc kéo dài hai ngày. Bạch Tuyết Linh lạnh như băng đôi mắt đẹp thấy được Diệp Thần Phong cùng Vũ Hiểu Phỉ ở vừa nói vừa cười, trong lòng kiều giận vạn phần, nhẹ cắn môi thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, người còn dám nói ta, người còn không phải là cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp mà ta cùng Chu Giác An căn bản cũng không có một chút quan hệ. Không biết là khí váng đầu não, lại là thế nào gặp. Bạch Tuyết Linh lại hướng Diệp Thần Phong cùng Vũ Hiểu Phỉ đi tới, trong cổ họng phát ra trong trẻo lạnh lùng thanh âm, nói: "Diệp Thần Phong, ta muốn ngươi thu hồi mới vừa rồi đã nói, ta cùng Chu Giác An căn bản không có bất kỳ quan hệ gì." Diệp Thần Phong phát hiện Bạch Tuyết Linh ánh mắt bất thiện thỉnh thoảng đang đánh giá Vũ Hiểu Phỉ, vươn tay một tay lấy Vũ Hiểu Phỉ kéo vào trong ngực còn không có đợi Vũ Hiểu Phỉ kịp phản ứng, bờ môi của hắn đã dán tại Vũ Hiểu Phỉ mềm mại đôi môi lên. Đôi môi đột nhiên bị tập, Vũ Hiểu Phỉ trong đầu trống rỗng, không có ở trước tiên đẩy ra Diệp Thần Phong, để cho Diệp Thần Phong đầu lưỡi tiến vào trong miệng của nàng tùy ý làm bậy. Thật sâu vừa hôn sau khi kết thúc, Diệp Thần Phong ý do vị tẫn liếm liếm miệng, nói ta tại sao muốn thu hồi lời nói mới rồi. Trợn to con mắt của ngươi coi trọng, ta sau này muốn tìm cũng phải tìm giống ta hiểu phỉ tỷ nữ nhân như vậy nên lồi địa phương lồi, nên ao địa phương ao, dáng vẻ này ngươi hoàn toàn vì một cái xét quần áo, lại kinh thành đệ nhất mỹ nữ đâu. Diệp thần phong cũng không biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy bạch tuyết linh cao ngạo bộ dáng, trong lòng liền không nhịn được muốn trà sát trà sát nhuệ khí của đối phương. Thật ra thì bạch tuyết linh vóc người lại là phi thường hoàn mỹ, chỉ là không có vũ hiểu phỉ đầy đặn mà thôi, bằng không kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu vậy không tới phiên nàng. Nghe vậy, Bạch Tuyết Linh thức bộ ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay ngọc chỉ vào Diệp Thần Phong mắng, ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, không để cho ta ở gặp lại ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Tuyết Linh tiểu khí vội vã tiêu sái người, trên cái thế giới này nữ nhân nào là không yêu cái đẹp. Bị chỉ lỗ mũi đạp mặt nói không chịu được như thế, vừa có thế nào có thể nhịn chịu đâu. Nếu để cho kinh thành những khác con nhà giàu thấy kinh thành đệ nhất mỹ nữ mắng chửi người bộ dáng, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, ở trong mắt bọn họ Bạch Tuyết Linh là một băng sơn mỹ nhân, đối với người nào cũng là ôn hòa, chớ nói chi là đối với người nào nổi giận. Bạch Tuyết Linh cùng Chu Đình sau khi rời đi, Vũ Hiểu Phỉ mới từ từ trì hoãn qua thần, hai bên gương mặt một mảnh ửng đỏ, một quyền hướng Diệp Thần Phong bộ ngực gọi cho, "Ngươi, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì?" "Này là nụ hôn đầu của ta." Lúc này Diệp Thần Phong đã sớm trước một bước tránh được, có chút ý không tốt sờ sờ lỗ mũi thật ra thì trong lòng của hắn thật luôn luôn đem Vũ hiểu phỉ cho rằng là tỷ tỷ mà thôi mới vừa rồi chẳng qua là hắn nhất thời kìm lòng không đậu muốn khí một mạch bạch tuyết linh mà thôi hiểu phỉ tỷ đây cũng không phải là nụ hôn đầu của ngươi nhớ được khi còn bé chúng ta chơi quá ra ra lúc không phải là thường xuyên hôn môi miệng đấy sao bất quá là hôn một cái miệng ngươi sẽ không thế nào a à? chúng ta nhưng là thuần tình tỷ đệ tình nếu như ngươi đối với ta thế nào khẳng định trong lòng ngươi sinh ra không nên có ý nghĩ tỷ đệ trong lúc thân cái cái miệng nhỏ nhắn rất bình thường sao? Diệp Thần Phong vội vàng biên soạn làm ra một đại liên chuỗi giải thích. Bị Diệp Thần Phong vừa nói như thế, Vũ Hiểu Phỉ thật đúng là không tốt nổi giận, đỏ mặt gò má, khóe miệng miễn cưỡng xẹt qua một đạo nụ cười, nói Thần Phong, ngươi cho rằng Hiểu Phỉ tỷ là hẹp hòi như vậy người sao? Tới, đến tỷ tỷ nơi này. Di, Hiểu Phỉ tỷ, ngươi nhìn nơi đó vậy có một đôi tình lữ đang hôn a. À. Diệp Thần Phong chỉ vào Vũ Hiểu Phỉ thân rồi nói ra. Vũ Hiểu Phỉ xoay người qua, phía sau nàng ngay cả một người ảnh cũng không có, mới biết mình là bị lừa, vội vàng quay đầu lại cũng là thấy Diệp Thần Phong đã ngồi ở xe phía trên, đang cùng nàng ngoắc Hiểu Phỉ tỷ, ngươi cho rằng ta là ngu mốc sao? Ta muốn là nghe lời ngươi nói, sợ rằng sẽ bị ngươi hành hạ chết, không phải là thân cái cái miệng nhỏ nhắn sao? Giữa chúng ta tỷ đệ tình lại là phi thường thuần khiết. Nhìn nghênh ngang rời đi bên chạy, Vũ Hiểu Phỉ bàn chân đập mạnh hai xuống mặt đất, quát thần phong, người dám chiếm người Hiểu Phỉ tỷ tiện nghi, lần sau ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngọc Thủ vuốt ôn nhuận đôi môi, Vũ Hiểu Phỉ phảng phất vẫn có thể cảm nhận được trên môi có Diệp Thần Phong lưu lại nhiệt độ đâu. Trong lúc nhất thời gương mặt trở nên nóng hổi vô cùng. Chương 11, từng huynh đệ. Ta đây là thế nào? Mới vừa rồi tại sao phải hôn Hiểu Phỉ tỷ đâu? Coi như là muốn khí bạch tuyết linh vậy không cần phải dạng như vậy sao? Diệp Thần Phong mở ra ben chạy, chạy nhanh ở trên xa lộ cao tốc. Trước một kiếp hắn bởi vì muốn tiếp nhận quốc gia các loại nhiệm vụ, cho nên không thể không sắm vai đủ loại nhân vật, hắn trong xương lại là phi thường trầm ổn. Song này là thân thể ban đầu chủ nhân thích ở nữ nhân xinh đẹp trước mặt múa mép khua môi, vô luận cái gì nam nhân thấy nữ nhân xinh đẹp tổng hội ba hoa một chút, đây cũng là một không gì đáng trách chuyện tình. Có thể là cùng này là thân thể chủ nhân trí nhớ dung hợp, khiến cho Diệp Thần Phong trong tính cách nhiều hơn một chút hít hoạt bát cùng ba hoa, cho nên mới vừa rồi hắn mới sẽ chọn hôn Vũ Hiểu Phỉ. Ở Diệp Thần Phong sâu trong nội tâm, Vũ Hiểu Phỉ thật tự là một người đại tỷ tỷ, hắn dám thể với trời hắn thật không có đối Vũ Hiểu Phỉ động cái gì kia ý nghĩ của hắn, ít nhất hiện tại là như vậy. Bạch Tuyết Linh trở lại Bạch ra sau, đã chính mình nhốt tại trong phòng, thân thể mềm mại nằm ở mềm mại trên giường, nhìn chân nhà ngẩn người, trong miệng tự nhủ, Diệp Thần Phong rốt cuộc là một cái dạng gì người. Hắn căn bản là không giống như là một cái hoạn hoảng sợ chứng kẻ ngu. Ngược lại Bạch Tuyết Linh lắc lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ta làm sao lại nghĩ đến hắn. Lại còn nói ta là bộ quần áo, không nên nữa để cho ta nhìn thấy ngươi. Hai ngày thời gian thời gian một cái nháy mắt đã trôi qua rồi, trong hai ngày này Vũ Hiểu phỉ thỉnh thoảng sẽ đến Diệp ra xuyến môn, nhưng là mỗi lần Diệp lão gia tử đều ở trang, nàng vậy dạy dỗ không được Diệp Thần Phong, chỉ có thể dùng được ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ở biết được Diệp Thần Phong muốn rời đi kinh thành đi thiên hải quân bộ huấn luyện một chút sau, Vũ Hiểu Phỉ lạ thường không hề nữa cho hắn sắc mặt nhìn, hai người dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, làm sao có cách đêm thù a. À. Thần Phong, đến thiên hải sau hảo hảo huấn luyện, chỉ cần không để cho lão đầu tử trên mặt ta bôi đen là được. Diệp lão gia tử vui mừng nhìn Diệp Thần Phong nói. Vũ Hiểu phỉ thừa dịp Diệp lão gia tử không chú ý, tiến tới Diệp Thần Phong bên tai, nói Thần Phong, ngươi thân chuyện của ta, ta đợi sau này ở từ từ cùng ngươi tính sổ, nếu quyết định đi quân khu huấn luyện, tự hào hảo làm ra một phen thành tích tới, thì tin tưởng ngươi có thể làm. Diệp Thần Phong không có để cho Vũ Hiểu phỉ đưa hắn đi phi trường, bất kể là trước một kiếp hay là hiện tại, hắn cũng không thích nhìn thấy ly biệt tràng diện. Ở đi hướng thiên hải trước, hắn đem điện thoại di động của mình cho tắt đi, bởi vì hắn không muốn vừa đến thiên hải, hắn nhị bá tự liên lạc với hắn, hắn còn có một ít chuyện nhất định phải đi xử lý đâu. Từ trước Diệp Thần Phong là ở thiên hải lên đại học, hơn nữa lúc ấy theo ở trong tay người khác cứu một vị tên là Đường Hân lớp 11 nữ sinh, Đường Hân là một không cha không mẹ cô Nhi, từ nhỏ ở cô Nhi viện trưởng lớn, ngay lúc đó Diệp Thần Phong cũng không biết là tại sao, đột nhiên ái tâm tràn lan, ở thiên hải mua một ngôi biệt thự, để cho Đường Hân ở ở bên trong, hơn nữa đối ngoại tuyên bố sau này ai dám động đến đường hân một cọng tóc gáy chính là cùng hắn diệp thần phong đối nghịch diệp thần phong ra mặt để cho tiểu nữ sinh đường hân sinh ra ái mộ ý theo thời khắc đó lên đường hân tự đối diệp thần phong nói nhóm đợi trưởng thành sau này nhất định phải làm lão bà của hắn nghĩ đến đây diệp thần phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết lần này đi thiên hải là lúc lại đường hân tự do ước chừng hai canh giờ sau phi cơ an toàn đã tới thiên hải phi trường đi ra phi trường, Diệp Thần Phong trực tiếp đánh một chiếc xe taxi chạy tới đường hân chỗ ở biệt thự. Thiên hải nơi nào đó hạng sang biệt thự trong đại sảnh. Hầu tử, nơi này không có ngươi chuyện gì, nếu là ngươi cũng muốn thoải mái phía trên một thoải mái, ta vô cùng hoan nghênh ngươi, nếu là ngươi nghĩ thay đường hân ra mặt, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ngồi ở trên ghế salon tiến phi khinh thường nói, ở bên cạnh hắn còn đứng 4 năm cái đầu tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc thanh niên ngồi ở tiến phi đối diện, bị gọi là hầu tử thanh niên, trên mặt hiện đầy tức giận, quát lên, đường hân là lão đại của chúng ta nữ nhân, người chẳng lẽ ăn hùng tâm gan báo sao? Hầu tử nguyên danh vương hạo kiệt, bởi vì lớn lên xấu xí bị lấy như vậy một cái ngoại hiệu, hắn là thiên hải vương nhà con nối dòng, vương gia ở thiên hải cũng coi là một cái không tệ buôn bán gia tộc. Mà tiến phi phụ thân của tiền mây hổ là trên đường sen lẫn, ở thiên hải có chút xài được, thiên hải rất nhiều có uy tín danh dự chính là nhân vật cũng phải trả tiền mây hổ mấy phần mặt mũi. Những người này tựu là năm đó Diệp Thần Phong ở thiên hải hồ bằng cầu hiếu, kể từ khi Diệp Thần Phong 3 năm trước đây rời đi thiên hải sau cũng chưa có rồi trở về qua, nguyên nhân trong đó nữ hiểu không trôi qua, ban đầu Diệp Thần Phong trở lại kinh thành là cùng Bạch Tuyết Linh đi định ra hôn ước, ai biết sau đó không lâu đã bị nhất bang con nhà giàu dữ dội đánh một trận, từ đó mắc phải hoảng sợ chứng. Lão đại, Diệp Thần Phong cũng xứng làm chúng ta lão đại. Hắn hiện tại bất quá chính là một hoạn hoảng sợ chứng kẻ ngu. Hơn nữa ta còn nghe nói Diệp ra lão ra tử bệnh tình nguy kịch, Diệp ra nhanh muốn xong đời. Xem ra tiến phi tin tức quá hạn, Diệp lão gia tử không có bệnh xuất viện tin tức còn không có chuyển tới thiên hải tới đâu. Bằng không tiến phi cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ. Ở ba năm trước đây tiến phi sở dĩ sẽ cùng theo Diệp Thần Phong đi theo làm tùy tùng, đơn giản là Diệp Thần Phong là kinh thành người của Diệp gia, thật ra thì ở trong lòng hắn là phi thường xem thường Diệp Thần Phong, mà hôm nay Diệp Thần Phong mắc phải hoảng sợ chứng, biến thành một cái không hơn không kém kẻ ngu, mà Diệp ra trụ cột Diệp lão ra tử vậy bệnh tình nguy kịch, như vậy hắn tiến phi cần gì phải e sợ. Huống chi tiến phi phụ thân của đã đã tìm được phía sau đài, thực lực là không thể so với Diệp ra sai. Cái gì tình nghĩa huynh đệ, cái gì có phúc cùng hưởng, hết thảy cũng là chó má, ở tiền mây hổ hun đúc, tiễn phi biết chỉ có đối với mình hữu dụng người, mới có tư cách để cho hắn đi lấy lòng. Trước kia Diệp Thần Phong đối với hắn hữu dụng, hắn dĩ nhiên nguyện ý ở Diệp Thần Phong trước mặt làm như chó nhật. Hiện tại hắn cùng phụ thân của hắn tìm kiếm được chủ nhân mới, Diệp Thần Phong đối với bọn hắn mà nói một chút chỗ dùng cũng không có, tự nhiên muốn một cước đá văng. Ở tiến phi bên cạnh cách đó không xa một cái góc khuất, ngồi cạnh một cái toàn thân lạnh run nữ nhân, nữ nhân tuổi chừng 20, lớn lên thanh thuần vui tươi, bất quá giờ phút này nàng phấn nộn trên mặt hiện đầy bối rối cùng bất an. Tiễn Phi khóe môi nhếch lên vẻ tiện cười, từ trên ghế salon đứng lên, hướng nữ nhân đi tới, tê lập một tiếng, thổ bạo đem nữ nhân trên bả vai vật liệu may mặc cho xé toang, nhất thời lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Tiễn Phi, người cho ta lập tức dừng tay, Diệp Thần Phong là ta hầu tử đời này duy nhất nhận khả lão đại, hôm nay ta tuyệt đối không cho phép người đụng đường hân. Hầu tử tức giận từ trên ghế salon nhảy lên, quát lên. Bị xé y phục rách dưới đường hân, Thủy Uông Uông trong đôi mắt to tràn đầy tuyệt vọng, nàng bây giờ căn bản ngay năng lực chống cự cũng không có, lúc trước nàng bị bắt buộc rót xuống làm cho được thân thể vô lực dược vật, hiện tại dược vật đã tại sinh ra tác dụng. Hầu tử, người chừng trở nên như vậy giáo trình khí. Ta nhớ được năm đó chính là người muốn chiếm lấy đường hân thân thể, sau đó bị Diệp Thần Phong cho bắt gặp, chẳng lẽ bị hắn cho đánh một trận sau, người tự biến thành bọn hèn nhát. Tiễn Phi ngón tay một bên câu khởi đường hân càng dưới, một bên hí tàn bạo đối với hầu tử nói đúng là ban đầu diệp thần phong là từ hầu tử trong tay cứu đường hân theo kia sau hầu tử hãy theo diệp thần phong hắn theo diệp thần phong trên người học được rất nhiều thứ diệp thần phong không giống những khác con nhà giàu giống nhau hắn có hắn cái kia bộ nguyên tắc nếu như nói vừa bắt đầu hầu tử đi theo diệp thần phong là âm phụng dương vi ngoài nóng trong lạnh lời mà nói như vậy sao lại hầu tử là chân tâm thật ý đem diệp thần phong cho rằng là lão đại của mình tiễn phi Người ít ở nhĩ hầu trước mặt ra ra thúi lắm, dù sao hôm nay ta sẽ không cho người động đường hân. Hầu tử nhảy qua trước hai bước, bị năm tên đầu tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc thanh niên cho ngăn cản đường đi. Hầu tử, không phải là ta xem thường ngươi, ngươi cho là mình đánh thắng được chúng ta sao? Thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ, quấy giày của ta hăng hái có thể bị trách ta trở mặt vô tình. Tiễn phi sợi không thèm để ý chút nào hầu tử uy hiếp. chương 12, người không xứng với a à, hầu tử bộ ngực ngăn được khó chịu, trong miệng dữ dội a à một tiếng, nói con khỉ ra ra không phát huy, người thật đúng là cho là ta là bật mã hôn. Bàn tay nắm thành quả đấm, hoác hoác sinh huy hướng lên trước mặt ngăn cản hắn đi đường đích năm thanh niên ném tới, nhìn trận thế thật là có có chút tài năng đâu. Chỉ bất quá hầu tử này hung mãnh trận thế ngay cả một người cũng không có nện vào, phản bị trước mặt năm thanh niên cho đặt xuống ngã trên mặt đất, năm người đè lại thân thể của hắn, không để cho hắn ở nhúc nhích nửa phần. Từ chối chốc lát, thấy không cách nào tránh thoát, hầu tử theo trong miệng phun ra nhất khẩu thóa mạt phi, tiễn phi, ngươi chính là cái không có loại thái giám, có bản lãnh ngươi cùng con khỉ ra ra ta tới qua hai chiêu, ta khẳng định đem ngươi đánh tới ngay mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tiễn phi khóe miệng xẹt qua một đạo giảo hoạt nụ cười, tạm thời buông xuống hưởng thụ mỹ nhân ý niệm trong đầu, đi tới hầu tử trước mặt, một cước rậm ở hầu tử trên đầu, cười nói, hầu tử, ngươi xem không thấy rõ ràng tình thế bây giờ. Diệp ra muốn xong đời, Diệp thần phong muốn xong đời, các ngươi vương ra ở thiên hải chẳng qua là một hạt mè, sau này ngươi đi theo ta sen lẫn lời mà nói, ta có thể hiện tại để cho ngươi và ta cùng nhau hưởng thụ đường hân này mỹ nhân, ngươi không nên ở ta tiến phi trước mặt làm như giáo trình khí, ta còn không biết ngươi là ai sao. Tiến phi, ngươi ít phù nhĩ hầu ra ra, ta thừa nhận ở không có gặp đến lão đại trước, ta hầu tử tựu cái bổn không phải là một món đồ, nhưng là gặp được lão đại sau, ta hoàn toàn thay đổi, thiếu cầm ta và ngươi loại này hạ lưu làm tương đối, ngươi không xứng với. Đầu bị tiến phi gắt gao dẫm phải, hầu tử trong miệng như cũng không có cầu xin tha thứ. Tốt, đã như vậy, người trước ở chỗ này nhìn một bộ hiện trường trực tiếp sao? Chờ ta hưởng thụ xong, nữa tới thu thập ngươi này con không muốn sống hầu tử. Tiến phi đáy giải bản ở hầu tử trên đầu dùng sức trà trà nói. Tiến Phi, người dừng tay cho ta, người dừng tay cho ta, lão đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hầu tử thân thể lại một lần nữa từ chối đứng lên, cố gắng muốn tránh thoát trói buộc, tiếc rằng một mình hắn lực lượng vẫn thế nào chống đỡ qua được năm người đâu. Ha 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 Tiến Phi lên tiếng phá lên cười, nói ta còn thật muốn nhìn một chút diệp thần phong hắn làm sao không buông tha ta. Phanh một tiếng vang thật lớn, biệt thự đại sảnh cửa ầm ầm ngã xuống đất, một gã mặc màu trắng hưu nhàn trang phục đẹp trai nam nhân đi đến, nam nhân hai tròng mắt gợn sóng không sợ hãi, làm ánh mắt không khỏi toan tính đang lúc thấy bị trị phục hầu tử, cùng với trong góc bị xé y phục rách dưới đường hân sau, trên mặt của hắn nhất thời hiện ra vẻ giận dỗi. Lá, Diệp Thần Phong, thế nào lại là ngươi? Tiễn Phi lắp bắp nghi vấn đường. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội như vậy kịp thời ra hiện ở chỗ này, hình như là chuyện biết trước giống nhau không cần bất luận kẻ nào nhiều lời, Diệp Thần Phong là có thể đại khái đoán được nơi này chuyện đã xảy ra, nhìn trong góc đường hân trên khuôn mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, trong lòng hắn có cổ dị thường khó chịu, đường hân là một cơ khổ không chỗ nương tựa cô nhi, để ý bởi vì nhận được chiều mến, mà tiến phi đối đường hân việc làm, để cho Diệp Thần Phong tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngược lại thấy hầu tử khóe miệng nhẹ nhẹ vết máu, trong lòng hắn khe khẽ sờ giật mình, Hắn không nghĩ tới hầu tử chân chân chính chính đem hắn Diệp Thần Phong cho rằng là lão đại, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng lửa giận ý vị đi từ từ cọ bay lên. Trong góc đường Hân thấy Diệp Thần Phong thân ảnh sau, trong ánh mắt tuyệt vọng hóa thành hy vọng, trong cổ họng muốn nói chuyện, cũng là phát không ra một cái âm tiết. Ha 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 lúc này đổi lại hầu tử phá lên cười, nói, "Lão đại, ta cũng biết ngươi sẽ đến, ta cũng biết ngươi sẽ đến, Tiễn Phi Súc Sinh này muốn đoạt lấy Đường Hân." "Lão đại" người tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn A. À. Hầu tử, người khẩu khí này, lão đại sẽ giúp ngươi ra. Diệp thần phong hai tròng mắt trở nên lạnh như băng vô cùng. Bị vây trong lúc khiếp sợ tiến phi hồi quá liễu thần lai, Diệp thần phong không phải là hoạn hoảng sợ chứng sao. Nhưng là trước mắt Diệp thần phong một chút cũng không giống như là một cái bệnh hoạt, nhưng là hắn hay là chấn định tâm tình, trang mô tác giảng nói đây không phải là Diệp thần phong sao. Người không ở kinh thành hảo hảo ngốc, tới thiên hải làm gì? Ta có thể nghe nói ra ra ngươi muốn chết. Diệp thần phong không muốn cùng tiễn phi nói nhảm nhiều, kể từ khi sống lại sau này, hắn trừ cùng lão ra tử hộ vệ ngô khuê dũng đã giao thủ, còn không có xuất thủ dạy dỗ hơn người đâu. Hôm nay tiểu xem như là hoạt động một chút gân cốt. Tiễn phi, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là mình phế bỏ hai tay hai chân, hai là ta tự thân động thủ giúp ngươi phế bỏ hai tay hai chân, ngươi chọn cái nào. Diệp Thần Phong đơn giản sáng tỏ hỏi. Bị Diệp Thần Phong đụng phải vừa vặn, chuyện cho tới bây giờ tiến phi kia còn có đường lui có thể đi, trong cổ họng hừ lạnh nói các ngươi lo lắng làm gì. Vội vàng cho ta phế đi tên khốn kiếp này. Năm tên vốn là khiên chế trụ hầu tử thanh niên, ở hầu tử trên người mãnh liệt đập phá năm sáu quyền, xác định hầu tử nhất thời bán hội bò không dậy nổi sau, mới buông lỏng tay ra, dối giết sơ quả đấm lên hướng Diệp Thần Phong công kích đi. Tiễn Phi khóe môi nhếch lên vẻ máu lạnh nụ cười, khi hắn trong nhận thức Diệp Thần Phong võ lực trị giá căn bản không đáng giá nhắc tới, không phải là dưới tay hắn 5 người đối thủ, miệng quát ai giúp ta trước phế đi hắn, ta tưởng thưởng cho hắn 5 vạn đồng tiền. Vừa nghe đến có tiền cầm, năm tên thanh niên khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng mấy phần, bọn họ những người này đi ra ngoài sen lẫn, còn không phải là vì kiếm tiền, sau đó ăn được uống tốt sao. Đối mặt năm tên thanh niên liên thủ công kích, Diệp Thần Phong trên mặt không một chút bối rối thần sắc, chạy lấy đà hai ba bước sau, hai chân chợt đạp địa, thân thể lăng không dựng lên, một cái liên hoàn chân đá vào năm tên thanh niên bộ ngực. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Trong không khí truyền bá thấm người xương giòn vang thanh âm, nhìn như bình thường một cái liên hoàn chân cũng là đem năm tên thanh niên bộ ngực xương cho đá gảy. Ở Diệp Thần Phong trong mắt này năm tên thanh niên quả thực giống như con kiến bình thường nhỏ yếu, bọn họ năm người thân thủ sợ rằng ngay bình thường tên côn đồ các cái vậy so ra kém, chứ nói chi là ở Diệp Thần Phong trước mặt. A, 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 a. Năm tên thanh niên ngửa mặt ngã xuống đất, trong cổ họng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, song trưởng che ngực, trên mặt đất ý vị lăn lộn. Lão đại, đánh tốt, ngươi là ta hầu tử cả đời thần tượng. Vừa mới bắt đầu hầu tử trong lòng còn đang là vì Diệp Thần Phong lo lắng đâu nhưng nhìn đến Diệp Thần Phong không cần tốn nhiều sức đem này năm thanh niên đánh bại sau, hắn lập tức mi phi sắc phố thét lên. Thấy năm tên dưới tay bị Diệp Thần Phong một cái chiếu diện tựu đặt xuống ngã xuống đất, Tiễn Phi bỗng nhiên cảm giác mình hình như là đang nằm mơ, Diệp Thần Phong không chỉ có không có mắc hoảng sợ chứng, hơn nữa thân thủ lại trở nên dị thường kinh khủng. Hiểu rõ ràng điểm này sau, Tiễn Phi trên chán rỉ ra chi chít mồ hôi hột, cả ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Tiến Phi, ba năm trước đây người ở trước mặt ta như cùng là một cái chó vẩy đuôi mừng chủ chó, mà ba năm sau hôm nay người ngay làm ta Diệp Thần Phong chó cũng không xứng. Nhìn Tiễn Phi thất kinh bộ dáng, Diệp Thần Phong khinh thường nói. chương 13, người vĩnh viễn là lão đại ta. Đại sảnh trong góc đường hân trong mắt tỏa ra khác thường thần thái, bất kể là từ trước hay là hiện tại, chỉ cần Diệp Thần Phong ở bên cạnh nàng, nội tâm của nàng cũng sẽ bị một loại cường đại cảm giác an toàn bao vây, cho dù giờ khác này phía trước là núi đao biển lửa nàng cũng nguyện ý cùng Diệp Thần Phong cùng nhau vượt qua. Ở trong mắt người khác Diệp Thần Phong có lẽ là một cái bất học vô thuật quần áo lụa là, nhưng là ở đường hân trong mắt Diệp Thần Phong là một người tốt, là một thương tiếc nàng đại ca ca, lại càng nàng đời này duy nhất nhận định nam nhân. Diệp Thần Phong hai tay cắm ở trong túi quần, trên mặt treo ngoạn vị nụ cười, từng bước từng bước hướng tiến phi đi tới, tiến phi hai chân đánh run run, run bước bước lui về phía sau, cho đến thân thể chặt sát bên phía sau trên vách tường, hắn mới phô trương thanh thế quát lên, Diệp Thần Phong, người muốn làm gì? Người dám ở thiên hải động ta mà nói, ba ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, huống chi ra ra ngươi đã nguy ở sớm tối, thức thời lập tức để cho ta rời đi. Này coi như là uy hiếp sao, nhưng là ở Diệp Thần Phong xem ra hoàn toàn ngay cái giấm cũng không coi là, đừng nói là Diệp Lão gia tử hiện tại thân thể vô cùng khỏe mạnh, cho dù thật như Tiến Phi nói như vậy thì như thế nào tay phải theo trong túi quần rút ra, bành bạch hai tiếng giòn vang, ở tiến phi trên gương mặt quanh quần ra, Diệp Thần Phong lắc lắc bàn tay, hồn nhiên không thèm để ý nói, da mặt của ngươi thật là đủ dày. Nếu là ta nhớ không lầm, ba năm trước đây ta cũng đã nói ai dám động đến đường hân một cọng tóc gáy chính là cùng ta Diệp Thần Phong đối nghịch, xem ra ngươi trí nhớ thật sự là chưa ra hình dáng gì. Ta tới giúp ngươi ghi nhớ thật lâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong nhấc chân một cước trực tiếp đá vào tiến phi bộ ngực, tiễn phi thân thể theo sát vách tường, Diệp Thần Phong bàn chân nặng nề đặt ở trên lồng ngực của hắn. Tiễn phi cảm giác bộ ngực phẳng phất bị nặng ngàn cân cự thạch đè ép, xương ngực gãy lìa thanh âm thỉnh thoảng ở trong đại sảnh vang lên, kèm theo xương gãy lìa thanh âm, tiễn phi trong cổ họng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, một ngụm máu tươi theo tiễn phi trong miệng phun ra, làm dơ Diệp Thần Phong ống quần quản. Cao mày, Diệp Thần Phong buông lỏng ra bàn chân, sau đó lại một lần chợt đạp đi xuống, nhất thanh muộn hưởng ở tiến phi bộ ngực khuếch tán ra, bộ ngực xương đi đến bên trong lõm vào, hạt đậu lớn mồ hôi hột không ngừng theo tiến phi gương mặt chảy xuống. Giờ khắc này tiến phi ngay muốn đã bất tỉnh đã thành làm một loại xa xỉ ý nghĩ, diệp thần phong lợi dụng một cước này đem chút hít linh hồn lực rót vào tiến phi trong cơ thể, làm cho đối phương não bộ thần kinh thủy chung vẫn duy trì thanh tính. Mới vừa rồi ta cũng sớm đã cho ngươi hai cái lựa chọn, người đã một cái cũng không chọn, như vậy ngươi dĩ nhiên hẳn là nhận được nặng hơn trừng phạt. Diệp Thần Phong đùi phải chậm rãi thu trở lại. Tiễn Phi thân thể dựa vào vách tường từ từ trơn rơi đến trên mặt đất, trong mồm toát ra vô số bọt máu, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chiến chiến nguy nguy nói: "Lão đại, ta, ta, ta cũng không dám nữa, sau này ta vẫn nguyện ý làm chó của ngươi." Chỉ cần gắng ngượng qua trước mắt cửa ải này, sau này có khi là cơ hội tìm Diệp Thần Phong tính sổ cho nên tiến phi trong ánh mắt chứ có sợ hãi ở ngoài, còn có một bôi làm cho người ta không dễ dàng phát giác cừu hận, thậm chí trong đó xen lẫn nồng đậm sát ý. Những người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng là Diệp Thần Phong liếc thấy thấu. Trước một kiếp là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn tiếp xúc hình hình sắc sắc bất đồng người, quan sát năng lực là tích lũy tháng ngày huấn luyện ra. Chẳng lẽ ngươi quên ta mới vừa rồi đã nói, ngươi hiện tại ngay làm chó của ta cũng không xứng huống chi ta sẽ không nuôi một cái hội cắn chủ nhân chó. Nói đến nửa câu sau nói, Diệp Thần Phong giọng nói chợt trở, trở nên lạnh như băng vô cùng. Lão đại, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng thả tên khốn này, mới vừa rồi hắn có thể thiếu chút nữa đem chị dâu cho. Kinh sau một lúc lâu giảm sóc sau, hầu tử cuối cùng là có thể theo trên mặt đất bò dậy, khập khỉnh đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh nói. Bị bị thương nặng tiến phi nghe được hầu tử lời mà nói, cảm giác trước mắt tình thế vô cùng không ổn, trong miệng vội vàng xin khoan dung nói tự cho ta một lần cơ hội sao. Sau này ta tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy tới. Hầu tử còn muốn nói chuyện, chẳng qua là Diệp Thần Phong động tác để cho hắn quên mất chính mình muốn nói gì. Chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, Diệp Thần Phong một cước trực tiếp đá vào tiến phi trong đúng quần. Một cước này đã đầy đủ để cho tiến phi ở cuộc sống sau này nữa cũng không cách nào đụng nữ nhân. Giống như tiến phi người như thế tự phải làm thái giám, trời mới biết đã có nhiều thiếu nữ sinh bị hắn cho điếm ô, muốn là hôm nay Diệp Thần Phong đến chậm một bước, đường hân mệnh vận có thể nghĩ. Lần này Diệp Thần Phong không có xa hơn tiễn phi trong thân thể rót vào linh hồn lực vẫn duy trì hắn thanh tình, mệnh căn tử bị nát bấy để cho tiễn phi trực tiếp đau ngất đi qua. Hầu tử ở một bên sừng suốt hồi lâu mới hoán quá thần lai, nửa người dưới đột nhiên cảm giác lạnh lẽo, hai chân khe khẽ kẹp chặt, thật lâu mới lên tiếng, lão đại chính là lão đại, nếu là ta là nữ nhân khẳng định cũng sẽ nghĩa vô phản cố yêu ngươi. Nhìn hầu tử trên mặt lộ ra khoa trương vẻ mặt, Diệp Thần Phong trêu đùa, đây cũng không phải là không được, ta hiện tại đã giúp ngươi một thanh, cho ngươi bước lên tiến phi dập khuôn theo, sau đó lại đi bệnh viện làm phẫu thuật chuyển giới, ngươi nói thế nào? Hầu tử khổ gương mặt, vội vàng lui về phía sau hai bước, nói, lão đại, ta và ngươi nói dẫn đâu? Ta hầu tử hay là an tâm làm một cái tinh khiết ra môn sao? Nếu là đời sau đầu thai quang thành nữ nhân, ta khẳng định làm lão đại ngươi nhân tình bí mật, hảo hảo hầu hạ hả lão đại ngươi." Diệp Thần Phong nổi lên một thân nổi da gà, một cước đá vào hầu tử trên mông đít, cười mắng: "Đi con mẹ ngươi, hầu tử, ngươi nếu là ở nói hưu nói vượt, cẩn thận ta thật làm cho ngươi biến thành thái giám." Diệp Thần Phong đem Đường Hân đỡ đến trên lầu trong phòng đi, sợ rằng Đường Hân trong thân thể dược lực còn tốt hơn một hồi thời gian mới có thể đủ tiêu tán mà hầu tử còn lại là chịu trách nhiệm đem tiến phi cùng với hắn năm thủ hạ ném ra biệt thự. Ném kết thúc đồ bỏ đi sau, hầu tử trở lại bên trong biệt thự, Diệp Thần Phong cũng vừa tốt từ trên lầu đi xuống, bất kể là trước một kiếp Diệp Thần Phong, hay là cả đời này Diệp Thần Phong, giờ khác này trong lòng hắn cũng đã thừa nhận hầu tử này một cái huynh đệ. Đi lên trước vỗ vỗ hầu tử bả vai, Diệp Thần Phong hỏi, hầu tử, sau này ngươi tính toán làm gì? Hầu tử nắm lấy không chừng nhìn Diệp Thần Phong, một lát sau cả khuôn mặt kéo lão dài tiểu tâm rực rực hỏi lão đại ngươi có phải hay không không muốn ta đây cái tiểu đệ chẳng lẽ là ta cho ngươi mất thể diện sao hầu tử ta không phải là ý tứ này diệp thần phong trong lòng cười khổ không dứt lão đại ngươi không phải là ý tứ này là tốt rồi ta hầu tử đời này nhận định ngươi cái này lão đại sau này ngươi làm gì ta liền cho ngươi đánh trợ thủ ta bảo đảm cả đời cũng sẽ không phản bội lão đại ngươi hầu tử nói ra lời nói này lúc cợt nhà thần sắc biến mất không còn một mống, thay vào đó là vô cùng đích thực thành. Tốt, vậy ngươi sau này cứ tiếp tục đi theo ta đi. Diệp thần phong trong lòng có chút cảm động nói, dù sao hắn không thể nào một mực thiên hải quân bộ huấn luyện, hắn tính toán giúp lão gia tử giảm nhẹ một chút trên bả vai gánh nặng, chính mình thành lập lên một cái buôn bán đế quốc tới, lấy trong đầu hắn có vượt lên đầu 500 năm khoa học kỹ thuật, khẳng định có thể làm ít công to, đến lúc đó luôn là cần tin được người đánh một ít chuyện. Bất quá thành lập buôn bán đế quốc kế hoạch, Diệp Thần Phong cũng không tính lập tức thực hành đứng lên, hắn lại nhất định phải hảo hảo kế hoạch một thời gian ngắn đâu. chương 14, ta sẽ nhường người yêu ta. Diệp Thần Phong ở đưa đi hầu tử sau, liền trở về lầu 2 trong phòng, song mắt thấy nằm ở trên giường trong cơ thể dược lực vẫn không có tản ra kết thúc đường hân. 3 năm không gặp, tiểu nha đầu đã là lớn lên duyên dáng yêu kiều, nhớ được 3 năm trước đây đường hân lại là một lớp 11 học sinh đâu mà hôm nay đường hân hẳn là phía trên đại nhị đi. Tiểu nha đầu trước kia trên người cái chủng loại kia, ngây ngô ở từ từ làm nhạt, trước ngực khe khẽ long lên, vóc người vậy đầy đặn không ít, có thể nói đường hân này con cây đào mật ở từ từ thành thục đã dậy. Khéo léo chân ngọc, khả ái đầu ngón chân, để cho Diệp Thần Phong không khỏi nhìn nhiều hai mắt, sau đó hắn phát giác bên trong lòng mình sinh ra một loại tà ác ý niệm trong đầu, bất quá như ngay sau đó bị hắn cho bài trừ não ngoài, trước một kiếp làm bị quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, điểm này tự chủ vẫn phải có. Đi tới bên giường, ngồi xuống, Diệp Thần Phong chiều miến vuốt ve đường hân đầu, nói, ba năm này làm khó ngươi, ban đầu là ta nói rồi sẽ không nữa để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Diệp Thần Phong thuận thế đem một cổ linh hồn lực rót vào đường hân trong cơ thể, muốn đem đường hân trong cơ thể dược lực mau sớm bị xua tan xong, không có một hồi thời gian, Diệp Thần Phong trên trán tự toát ra chi chít mồ hôi hột lấy hắn hiện tại cấp 2 linh hồn lực lại thật sự là quá yếu một chút, huống chi hắn này là thân thể tố chất thật sự quá kém, ngay cấp 2 linh hồn lực cũng không có vững chắc xuống tới đâu. Nằm ở trên giường đường hân, chớp chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong, lực lượng trong cơ thể ở từng điểm từng điểm khôi phục như cũ, ba năm không gặp nàng cảm giác nàng Thần Phong ca ca trên người khí chất trở nên có chút bất đồng, nhưng là cụ thể là nơi nào bất đồng nàng vừa không nói ra, này thuần túy chẳng qua là nữ nhân một loại trực giác. Đợi đến trong cơ thể hư vô cảm hoàn toàn biến mất, Đường Hân thoáng cái tựu nhào tới Diệp Thần Phong trong ngực, mang theo khóc nước nở cùng ủy khuất nói, Thần Phong ca ca, người ba năm này đi nơi nào? Làm sao người cũng không tới nhìn Hân Nhi, ta còn lấy người không quan tâm ta rồi sao? Đáp ứng ta, sau này không nên sẽ rời đi ta khỏe. Từ nhỏ ở cô Nhi viện trưởng lớn Đường Hân, ở không có gặp phải Diệp Thần Phong trước, nàng là một mạnh hơn tự lập nữ sinh, nhưng là kể từ khi Diệp Thần Phong cứu nàng một lần sau tiểu nữ sinh trong lòng mềm yếu nhất thời một phát không thể thu thập bạo phát ra, trên cái thế giới này có nữ nhân nào nguyện ý một mình thừa nhận gió táp mưa xa đây này. Các nàng sở dĩ phải kiên cường tự lập, chẳng qua là còn không có gặp phải một cái có thể cho các nàng che gió che mưa nam nhân. Lần này Diệp Thần Phong tới Thiên Hải cố ý tới một chuyến biệt thự, là muốn trả lại cho đường hân tự do, đường hân là một thiện lương đơn thuần nha đầu, tương lai đường còn dài mà. Diệp Thần Phong không muốn làm trễ nãi nàng hạnh phúc nhưng khi Diệp Thần Phong thấy đường hân mở to mông lung trong mắt, hắn nguyên vốn chuẩn bị rất tốt nói nhiều, cũng bị hắn cho ngạnh xanh xanh đích nuốt xuống bụng bên trong, hắn thật không biết nên mở miệng như thế nào, hắn sâu trong nội tâm không hy vọng thấy cái này làm cho người ta chịu miến tiểu nha đầu thương tâm khổ sở. Hân nhi, người hiện tại lên đại học đi, ở trong trường học có hay không gặp phải thích nam sinh? Nếu như gặp được tựu ngàn vạn không nên bỏ qua cho, thần phong ca ca ủng hộ ngươi. Nếu trực tiếp ngôn ngữ nói không nên lời, như vậy Diệp Thần Phong tự đổi thành quanh co lòng vòng phương thức. Thần Phong ca ca, ngươi, ngươi không quan tâm ta sao? Ngay từ lúc ba năm trước đây đường hân trong lòng tự nhận định Diệp Thần Phong là nàng đời này duy nhất nam nhân, nhóm đợi sau khi lớn lên tự muốn gả cho Diệp Thần Phong, giống như nàng dài như vậy được thanh thuần đẹp đẽ nữ sinh, ở trong trường học có rất nhiều người theo đuổi, chẳng qua là trong lòng nàng cũng nữa chứ không nổi những người khác, từ trước Diệp Thần Phong cứu nàng một khắc kia lên, lòng của nàng đã bị điền tràn đầy. Diệp thần phong cười khổ lắc đầu, nói, hân nhi, ta không có không nhớ ngươi, ta vĩnh viễn là của ngươi thần phong ca ca. Chẳng qua là ngươi bây giờ còn trẻ tuổi, hẳn là đi tìm thuộc vào tình yêu của mình, nếu không đến sau này ngươi sẽ phải trách ta. Đường hân mặt nghiêng tựa vào diệp thần phong dày trên lồng ngực, người trên thân nam nhân độc hữu chính là hơi thở, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào diệp thần phong, nói, hân nhi không nhớ ngươi chỉ là của ta thần phong ca ca, hân nhi muốn gả cho ngươi, Hân Nhi chỉ thích Thần Phong Kaka ca ca một người, coi như là Thần Phong Kaka ca ca để cho ta làm người nhân tình bí mật, ta cũng vậy nguyện ý. Ba năm tương tư loại tình cảm vào giờ khắc này bạo phát ra, Đường Hân trở nên càng thêm chủ động. ở ba năm trước đây nàng ở Diệp Thần Phong trước mặt lại là một động một chút là hội đỏ mặt ngây ngô hiếu nữ đâu. Ngắt một thanh Đường Hân phấn nộn gương mặt, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ nói: nhà đầu ngốc, phía ngoài nam nhân tốt còn nhiều mà, ta Diệp Thần Phong cũng không phải là một cái nam nhân tốt. Nếu như ngươi đang ở đây 25 tuổi trước tìm được rồi thích nam sinh Tự theo đuổi hạnh phúc của mình sao Nếu như không có tìm được Bên cạnh ta vĩnh viễn cũng cũng có ngươi một vị trí Đường hân đầu giao động cùng chống xoay dường như Khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười Nói thần phong ca ca Hân nhi sẽ không nữa thích những nam nhân khác Hân nhi muốn ngươi tiểu nữ nhân Ta sẽ nhường ngươi yêu của ta Tốt lắm Hân nhi Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi Diệp thần phong nhìn đường hân trên mặt mệt mỏi nói. Thần phong ca ca, ta muốn ở ngươi trong ngực ngủ. Đường hân làm nũng nói, nằm ở diệp thần phong trong ngực nàng có thể cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được vô tận cảm giác an toàn. Rất nhanh ở diệp thần phong trong ngực ngủ thiếp đi, đem đường hân nhẹ nhàng thả lại trên giường, giúp nàng đắp chăn xong, diệp thần phong trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sát ý. Hắn cảm giác, cảm thấy tiễn phi chuyện tình nếu là không chảm thảo trừ căn lời mà nói, sau khẳng định còn có thể phiền toái không ngừng, huống chi hắn muốn đi quân khu huấn luyện một thời gian ngắn đâu. Trong khoảng thời gian này nếu là Tiễn Phi lại đến tìm phiền toái sẽ làm thế nào đâu? Tiễn Phi phụ thân của Tiền Vân Hổ là thiên hải trên đường có uy tín danh dự chính là nhân vật nhiều. Thế này năm qua đã làm nhiều lần tội phạm chuyện tình, quan viên địa phương cũng cùng hắn cùng chung một phe, cho nên Tiền Vân Hổ mới có thể đủ luôn luôn bình yên vô sự. Vân Hổ tập đoàn là tiền vân hổ chính mình sáng lập công ty, cái công ty này ngoài mặt là làm bình thường làm ăn, nhưng là ngầm buôn lậu buôn lậu thuốc phiện, có thể nói là một cái không hơn không kém tội phạm tập đoàn. Thiên Hải Bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Giờ phút này tiền vân hổ vô cùng tích, tiễn phi nhưng là hắn con độc nhất, từ nhỏ chính là sủng ái có thêm, mà hiện tại con hắn nhưng là bị người đá bạo tiểu đệ đệ, ngay nối dõi tông đường năng lực cũng không có, đây không phải là để cho tiền vân hổ muốn đoạn tử tuyệt tôn sao trong thân thể tức giận dâng trào, sắc mặt đỏ lên vô cùng, ra lệnh mấy người chiếu khán tốt con hắn sau, tiền vân hổ liền rời đi bệnh viện trở về vân hổ tập đoàn đi, chuyện này hắn tuyệt đối thì không thể đủ như vậy tính, nghĩ tiền hắn vân hổ kể từ khi ở thiên hải sen lẫn ra mặt sau này, có ai dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Đây không phải là ngại mạng của mình quá dài sao. Tiền vân hổ cũng không tin, ở nơi này thiên hải một mẫu ba phần trên mặt đất, còn có hắn làm không được người hắn nhất định phải là vì con của mình báo thù, làm cho đối phương biết được tội Diêm Vương cũng có thể, chính là không nên đắc tội tiền hắn vân hổ. chương 15, chém thảo muốn trừ tận gốc. Ngân bạch sắc ánh trăng theo trong bầu trời đêm chút xuống xuống tới, thiên hải ở hoa hạ nước thuộc về là một đường thành thị, đến buổi tối trên đường phố khắp nơi đều là đèn hồng liễu xanh lá, các loại ẩm ý tiếng nhạc theo hộp đêm trong tiết lộ đi ra ngoài, diệp thần phong tiềm hành ở trong bóng đêm hướng vân hổ tập đoàn chạy tới. Vân Hổ Tập đoàn là một cái nhà 4 tầng lâu cao building, ban đầu này tòa nhà lớn nghiệp chủ không muốn đem bán cho Tiến Vân Hổ, đơn giản là đối phương ra giá tiền thật sự là thấp đáng thương, ai biết làm việc chủ cự tuyệt Tiến Vân Hổ ngày thứ hai, nghiệp chủ người một nhà cũng không giải thích được theo thiên hải biến mất, mà nghiệp chủ nữ nhi là một thanh xuân đẹp đẽ thiếu nữ, từ nay về sau tự biến thành Vân Hổ Tập đoàn mọi người đầy tớ, nhận được đủ loại phi nhân đối đãi. Có nhiều lão tử, tự có nhiều con, Tiễn Vân Hổ ở thiên hải xuôi gió xuôi nước đã nhiều năm như vậy, hắn thật cho là mình là nơi này thổ hoàng đế. Diệp thần phong linh hồn lực mặc dù vẫn chỉ là dừng lại ở cấp 2 trình độ, nhưng là muốn lẻn vào Vân Hổ tập đoàn, giết chết Tiễn Vân Hổ hẳn không phải là một nhiều sao chuyện khó khăn. Tiễn Vân Hổ bên trong phòng làm việc, yên tĩnh một mảnh, Tiễn Vân Hổ nhìn lên trước mặt năm sáu thủ hạ, cả đám đều cúi đầu, hắn tức giận phi thường. Lúc bình thường những người này ăn uống chơi gái đánh cuộc mọi thứ tinh thông, hiện tại muốn bọn họ suốt lực lúc tự liền một cái cái rắm cũng không thả phế vật hết thảy cũng là phế vật ta nuôi các ngươi còn có cái gì dùng tiễn vân hổ giận không thể mổ quát lên diệp ra diệp thần phong hắn không chính là một được rồi hoảng sợ chứng kẻ ngu sao mà hiện tại diệp lão đầu tử vậy bệnh tình nguy kịch chính là một cái diệp thần phong chẳng lẽ còn có thể ở ta tiễn vân hổ trước mặt lật lên cái gì bọt sóng tới sao tiễn vân hổ ngồi ở thư thích ghế ra phía trên bàn tay nắm chặt hai bên tay vịt, trên mờ u bàn tay nổi gân xanh. Đích linh linh, Tiến Vân Hổ trên bàn làm việc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, không nhịn được tiếp thông, nhưng là khi hắn nghe được thanh âm trong điện thoại lúc, trên mặt thần sắc lập tức trở nên thành thật lo sợ. Cho đến đầu bên kia điện thoại truyền đến đô 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 chiếu cố âm, Tiến Vân hồ tinh thần uể oải xuống, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong miệng đô lầm bầm này nói, Diệp Lão đầu tử lại không có bị bệnh như vậy ta thì không thể đủ đụng Diệp Thần Phong. Khẩu khí này ta Tiến Vân Hổ tại sao có thể đủ nuốt được hạ? Tiến Vân Hổ ánh mắt chuyển rời đến trước mặt cúi đầu chính là thủ hạ trên người, quát lên cho các người ba ngày thời gian, đem đường hân cho ta chộp tới, nếu không nhúc nhích được Diệp Thần Phong, ta động đường hân cũng có thể đi. Chuyện này chính là chỗ này nhỏ kỹ nữ khiến cho, bản thân ta muốn nhìn nàng có xinh đẹp giường nào. Chờ đến trên giường ta muốn để cho này nhỏ kỹ nữ muốn sống không được. Tiến Vân Hổ cửa phòng làm việc, Diệp Thần Phong đã tới có một thời gian ngắn, nghe được Tiến Vân Hổ không biết cảm thấy thẹn lời mà nói, hắn may mắn chính mình tối nay tới, bằng không chờ hắn đi thiên hải quân khu, đường hân có thể sẽ tao ương, đến lúc đó coi như là giết Tiến Vân Hổ xuất sinh này cũng vãn hồi không cái gì. Giống như Tiến Vân Hổ người như vậy sớm nên ở trên thế giới này biến mất, sống chính là lãng phí không khí, lãng phí quốc gia lương thực. Lại nơi làm gì, lại không thèm nghĩ nữa nghĩ biện pháp làm sao đem đường hân bắt được trước mặt của ta muốn là chuyện này các ngươi cũng làm không xong cũng không phải ra khỏi hiện ở trước mặt ta tiễn vân hổ đối với cái này giúp vô dụng chính là thủ hạ khí phải không đánh một chỗ mấy tên thủ hạ cổ họng cũng không dám thốt một tiếng vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi nhưng là khi bọn hắn phía sau có một đạo thân ảnh sớm tự bất trì bất giác tiến vào trong văn phòng dựa vào cửa phòng làm việc phía sau, đang vẻ mặt hí tàn bạo nhìn tại chỗ mọi người. Lúc này Tiến Vân Hổ vậy chú ý tới tựa vào cửa sau lưng thân ảnh, hồ nghi hỏi, ngươi là ai? Tới chỗ của ta có chuyện gì? Có thể không bị người phát hiện đi tới trong phòng làm việc, Tiến Vân Hổ không dám có chút thác đại, vạn nhất đối phương là một cái tàn nhẫn nhân vật, trước mắt tình thế rõ ràng cho thấy đối với hắn bất lợi. Ta hôm nay vừa đem người kia con mất dậy phế ngay lập tức, người nói ta là người như thế nào? Diệp Thần Phong mười phần ý tứ hàm xúc trêu đùa. Tiễn Vân Hổ sắc mặt chợt biến đổi, ngược lại vừa buông lỏng xuống, hỏi, ngươi là Diệp Thần Phong. Ngươi còn dám tới chỗ của ta, vốn là ta là không chuẩn bị động tới ngươi, ngươi đã tới ta cũng không có thể đủ không có đạo đãi khách. Các ngươi lên cho ta, chỉ cần người không chết là được rồi. Căn cứ dĩ vãng Tiễn Vân Hổ hiểu rõ, Diệp Thần Phong thân thủ căn bản chưa đầy e ngại, bất kể hắn có hay không được hoảng sợ chứng, hôm nay là tuyệt đối đi không ra vân hổ tập đoàn, hắn nhất định có thể muốn hảo hảo hành hạ Diệp Thần Phong một phen, chỉ cần lưu hắn một hơi là tốt, dù sao tối nay là Diệp Thần Phong chủ động tìm tới tận cửa rồi, đến lúc đó sợ rằng Diệp ra cũng không thể tránh được, huống chi hắn tiến vân hổ phía sau đài không thể so với Diệp ra sai. Tiến vân hổ cũng lên tiếng, mấy tên thủ hạ nào có không động thủ đạo lý. Rồi hãy nói bọn họ thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng không giống một cái tàn nhẫn nhân vật, da mịn thịt mềm chói gà không chặt cũng là giống như một cái tiểu bạch kiểm. Thứ nhất xông lên phía trước là một người cao lớn hán tử khôi ngô, nồi đất một loại lớn nhỏ quả đấm bay thẳng đến diệp thần phong đầu ném tới, đối phó nhỏ như vậy tử, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, hắn sợ một quyền trực tiếp đem đối phương cho đánh chết. Nhưng là ý nghĩ của hắn sai lầm rồi, hơn nữa sai vô cùng ly phổ. Diệp thần phong tránh thoát quả đấm đồng thời, xòe bàn tay ra bắt được cổ tay của đối phương, dùng sức đi phía trước lôi kéo, trực tiếp đem khôi ngô hán tử đầu đụng vào trên cửa. Phanh một tiếng, cửa phòng làm việc bị đụng làm ra một cái lỗ thủng, khôi ngô hán tử đầu trực tiếp giữ ở cửa bên trong, đỉnh đầu phía trên toát ra vô số máu tươi, rất nhanh nhiễm đỏ hắn cả khuôn mặt. Diệp thần phong không thèm để ý chút nào nhún vai, trong hai tròng mắt tràn đầy thấu xương lạnh như băng, nói tiễn vân hổ, hôm nay ngươi nhất định phải chết ngồi ở ghế ra phía trên tiến vân hổ lại đang suy nghĩ đợi muốn làm sao chiêu diệp thần phong đâu. Ai biết chờ hắn ngẩn đầu lên, nhìn qua cũng là như vậy một màn. Đây quả thực là quá không thể tư, phải biết rằng tên kia khôi ngô hán tử là tiến vân hổ bên cạnh là vì số không nhiều đánh nhau cao thủ. Thân thể run lên bần bật, hắn cảm thấy diệp thần phong trên người nồng đậm sát khí, hiện tại hắn quản không được nhiều như vậy, miệng quát các ngươi giết hắn cho ta, các ngươi giết hắn cho ta cho dù giết chết Diệp Thần Phong sẽ gặp đến Diệp Gia vô tận trả thù, Tiễn Vân Hổ cũng không có lựa chọn khác, hắn biết tối nay không phải là hắn chết chính là Diệp Thần Phong chết. Còn dư lại bốn gã dưới tay, vốn là tụ đợi đến ở một bên xem kịch vui, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới khôi ngô hán tử ở Diệp Thần Phong trong tay ngay một chiêu cũng không quá. Rối giết theo trên người móc ra khảm đao cùng với thiết côn hướng Diệp Thần Phong bọc đánh tới. Diệp Thần Phong không hề nữa tính toán nương tay, dưới chân nện bước dễ dàng tránh qua, tránh né mọi người vây công, giang rắc một tiếng, Diệp Thần Phong vươn tay trực tiếp bẻ gãy một cái cầm trong tay khảm đao hán tử cổ, hai mắt chừng được thật to, thân thể trượt ngã xuống đất, đã là chết không thể rồi hãy chết. Nhặt lên hán tử trong tay khảm đao, Diệp Thần Phong thế công trở nên càng hung hiểm hơn, căn bản không phải trước mắt những thứ này cuồn cuộn có thể ngăn cản được. Một cái đầu sọ bị trực tiếp gọt xuống, tại chỗ máu tươi văng khắp nơi, một cái bị chặt đao trực tiếp đâm xuyên qua trái tim, cuối cùng một cái bị chặt đao trực tiếp cắm vào trong lỗ đít, có thể nói là phát cúc mà chết. Tiến Vân Hổ thân thể cũng đang run rẩy, một lòng là hoàn toàn lạnh thấu, nếu là hắn sớm biết Diệp Thần Phong có tốt như vậy thân thủ, nói gì cũng sẽ không đi chọc cho vị này Diêm Vương ra, đây không phải là lấy chính mình hướng tuyệt lộ phía trên đẩy sao. Diệp Đại Thiếu Gia, lần này là ta Tiến Vân Hổ mạo thất, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta cho ngươi 100 vạn, không, 200 vạn, gian phòng này trong phòng làm việc thì có tủ sắt, ta hiện tại là có thể cho ngươi tiền, chỉ có ta biết mật mã, ngươi thấy thế nào. Hiện tại Tiến Vân Hổ trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu là thế nào sống sót. 200 vạn, thẳng mê người, bất quá giết ngươi, ta làm theo có thể bắt được tiền. Diệp thần phong một cước đá vào mặt đất một thanh khảm đao phía trên, khảm đao trực tiếp đâm xuyên qua Tiến Vân Hổ cổ họng. Tiến Vân Hổ che cổ họng, trong miệng mơ hồ không rõ, qua mấy phút đồng hồ sau mới hoàn toàn chết đi thấu. Diệp thần phong căn bản là không cần tiễn vân hổ tới giúp hắn mở tủ sắt, loại chuyện nhỏ nhặt này tình khó khăn ngã hắn sao. Đối với hắn mà nói căn bản là tiểu nhi khoa sao. chương 16, Lão Gia Tử Tán Thưởng Tiến vân hổ chuyện tình để cho Diệp thần phong cảm thấy cảm giác nguy cơ, hắn nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Tiễn Vân Hổ khi hắn xem ra chẳng qua là một cái tiểu giác sắc mà thôi, nhưng ai cũng bảo vệ không cho phép sau này có thể hay không gặp phải cao thủ. Cuống chi cha mẹ thù luôn luôn bị hắn nhớ ở trong lòng, bất kể là người nào thời đại chỉ có thực lực cường hãn người mới có thể đủ nắm giữ của mình mệnh vận. Diệp thần phong ở Tiến Vân Hổ trong văn phòng lục lọi một hồi thời gian sau, rất nhanh tìm được rồi Tiến Vân Hổ trong miệng tủ sắt vị trí, là ở một mặt vách tường sau lưng, này hoặc là không nên gọi là là tủ sắt, bởi vì nó thật sự là quá lớn. Chống trơn là cửa thì có hai thước cao trái phải, có thể nghĩ bên trong không gian có bao nhiêu. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần Phong bắt đầu chuyển động tủ sắt phía trên mật mã. Trước một kiếp Diệp Thần Phong hội vì quốc gia đi thu thập các nơi quan viên tham ô căn cứ chính xác theo, thường xuyên hội lẻn vào quan viên trong nhà đi mở bọn họ tủ sắt, 500 năm sau tủ sắt nhưng là so sánh với hiện tại cao đoan an toàn nhiều, song hay là không làm khó được Diệp Thần Phong, chớ đừng nói chi là là 500 năm trước tủ sắt, đây không phải là vũ nhục hắn thông minh sao. Ken kết ca. Diệp thần phong một bên kích thích mật mã mang, một bên cẩn thận lắng nghe rất nhỏ thanh âm, loại này tủ sắt có một vô cùng nghiêm trọng chỗ sơ hở, kích thích đến chính xác mấy chữ hội phát ra rất nhỏ đặc thù thanh âm, loại này thanh âm bình thường không phải là người tai có thể phân biệt ra được tới, cần kháo chuyên nghiệp công cụ, nhưng là diệp thần phong bởi vì linh hồn lực đạt tới cấp 2, thính giác muốn so với bình thường người nhạy cảm hơn. Ước chừng 2 phút trái phải tủ sắt mật mã đã bị Diệp Thần Phong cho phá giải đi ra ngoài, đập vào mi mắt chính là một chồng một chồng đỏ rực trăm nguyên tiền giá trị lớn, thô sơ giản lược đoán chừng một chút bên trong tiền không ít hơn 300 vạn, xem ra này tiến vân hổ ở thiên hải nhiều năm như vậy không ít mọt tiền. Trong hòm sắt trừ có bó lớn bó lớn tiền mặt cho là, còn có các loại ngổn ngang giấy tờ, Diệp Thần Phong đại khái lật xem một chút, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, giấy tờ bên trong rõ ràng có tiến vân hổ cùng kinh thành tống ra cấu kết căn cứ chính xác theo. Nói vậy những đồ này hẳn là Tiến Vân Hổ cố ý lưu lại, dù sao ở tống ra trong mắt hắn tiến vân hổ nhiều nhất là một con chó, đến lúc đó muốn đá văng ra tựu đá văng ra, đây là tiến vân hổ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Xem ra kinh thành tống ra chính là tiến vân hổ phía sau đài, khó trách tiến vân hổ ở thiên hải hội như vậy không có sợ hãi. Ở trong phòng làm việc tìm hai cái vải bà túi, đem bó lớn bó lớn tiền mặt cùng giấy tờ đựng vào trong đó, lại đem hiện trường lưu lại chỉ tay cùng với một chút chứng cứ vuốt đi, Diệp Thần Phong mới thần không biết quỷ không hay rời đi Vân Hổ Tập đoàn, lần này Vân Hổ Tập đoàn hành trình cũng là thu hoạch hơi phong. Trở lại biệt thự sau, Diệp Thần Phong mở ra điện thoại di động của mình, lập tức nhận được rất nhiều điều tin ngắn báo cho, mở ra vừa nhìn hôm nay không riêng gì hắn nhị bá đánh mười mấy điện thoại cho hắn, ngay cả Diệp Lão ra tử vậy đánh năm sáu cái điện thoại cho hắn. Diệp Thần Phong nhìn một chút thời gian, hơn 11 giờ khuya chuông, lúc bình thường lão gia tử xử lý giấy tờ cũng phải xử lý đến dạng sáng, cho nên hắn bấm lão gia tử điện thoại. Điện thoại vừa thông suốt, tự truyền đến diệp lão gia tử thống mà âm thanh, thần phong, người tiểu tử này đi nơi nào. Tại sao không đi quân khu tiếp nhận huấn luyện? Ra ra, ngày trước không nên gấp gáp, chỗ này của ta có phần trọng yếu phi thường giấy tờ, ta trước truyền cho ngươi xem một chút. Không đợi lão gia tử đáp lời, Diệp Thần Phong tự dập máy, sau đó đem trong tay của hắn căn cứ chính xác theo lợi dụng Internet truyền cho Diệp Lão Gia Tử. Diệp ra, Diệp Lão Gia Tử trong thư phòng, Ngô Khuê Dũng An tĩnh đứng ở Diệp Lão Gia Tử bên cạnh. Diệp Lão Gia Tử giận đến không nhẹ, nhưng là khi hắn thấy Diệp Thần Phong truyền đến giấy tờ lúc, trên mặt vẻ mặt thay đổi, thần sắc trở nên dị thường hưng phấn, trong miệng nói lầm bầm, hảo tiểu tử, có những chứng cứ này đầy đủ để cho Tống ra uống một hồ, Tống ra những thứ này điều nhân không phải là vẫn muốn cùng chúng ta đối nghịch sao. Đứng ở Diệp Lão Gia Tử bên cạnh Ngô Khuê Dũng tò mò nhìn Diệp Lão Gia Tử, hắn không rõ mới vừa rồi còn chán nản Diệp Lão Gia Tử, làm sao một hồi tự biến sắc mặt rồi sao? Ở thô sơ giản lược xem xong rồi Diệp Thần Phong truyền đến giấy tờ sau, Diệp Lão Gia Tử khẩn cấp bấm điện thoại, Thần Phong, những văn kiện này ngươi là từ đâu có được? Tiểu tử ngươi tấn không làm chuyện đứng đắn. Diệp Lão Gia Tử mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói kia còn có ý trách cứ à. Tống gia vẫn là Diệp gia tránh trị phía trên đối đầu, hơn nữa lại nhiều lần người gây sự, Diệp lão gia tử đã sớm muốn cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một chút, phần này chứng cứ không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Diệp thần phong đã sớm đoán được Diệp lão gia tử sẽ có phản ứng như thế, thuận miệng nói ta đem thiên hải vân hổ tập đoàn tiễn vân hổ giết đi, những chứng cứ này là từ hắn trong hòm sắt tìm ra. Hồ nháo, mò mẫm hồ nháo, thần phong, người hiện tại không nên liên quan đến quá sâu, là tối trọng yếu chính là tăng lên thực lực của mình. Lần này coi như xong, ngày mai cho ta hảo hảo đi đến quân khu huấn luyện, không nên cho thêm lão đầu tử ta mất thể diện. Diệp lão gia tử khiển trách một phen sau tựa cúp điện thoại, trong lòng của hắn thật ra thì lại là phi thường nhận khả diệp thần phong cách làm. Tiễn Vân Hổ ở Thiên Hải không chuyện ác nào không làm, là một chết chưa hết tội người, làm đại sự người chính là muốn quyết định thật nhanh. Diệp thần phong sở dĩ đem chứng cứ giao cho Diệp lão gia tử, có 2 giờ, thứ nhất là Tống Gia cùng Diệp Gia vẫn là đối lập, thứ hai là nhất định phải đem Vân Hổ tập đoàn chỉnh hoa bưng, hắn có thể đủ hoàn toàn yên tâm, đã chết một cái tiến Vân Hổ, người nào vừa biết có thể hay không nhô ra người thứ hai tiến Vân Hổ đâu. Chỉ cần đem những chứng cứ này giao cho lão gia tử trong tay, Vân Hổ tập đoàn tuyệt đối rất nhanh hội theo thiên hải hoàn toàn biến mất. Diệp Thần Phong không có đem 300 vạn chuyện tình nói cho lão gia tử, vừa lúc hắn ở cấu tạo hắn buôn bán đế quốc kế hoạch, sau này hắn không muốn hỏi lão gia tử thân thủ lấy tiền, theo tiến vân hổ nơi đó thuận tới 300 vạn tựu xem như là hắn tài chính khởi động sao. Đem 500 vạn nhét vào gian phòng dưới sàng, Diệp Thần Phong không có chút nào buồn ngủ, trước một kiếp đủ loại nhớ lại ở trong đầu giống như nghe nhầm tấm một loại phát hình, có thể nói trước một kiếp hắn không có vì mình sống quá một ngày, trừ tiếp nhận quốc gia huấn luyện, hay là tại giúp quốc gia thi hành nhiệm vụ, lão thiên nếu cho hắn một cái cơ hội sống lại, hắn dĩ nhiên muốn vì mình sống một lần, hăng hái thứ nhất, hắn ở trong phòng xuất ra một bộ quân thể quyền, mỗi một quyền xuất ra đi lực đạo cũng là hoác hoác sinh huy, thời đại này quân thể quyền cũng là không có tính công kích, bình thường là dùng tới mạnh sinh kiện thể hoặc là biểu diễn dùng là. Nhưng là Diệp Thần Phong nơi đùa bớn bộ này quân thể quyền là trải qua hắn cải tạo sau, mỗi trong vòng nhất chiêu cũng hàm chứa sát ý, có thể nói là một bộ hiếm có công kích quyền pháp. Nếu để cho hoa hạ khu người biết Diệp Thần Phong nắm giữ loại này quân thể quyền, tuyệt đối sẽ trở thành tranh nhau tranh đoạt đối tượng, tăng lên binh lính thực lực là hoa hạ khu cho tới nay nhức đầu chuyện tình. Bộ này quân thể quyền không thể nghi ngờ là có thể tăng lên mỗi một người lính đơn độc tự mình năng lực chiến đấu, để cho quân đội toàn thân thực lực nâng cao một bước. Đánh xong một bộ quân thể quyền sau, Diệp Thần Phong trên chán dỉ ra chi chít mồ hôi hột, khóe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười, trước một kiếp đừng nói là đánh một bộ quân thể quyền, coi như là đánh lên 10 lần, hắn cũng là mặt không đỏ hơi thở không gấp chương 17, cần. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần Phong tự nhận được hắn tiểu thúc Diệp Đông Kiện điện thoại. Diệp Đông Kiện ở trong điện thoại là đem Diệp Thần Phong đổ ập xuống mắng một trận, mới để cho Diệp Thần Phong nói cho hắn địa chỉ, nói là lát nữa lập tức tới đón hắn đi quân khu. Ở Diệp Thần Phong trong trí nhớ, hắn tiểu thúc Diệp Đông Kiện là một không có đứng đắn người, 38 tuổi người ngay người bạn gái cũng không có. Nhớ năm đó Diệp Đông Kiện ở Kinh Thành là tên con nhà giàu, sau lại diệp lão gia tử trong cơn tức giận bắt hắn cho ném vào trong quân khu, hiện tại cũng là vậy sen lẫn hữu mô hữu dạng. Biết được diệp thần phong muốn đi quân khu huấn luyện một thời gian ngắn, đường hân nha đầu này tự mình xuống bếp giúp hắn làm một bữa điểm tâm, hầu tử sáng sớm vậy chạy tới biệt thự, ở diệp thần phong trước mặt lấy lòng khoe mã. Ta nói lão đại, ngươi làm gì thế muốn đi quân khu huấn luyện? Cái loại này địa phương cướp chim cũng không có không phải là có chủ tâm hành hạ người đấy sao? Hầu tử vừa ăn điểm tâm, vừa nói. Chẳng lẽ điểm tâm lại ngăn không được ngươi miệng sao? Diệp thần phong tức giận nói, hầu tử, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, hân nhi tiểu ngươi giúp ta nhiều chiếu khán chiếu khán, không làm cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Diệp thần phong lần này đi thiên hải quân khu huấn luyện, nói không chính xác được muốn nghỉ ngơi nhiều cái tháng đâu. Đường hân tự nhiên được nếu người chiếu khán. Tốt, tới liền, lão đại, cho dù ngươi không nói, ta cũng vậy đều nghe theo làm, ta có thể làm cho chị dâu làm cho người ta khi dễ sao. Người không có ở đây thiên hải ba năm này, ta nhưng là là vì lão đại ngươi tận tâm tận lực nữa à. Hầu tử cười nói, một bên đường hân nghe được hầu tử xưng hô nàng là chị dâu, cả khuôn mặt cùng hồng quả táo dường như, cúi đầu miệng nhỏ đích ăn bát cháo, trong lòng vui thích, trở thành diệp thần phong tiểu nữ nhân, là nàng hôm nay duy nhất nguyện vọng. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, ta có thể nhớ được năm đó ta là theo trong tay người cứu ra hân nhi. Diệp thần phong trêu đùa. Hầu tử sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, có chút ý không tốt gãi đầu, lão đại, người đây không phải là vạch trần ta ngắn sao. Ta năm đó không phải là còn không có gặp đến lão đại ngươi sao. Từ từ năm đó bị lão đại giáo huấn một trận sau, ta hầu tử tự giống như thể hồ quán đính, hiểu được quần áo lụa là hai chữ này ý tứ, nơi khi dễ người yếu người không gọi quần áo lụa là, đây là lão đại ngươi năm đó nói cho ta biết đây này thần phong ca ca ngươi ăn no sao có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi đi đựng điểm đường hân thấy diệp thần phong trong chén bát cháo ăn xong rồi nhỏ giọng mở miệng hỏi được rồi vậy thì nữa đựng một chút diệp thần phong sức ăn rất lớn một chén bát cháo căn bản là lấp đầy không được bụng nhìn đường hân cầm lấy diệp thần phong chén đi vào phòng bếp hầu tử không có nghiêm trang nói lão đại chị dâu thật đúng là hiền lương thục đức phía trên được phòng khách hạ được phòng bếp A. Chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể đủ xứng đôi lão đại ngươi. Hầu tử, ba năm không gặp ngươi nói nhảm làm sao lại càng ngày càng nhiều. Diệp thần phong bĩu môi hỏi. Lão đại, ngươi đây không phải là bẩn thỉu ta sao? Ba năm này tới ta đối lão đại ngươi tư niệm không thể so với chị dâu thiếu A. Hầu tử hai mắt nhìn đỉnh đầu trần nhà trong miệng phát ra một tiếng cảm thán. Tốt lắm, hầu tử, lời của người ta làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên đâu Người nên sẽ không thích nam nhân sao bị một người đàn ông mỗi ngày nhớ thương diệp thần phong trong lòng có loại là lạ cảm giác hầu tử khóc không ra nước mắt nói lão đại ta có thể là một vô cùng nam nhân bình thường không mang theo ngươi như vậy khó coi người vừa ăn xong điểm tâm diệp thần phong tiểu thúc tựu mở ra quân sự hammer đi tới bên ngoài biệt thự mặt khuôn mặt lăng rác rõ ràng hết sức cường tráng thân thể cường tráng có lực, vừa nhìn tựu là quân nhân mới ra đời. Lúc này Diệp Đông Kiện đang dựa lưng vào Hammer phía trên, trong miệng ngậm một cây nhang khói, thấy Diệp Thần Phong theo trong biệt thự đi ra, một quyền đánh vào Diệp Thần Phong bộ ngực, khó chịu nói tiểu tử ngươi, lão đầu tử đem ngươi đưa đến nơi đây huấn luyện, ngươi khen ngược cho ta tới một người tắt điện thoại. Tiểu tử ngươi lúc nào có thể cho tiểu thúc ta thật dài mặt. Nhìn ngươi này nhỏ cánh tay bắp chân, thuần túy một cái nương môn sao. Diệp thần phong cùng hắn tiểu thúc Diệp đông kiện từ nhỏ vô cùng chơi thân, hai người đi tới cùng nhau ngã không giống như là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, càng giống là không có gì giấu nhau bạn tốt. Diệp thần phong vuốt vuốt bộ ngực nói, tiểu thúc, người biết ta thể cốt yếu, lại như vậy dùng sức đánh ta. Ta không những muốn đánh ngươi, còn muốn đánh ngươi đâu. Lần này nghe lão đầu tử nói bệnh của ngươi hoàn toàn tốt lắm. Sau này tự cho ta sống ra điểm nam nhân bộ dạng tới, chúng ta diệp ra không có bọn hèn nhát, biết rồi không có. Diệp thần phong trong lòng xấu hổ không ngừng, hắn đối với mình tiểu thúc diệp đông kiện hành động là thấy nhưng không thể trách, vội vàng nói ta sau này nhất định hướng tiểu thúc ngươi hảo hảo học tập. Ừm, nghe diệp thần phong nói như vậy, diệp đông kiện lúc này mới hài lòng gật đầu, nói có như vậy cốt khí là tốt, bất quá người muốn giống như người nhị bá ta lợi hại như thế không chừng ý, có ta một nửa thân thủ ngươi cũng sẽ không bị người khi dễ, Diệp Đông Kiện tương đối dám thúi, đối với cái này cái tiểu thúc, Diệp Thần Phong là tương đối hết chỗ nói rồi, trong lòng hắn rõ ràng lấy hắn hiện tại linh hồn lực cấp 2 trình độ, trong người trên tay đã không thua gì hắn tiểu thúc, chỉ cần đem này là thân thể tố chất tăng lên, để cho cấp 2 linh hồn lực vững chắc xuống tới, đến lúc đó sợ rằng Diệp Đông Kiện tự hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thần Phong, đó là người bạn gái nhỏ sao, lớn lên thật đúng là không phản ứng. Diệp Đông Kiện thấy được đứng ở cửa biệt thự đường hân cùng hầu tử. Tiểu thúc, người nhìn đủ chưa? Chúng ta đi thôi, Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng tiểu thúc chuyện phiếm, nữa như vậy giật xuống đi còn không biết muốn xé tới khi nào đâu. Đường hân cùng hầu tử nhìn Hammer đi xa mới trở lại trong biệt thự, tiểu nha đầu khóe mắt ẩn hàm lệ quang, xem ra nàng đối Diệp Thần Phong yêu thì không cách nào tự kiềm chế. Hammer phía trên, Diệp Đông Kiện hỏi, Thần Phong, lần này ta an bài cho ngươi vào một cái đặc thù bộ đội cái này bộ đội đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là nhân gian luyện ngục muốn không ta cho ngươi mở thương lượng cửa sau trước hết để cho ngươi đang ở đây thủ hạ huấn luyện một thời gian ngắn nữa nghiêm khắc huấn luyện so sánh với qua diệp thần phong trước một kiếp tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc sao còn nữa lần này hắn chính là đến đề cao thân thể tố chất đương nhiên là cường độ càng cao huấn luyện đối với hắn càng có lợi tiểu thúc người mới vừa rồi còn muốn ta lấy ra điểm nam nhân bộ dạng tới đâu. Làm sao, người đây là xem thường ta, ta không cần ngươi đặc biệt chiếu cố. Diệp thần phong lên tiếng cự tuyệt. Hảo tiểu tử, tiểu thúc ta không phải sợ ngươi chịu đựng không được huấn luyện trốn ra ngoài sao. Đến lúc đó vứt còn không phải là mặt của ta mặt. Diệp đông kiện đảo cặp mắt trắng dã nói. Kia tiểu thúc, người tự mỏi mắt mong chờ sao. Đến lúc đó nhìn xem ta biểu hiện rốt cuộc như thế nào. Diệp Thần Phong không muốn giải thích thêm cái gì, nói vậy Diệp Lão Gia Tử không có đem thân thủ của hắn nói cho Diệp Đông Kiện. Dọc theo đường đi Diệp Đông Kiện liền một cái chứ cũng không có nói tới Diệp Thần Phong cha mẹ, đây là hắn cố ý làm chi, trong lòng của hắn đau đớn cũng không so sánh với Diệp Thần Phong thiếu, hắn chẳng qua là không muốn Diệp Thần Phong suy nghĩ lên chuyện này sau, trở nên càng thêm bi thương. chương 18 Cân Sức Ngang Tài Cường binh trại huấn luyện ở Thiên Hải thuộc về một cái ngành đặc biệt, không bị địa phương quân khu quản thúc, nó tồn tại là vì quốc gia huấn luyện ra ưu tú đơn độc binh lực lược, lược, dĩ nhiên cũng không phải là cái gì chó và mèo đều có thể tiến vào trong đó huấn luyện, có thể đi vào cường binh trại huấn luyện người cũng là đến từ cả nước các nơi ưu tú binh lính. Diệp thần phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện là cường binh trại huấn luyện tác xạ bộ huấn luyện viên, cường binh trong trại huấn luyện trừ có tác xạ bộ ra, còn có vật lộn bộ, vũ khí nghiên cứu bộ vân vân mấy ngành. Bình thường tiến vào Cường binh trại huấn luyện binh sĩ chỉ có thể đủ lựa chọn gia nhập kia một người trong ngành, lần này Diệp Đông Kiện giúp Diệp Thần phong an bài tiến vào chính là Phi dược bộ đội, Phi dược bộ đội cũng không thuộc về Cường binh trại huấn luyện, chẳng qua là mượn Cường binh trại huấn luyện một phần địa phương huấn luyện binh lính mà thôi. Phi dược bộ đội đích danh xưng ở Hoa Hạ khu có thể là phi thường vang dội, một khi tiến vào Phi dược bộ đội, nếu như có thể an ổn đi ra như vậy thực lực của ngươi cùng với các phương diện tố chất nhất định sẽ có một bay vọt về chất. Dĩ nhiên phi dược bộ đội huấn luyện không phải bình thường nghiêm khắc, thậm chí là rất lâu cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, thiếu cánh tay gãy chân là chuyện thường xảy ra, cho nên có thể theo bay qua bộ đội an ổn đi ra là một vật làm người ta kiêu ngạo chuyện tình. Thần Phong, người thật không hãy suy nghĩ một chút, muốn không người trước ở của ta tác xả bộ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Ngang thể tố chất tăng lên, ta nữa an bài người tiến vào phi dược bộ đội. Nếu như người tiến vào phi dược bộ đội, như vậy ngay cả tiểu thúc ta cũng không làm chủ được. Diệp Đông Kiện đem phi dược bộ đội tình huống đại khái đối Diệp Thần Phong nói một lần. Tiểu thúc, người cũng không muốn lo lắng cho ta, dù sao ta sẽ không cho người mất thể diện là được. Diệp Thần Phong hiện tại khẩn cấp cần cường độ cao huấn luyện, rất rõ ràng Diệp Đông Kiện theo lời phi dược bộ đội tự phù hợp cái yêu cầu này. Đã như vậy, người đi theo ta sao, Diệp Đông Kiện mang theo Diệp Thần Phong ở cường binh trại huấn luyện đi một vòng sau, đi tới một gian bên trong phòng sân huấn luyện cửa, đẩy cửa đi vào bên trong có hai cái cùng Diệp Đông Kiện tuổi sắp xỉ quân nhân. Đông Kiện, đây chính là người cho ta đề cử cháu. Nhìn hắn này bộ dáng, chẳng lẽ cho là phi dược bộ đội là làng du lịch sao? Ta sợ hắn ngay một ngày vậy nhìn không quá đi, một gã quan quân không che giấu chút nào nói. Quân nhân tính tình chính là ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó, thật ra thì rất lâu bọn họ trong lời nói cũng không có ý tứ gì khác, hiểu được điểm này Diệp Thần Phong dĩ nhiên không sẽ được mà tức giận. Bất quá Diệp Thần Phong không tức giận, không có nghĩa là Diệp Đông Kiện không tức giận, miệng quát, lâm trung hổ, người đây là ý gì? Hắn là ta cháu ruột, thân thủ tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, người có thể sớm nên đáp ứng ta để cho hắn tiến vào ngươi phi dược bộ đội. Đông Kiện, ta chưa nói không để cho hắn gia nhập phi dược bộ đội, bất quá ta có thể nghe nói ngươi cháu không hề giống miệng ngươi trong nơi nói như vậy, muốn không để cho ta tới cùng hắn qua hai chiêu, tìm kiếm hắn sâu cạn. Lâm Trung Hổ cười nói, vốn là hắn là đáp ứng Diệp Đông Kiện để cho hắn cháu gia nhập phi dược bộ đội huấn luyện huấn luyện, nhưng là sau lại trải qua hắn sau khi nghe ngóng mới biết được Diệp Thần Phong là một hoạn có hoảng sợ chứng kẻ ngu, để cho người như vậy gia nhập bay vọt không phải là liên lụy người sao. Cho nên hắn mới tạm thời thay đổi. Diệp Đông Kiện sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn có thể biết mình cháu cái kia chút ít cân lược, huống chi lâm trung hổ nhưng là bay qua bộ đội huấn luyện viên, thực lực không có ở đây Diệp Đông Kiện dưới, thậm chí so sánh với Diệp Đông Kiện mạnh hơn một bậc đâu. Để cho Diệp Thần Phong cùng Lâm Trung Hổ qua hai chiêu, đây không phải là có chủ tâm tìm tai và đó sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Đông Kiện không biết phải làm gì cho đúng. Nhìn tiểu thúc trướng đỏ mặt bộ dáng, Diệp Thần Phong có chút tự trách, đứng ra hỏi, có phải hay không ta có thể đủ kế tiếp người mấy chiêu, ta là có thể gia nhập phi dược bộ đội đâu. Nếu như ta may mắn thắng ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Diệp thần phong đã quyết định muốn giúp mình tiểu thúc thật dài mặt, bằng không vậy rất xin lỗi hắn sao. Lâm Trung Hổ phảng phất nghe được chê cười bình thường ha ha phá lên cười, nói, khẩu suất cuồng ngôn tiểu tử, nếu như ngươi có thể đủ đánh thắng ta Lâm Trung Hổ, ta lập tức nhận thức ngươi làm sư phụ, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, hay là biết điều một chút về nhà làm ngươi đại thiếu ra sao lâm trung hổ người có biết hay không cảm thấy thẹn a à? cùng một cái vãn bối như vậy so đo làm gì nếu như tay ngươi dương ta tới cùng ngươi qua hai chiêu diệp đông kiện chừng mắt nước diệp thần phong mở miệng nói hắn cho là diệp thần phong hoàn toàn là ở phùng má giả làm người mập bất quá diệp thần phong không sao cả cười cười nói nếu vị huấn luyện viên này muốn thử dò xét thử dò xét thực lực của ta tiểu thúc ngươi cũng không muốn ngăn của hắn hào tiểu tử hiện tại ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi Lâm Trung Hổ hai tròng mắt ngưng tụ, khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng. Diệp Đông Kiện muốn mở miệng ngăn trở, nhưng là đã chậm một bước, Lâm Trung Hổ bất cố thân phân dẫn đầu hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, trên người khối lớn khối lớn ra thịt chắp lên, một cổ mãnh liệt kình khí bao quanh Lâm Trung Hổ to lớn tăng thân thể. Nguyên lai Lâm Trung Hổ lại là một người luyện võ đây này. Thấy rõ ràng điểm này sau, Diệp Thần Phong không dám chút nào có nửa điểm mã hổ, đem cấp hai linh hồn lực nói được đưa lên, thân thể đồng thời hướng Lâm Trung Hổ vào tới. Tại chỗ Diệp Đông Kiện cùng với một gã khác huấn luyện viên há to miệng, khi bọn hắn nhận chi trong phạm vi, lần này hai người thật va chạm, dẫn đầu bại hạ trận tới nhất định là Diệp Thần Phong. Phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần Phong quả đấm cùng Lâm Trung Hổ đụng nhau, chung quanh kình khí bốn phía, Diệp Thần Phong dưới chân nện bước rút lui có 5-6 bước, mới đứng vững gót chân. Lâm Trung Hổ vị này phi dược bộ đội huấn luyện viên xem ra cũng không phải là hư danh nói chơi, Thực lực của hắn hẳn là cùng ban đầu ở trong bóng tối cùng Diệp Thần Phong đã giao thủ Ngô Khuê Dũng tương đối. Trải qua quyền thứ nhất giao phong, Lâm Trung Hổ cảm thấy kinh ngạc, trong thân thể chiến ý bị kích phát ra, miệng quát tốt, lại đến qua, mới vừa rồi ta chỉ đánh ra một nửa lực lượng, lúc này ta muốn sử xuất toàn lực. Nói xong, Lâm Trung Hổ lại một lần nữa phát động công kích, để cho một bên Diệp Đông Kiện cùng một gã khác huấn luyện viên là vô cùng im lặng, Lâm Trung Hổ quả thực là ngay một chút phong độ cũng không có cùng một cái ván bối động thủ hắn lại nhiều lần dẫn đầu công kích, điều này thật sự là có chút kỳ cục. đối mặt với khí thế càng thêm mãnh liệt lâm trung hổ diệp thần phong đem cấp hai linh hồn lực tăng lên tới đỉnh trạng thái, cố nén trên thân thể truyền đến xé rách đau đớn, cắn chặt môi, hắn nhất định phải đem thân thể tố chất mau sớm tăng lên. bằng không luôn là ngay cấp hai linh hồn lực đỉnh đều không thể thừa nhận, đây cũng không phải là một cái biện pháp. phanh 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 Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho bất diệt nhạc hồ, nhìn ở chàng Diệp Đông kiện cùng một gã khác huấn luyện viên cũng là nhiệt huyết minh mông, nghĩ muốn gia nhập chiến cuộc trong hảo hảo qua qua tay nghiện. Cuối cùng Diệp Thần Phong cùng Lâm Trung Hổ lẫn đụng nhau một cước sau, hai người đồng thời quỳ một chân trên đất, bàn tay chống đỡ chấm mặt. Lâm Trung Hổ cảm giác được hắn lực lượng trong cơ thể đã là hoàn toàn dùng hết, muốn nữa phát động công kích là chuyện không thể nào. Mà Diệp Thần Phong cấp hai linh hồn lực đỉnh vô cùng không ổn định nếu như nữa tỉ thí đi xuống rất có thể sẽ làm bị thương thân thể, nếu như linh hồn của hắn lực luôn luôn có thể vững chắc ở cấp 2 đỉnh lời mà nói, sợ rằng trước mặt Lâm Trung Hổ tựu không phải là đối thủ của hắn. chương 19, thuận lợi tiến vào bay vọt. Lâm Trung Hổ giảm sóc chỉ chốc lát sau, mới từ trên mặt đất đứng lên, trong miệng khó chịu mắng cái tên hỗn đản cho ta bắt được tài liệu. Ai nói Diệp Thần Phong là một được rồi hoảng sợ chứng kẻ ngu. Đi mẹ hắn bà ngoại, nếu là có như vậy thân thủ người cũng là người ngu, như vậy trên cái thế giới này tựu không có mấy người người bình thường. Ba 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 Diệp Đông Kiện cùng một gã khác huấn luyện viên không nhiều thích hợp ở Lâm Trung hồ chửi má nó lúc vỗ tay lên thanh âm, bọn họ những người này lúc bình thường tựu thích điều khản đối phương, thật ra thì nói lý ra quan hệ cũng là phi thường tốt, giống như thân huynh đệ giống nhau. Thần Phong, còn tốt chứ, cuối cùng chưa cho tiểu thúc ta mất thể diện. Diệp Đông Kiện vỗ vỗ Diệp Thần Phong bả vai cười nói, trong lòng của hắn mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng là hắn biết giờ phút này cũng không phải là hỏi vấn đề lúc chờ thêm hội nữa từ từ thẩm vấn hắn cái này đột nhiên biến thành cao thủ cháu cũng không muộn diệp thần phong mặc nhiên trong lòng là một trận cười khổ hiện tại hai chân của hắn còn đang rất nhỏ run run đâu hắn thiếu chút nữa tự thua ở lâm trung hổ trên tay khát vọng tăng thực lực lên tâm tư càng thêm nồng đậm trước một kiếp hắn chưa từng như vậy uất ức qua có thể thương tổn được người của hắn cơ hồ là không tồn tại, song cả đời này linh hồn lực rút lui đến cấp 2, khiến cho hắn thật sự là long du chỗ nước cạn bị tôm hí. Ha 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 Diệp Đông Kiện sảng lãng phá lên cười, đi tới Lâm Trung Hổ trước mặt trước cười nói, Trung Hổ, như thế nào? Ta đây cái cháu thân thủ lại trôi qua đi đi, nhưng hắn là ta tay cầm tay dậy dỗ, sau này ngươi muốn tìm ta so chiêu, trước thắng cháu của ta rồi nói sau. Để con mẹ ngươi chó dám thúi, hắn là người bồi dưỡng ra được. Ngươi về điểm này cân lượng ta còn không biết sao, chớ quên ngươi là thủ hạ bại tướng, thiếu hướng trên mặt mình rát vàng. Lâm Trung Hổ trong lòng tích khó chịu, vốn là hắn cho là có thể hảo hảo tàn bạo một tàn bạo diệp thần phong cái này lớn lối tiểu tử, mặc dù nói kết quả cuối cùng là bất phân thắng phụ, nhưng ở hắn xem ra là chính mình thua, hơn nữa thua vô cùng khó coi. Trung Hổ, không nên phát lớn như vậy tính tình, cùng cháu ta đánh ngang tay không có gì mất thể diện, mặc dù nói ngươi làm trưởng bối căn bản cũng không có một chút trưởng bối phong độ nhiều lần cũng dẫn đầu công kích diệp đông kiện không thể cam yếu thế phản bác lâm trung hổ trong lòng đến mức khó chịu nếu không phải giờ phút này thể lực khô kiệt hắn cần phải muốn lập tức cùng diệp đông kiện vượt qua mấy chiêu xoay người lại không hề nữa để ý tới diệp đông kiện đợi đến tâm tình hơi bình thức một chút hắn mới đi tới diệp thần phong trước mặt trước nói hôm nay coi là ngươi thắng sau này ngươi chính là phi dược bộ đội một thành viên chúng ta có khi là cơ hội thiết tha, bất quá giống như người vậy thân thủ người phải dùng tới tới tham gia huấn luyện sao? Người này không phải là là sinh viên đại học lên trên vườn trẻ sao? Lâm Trung Hổ sảng khoái cùng với độ lược, để cho Diệp Thần Phong rất có hảo cảm, lúng túng sờ sờ lỗ mũi, nói tố chất thân thể của ta quá kém, căn bản là phát huy không ra ta nên có thực lực, cho nên mới phải lựa chọn tới huấn luyện một thời gian ngắn. Cái gì? Lâm Trung Hổ trong miệng kinh hô lên, hắn hung hăng ngắt một thanh bắp đùi, xác định chính mình không có ở nằm mơ. Hôm nay cao thủ lúc nào trở nên như vậy không đáng giá. Hắn giống như Diệp Thần Phong cái tuổi này lúc lại là một mới ra đời tiểu tử đâu. Này người so với người thật là quá làm giận, quả thực là quá đả thương lòng tự ái. Thần Phong, người không có gạt ta sao? Ý của ngươi là mới vừa rồi không có phát huy ra hẳn là có thực lực. Lâm Trung Hổ vội vàng nghi vấn nói. Nói như vậy cũng có thể. Diệp Thần Phong nói, nếu là lấy hắn trước một kiếp đỉnh trạng thái cấp 8 linh hồn lực lời mà nói, hai ba cái lâm trung hổ cũng không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua là phải đợi hắn vững chắc ở cấp 2 đỉnh, muốn thắng được một cái lâm trung hổ cũng không phải là quá lớn vấn đề khó khăn. Trung hổ, người hiện tại biết cháu của ta lợi hại sao? Ta khuyên người sau này hay là không nên tìm cháu ta thiết tha, người cũng đã có nói, nếu như bại bởi cháu ta, nguyện ý làm đồ đệ của hắn, đến lúc đó chúng ta bối phận có thể bị rối loạn, theo lý mà nói mới vừa rồi ngươi tự thừa nhận chính mình thua. Diệp Đông Kiện nhìn có chút hả hê trêu chọc nói. Người con mẹ nó cho ta đi một bên, lần này ta cùng Diệp Thần Phong nhiều lắm là coi như là ngang tay, ta mới vừa rồi là khiêm nhường mới nói như vậy, ngươi hiểu không? Một chút cũng không có văn hóa rèn luyện hàng ngày dã man nhân. Lâm Trung Hổ có thể không muốn thật trở thành Diệp Thần Phong đồ đệ, bằng không hắn sau này gương mặt này hướng nơi nào đặt. Khiêm nhường ta xem ngươi mau khiêm nhường đến ngươi nhà bà ngoại, chờ ngươi thể lực khôi phục, ta nhất định phải cùng ngươi qua mấy chiêu, để cho ngươi biết có nhiều cháu tự có nhiều thúc thúc. Diệp thần phong lúc này là hoàn toàn cho Diệp đông kiện mặt dài, trong lòng vui sướng cùng cao hứng cảm xúc căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, giờ phút này hắn là càng xem Diệp thần phong lại càng giống như một cái tinh khiết ra môn. Nhìn tiểu thúc cùng lâm trung hổ ngươi tới ta đi, Diệp thần phong bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là vật học theo loài, người lấy 7 phân A. Lâm Trung Hổ cùng Diệp Đông Kiện tính cách rất giống nhau, khó trách hai người sẽ trở thành là vì bằng hiếu. Nếu Diệp Thần Phong có thể thuận lợi gia nhập phi dược bộ đội, như vậy Diệp Đông Kiện trước hết mang Diệp Thần Phong đi túc xá, nơi này bởi vì là Lâm Trung Hổ vị này phi dược bộ đội huấn luyện viên nhiệm vụ, nhưng là Diệp Đông Kiện trong lòng thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nếu để cho hắn nghẹn đã lâu, rất có thể hội nghẹn mắc lỗi tới, hắn chính là như vậy vô cùng lo lắng tính cách mới vừa đi ra bên trong phòng sân huấn luyện, Diệp Đông Kiện tự cùng nhau đi tới, hỏi Thần Phong, thân thủ của ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy? Mau cho ngươi tiểu thúc ta nói nói. Diệp Thần Phong bĩu môi nói tiểu thúc của ta chút năng lực ấy hẳn là trong mắt ngươi không đủ nhìn a. À. Ta nhớ được ngươi đã nói ta có thể có đủ ngươi một nửa thân thủ cũng sẽ không bị người khi dễ. Nghe vậy, Diệp Đông Kiện náo loạn một cái mà to hồng, bất quá ngược lại tự khôi phục bình thường thần sắc một quyền đứng đắn nói thần phong, người hiện tại có khả năng. trêu chọc lên người tiểu thúc tới, người đã quên khi còn bé bị người khi dễ là ai vì ngươi ra mặt đúng không? Cho dù ngươi dù thế nào lợi hại còn không phải là được muốn hô ta tiểu thúc sao? Đối với tiểu thúc ra mặt dày tầng trình độ, Diệp thần phong từ nhỏ tự đã lĩnh giáo rồi, thuận miệng nói là, 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 bất kể như thế nào ngươi vĩnh viễn là của ta tiểu thúc. Đang khi nói chuyện liền đi tới phi dược bộ đội thành viên hiện đang ở lầu ký túc xá, Diệp Thần Phong theo hắn tiểu thúc trong tay cầm đi túc xá cái chìa khóa, nói tiểu thúc, ngươi vậy trưởng thành người, là lúc tìm nữ nhân quản quản ngươi, nếu không ra mặt của ngươi hội càng ngày càng dày, ngươi cũng không nên chờ ta kết hôn, hay là quang côn một quả a. À? Ngươi tiểu thúc là ai? Trăm phần trăm chất lượng tốt nam nhân, muốn đổi theo người của ta nhiều đi, con là ánh mắt của ta quá cao, ngươi cũng biết tiểu thúc ta. Diệp Thần Phong nhìn lại nhài tiểu thúc, trực tiếp đi vào lầu ký túc xá bên trong, đợi đến Diệp Đông Kiện kịp phản ứng lúc, phát hiện trước mặt ngay một bóng người cũng không có. Nhất thời trong miệng giận không thể mổ, quát lên, Thần Phong, tiểu tử ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi lại có làm hay không ta là của ngươi tiểu thúc. Thật là quá không có quy củ. chương 20, huấn luyện bắt đầu. Phi dược bộ đội túc xá là bốn người một gian, Diệp Thần Phong đi vào túc xá lúc, bên trong có ba cái cùng năm nào kỳ sấp xỉ người đang đang khoác lác đánh cái rắm tiếng cửa mở đem ba tầm mắt của người tập trung đến diệp thần phong trên người diệp thần phong trên mặt lộ ra vẻ thiện ý nụ cười tự giới thiệu mình các vị huynh đệ sau này tất cả mọi người là một cái túc xá chiến hữu ta gọi diệp thần phong hôm nay mới vừa gia nhập phi dược bộ đội huấn luyện gặp mặt trước cái này đi vào túc xá đẹp trai nam nhân dẫn đầu mỉm cười giới thiệu chính mình trong túc xá ba người khác vậy ý không tốt làm ra nơi gặp bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người sao. Bọn họ dối giết giới thiệu chính mình. Trong ba người thân thể vạm vỡ nhất tên người gọi Lục Thiên, trên mặt luôn là mang theo nụ cười cái kia người tên là Chu Bình, cuối cùng một cái nói rất ít tên là Cổ Nhạc, ở ba người bọn họ một phen tự giới thiệu mình. Diệp Thần Phong bước đầu hiểu được bọn họ một chút tình huống, ba người này trong nhà cũng có một chút quân sự bối cảnh, từ nhỏ cũng là ở quân khu lớn lên, bọn họ khát vọng thực lực của mình có thể nâng cao một bước, cho nên mới lợi dụng trong nhà quan hệ tới phi dược bộ đội huấn luyện huấn luyện. Trong ba người tính cách nhất sáng sủa Chu Bình, đi ra phía trước từ trước đến nay chín đắp diệp thần phong bả vai nói, huynh đệ, người thật là đủ châu, người là thế nào tiến vào phi dược bộ đội. Dĩ vãng theo chưa từng thấy qua huấn luyện đến một nửa lại thêm người mới tiến vào A. Phi dược bộ đội thực hành chính là học viện chế độ, mỗi một năm cũng sẽ có một phê bình học viên đi ra bộ đội, đồng thời cũng sẽ có một nhóm tân binh viên gia nhập bộ đội bên trong, theo dĩ vãng đến bây giờ còn không có có bất cứ người nào giữa đường gia nhập vào đây này. Phải biết rằng phi dược bộ đội địa ngục kiểu huấn luyện là từ từ bay lên, từ đó nổ gia nhập vào ý vị này, vừa bắt đầu sẽ phải tiếp nhận đặc biệt nghiêm khắc huấn luyện, không có một cái thích ứng kỳ, người bình thường cũng thì không cách nào tiếp nhận được loại này nghiêm khắc. Dĩ nhiên nếu là nói trước kia phi dược bộ đội huấn luyện viên Lâm Trung Hổ đáp ứng để cho Diệp Thần Phong gia nhập là bởi vì Diệp Đông Kiệt mà trải qua cùng Diệp Thần Phong đánh một trận sau, hắn là cam tâm tình nguyện để cho Diệp Thần Phong gia nhập, có Diệp Thần Phong cao thủ như thế gia nhập con sẽ tăng lên bộ đội toàn thân thực lực. Diệp Thần Phong không muốn làm cho bọn họ biết mình là kinh thành Diệp ra người, cho nên thuận miệng nói của ta thúc thúc cùng phi dược bộ đội huấn luyện viên là bạn tốt, cho nên mới phải cho ta thương lượng cửa sau, để cho ta trên đường gia nhập vào. Diệp thần phong, phi dược bộ đội cũng không phải là đùa giỡn địa phương, nơi này huấn luyện tùy thời đều có thể tai nạn chết người, người có làm tốt trong lòng chuẩn bị sao? Thân thể vạm vỡ nhất lục thiên vẫn nói. Diệp thần phong lúng túng sờ sờ lỗ mũi, nói từ nhỏ đến lớn thân thể của ta cũng vô cùng yếu, muốn đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện, để cho thân thể tố chất tăng lên, nếu quả thật kiên chỉ không dưới ta lui nữa ra vậy tới kịp, nơi này huấn luyện lại không có trở ngại, có việc chúng ta có thể giúp ngươi. Cổ nhạc đơn giản sáng tỏ nói, xem ra hắn thật sự không thích nói nhiều. Trải qua một phen hàn huyên hôm sau, bốn người bắt đầu quen thuộc lên, trong đó hầu hết có thể nói chu bình, suy cưa bom thổi mìn là thiên nam địa bắc bất diệt nhạc hồ. Ngày thứ hai, sắc trời lại tờ mờ sáng lúc, tập hợp cái còi tựu thổi lên, cả phi dược bộ đội thành viên lập tức lấy tốc độ nhanh nhất ở thao luyện trên trận tập hợp. Huấn luyện viên Lâm Trung Hổ mười phần ý tứ hàm xúc nhìn sang đứng ở trong đội ngũ Diệp Thần Phong, mới lấy lại tinh thần quát lên, hôm nay tập hợp tốc độ so sánh với lúc bình thường chậm 5 giây đồng hồ, điểm tâm các ngươi cũng không cần ăn. Phía dưới đội viên mặc dù trong lòng có điều bất mãn, nhưng là cả đám đều lớn tiếng đáp là. Mấy ngày nay bọn họ đã dần dần bắt đầu thói quen loại này biến thái nghiêm khắc, mới đầu có chút không phục người đi tìm Lâm Trung Hổ một mình đấu, nhưng là cả đám đều bị đánh được sưng mặt sưng mũi từ nay về sau bọn họ cũng không dám nữa đối huấn luyện viên nói nửa không chữ. Huấn luyện bắt đầu sau, Diệp Thần Phong không khỏi đối phi dược bộ đội nghiêm khắc trình độ cảm thấy thất vọng, cái đó và hắn trước một kiếp tiếp nhận huấn luyện so sánh với quả thực là voi cùng con kiến khác biệt, bất quá hiện tại hắn này là thân thể tố chất thật sự là quá kém, huấn luyện như thế hay là đối thân thể của hắn có một chút trợ giúp. Vốn là lục thiên, chủ bình, cổ nhạc bọn họ cho là Diệp Thần Phong nhiều nhất kiên chỉ cái nửa tháng, bởi vì hiện dưới loại tình huống này huấn luyện cường độ, ngay bọn họ những thứ này vừa bắt đầu tựu gia nhập người vậy mới miễn cưỡng thừa nhận. Ai biết Diệp Thần Phong cũng là theo vừa mới bắt đầu mỗi ngày mệt mỏi giống như điều chó chết, cho tới bây giờ mỗi ngày huấn luyện xuống tới giống như cái không có chuyện gì người giống nhau, này để cho bọn họ nghĩ vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Trong túc xá, vừa huấn luyện xong, thở hồn hển Chu Bình gục ở mặt không đổi sắc Diệp Thần Phong trên bả vai, quái thanh nói, Thần Phong, người rốt cuộc lại có phải là người hay không? Chẳng lẽ người ăn Viagra không được sao? Trải qua một tháng chung đụng, Diệp Thần Phong cùng bọn họ đánh cho thành một mảnh, lúc bình thường tẫn thích lẫn nhau nói giỡn. Diệp Thần Phong tức giận đẩy ra Chu Bình, cười nói tiểu bình tử, nếu là ngươi cho rằng ăn Viagra hữu dụng, không bằng ngươi một hơi ăn một lọ, khẳng định có thể vượt xa ta biến thành mãnh nam, đến lúc đó nơi này huấn luyện đối với ngươi mà nói còn không phải là một bữa ăn sáng chuyện tình sao ta xem không cần, ta muốn là ăn một lọ, chỉ sợ ta kia nửa người dưới tiểu tử cần phải muốn chướng nổ tung không thể. Chu Bình vô lực phiếm xem thường, thân thể trực tiếp nằm ở trên giường. Thần Phong, ta xem Chu Bình nói rất đúng, tiểu tử ngươi có phải thật vậy hay không ăn vi phạm lệnh cấm thuốc men? Vốn là lục ngày trời là nhất nhìn không tốt Diệp Thần Phong người, ai biết Diệp Thần Phong hôm nay biểu hiện ra năng lực cũng là so với hắn đều tốt, thật là làm cho hắn lòng tự ái bị nhục không dứt thần phong có thể vốn chính là một người cao thủ đâu. Luôn luôn không nhiều lắm nói cổ nhạc, phương thức nói chuyện hay là như vậy đơn giản. Thôi đi, còn cao tay đâu, nhiều nhất chẳng qua là thể lực so với chúng ta khá hơn một chút, nếu là thần phong là cao thủ, ta chu bình chính là Spider-Man, đây không phải là vô nghĩa sao. Nằm ở trên giường chu bình vô lực nói. Thật ra thì cổ nhạc nói một chút cũng không sai, trải qua một tháng này huấn luyện, Diệp Thần Phong thân thể tố chất là hoàn toàn tăng lên, Mặc dù cùng trước một kiếp hay là không cách nào so sánh được so sánh, nhưng là hôm nay tối thiểu đem linh hồn lực vững chắc ở cấp 2 đỉnh là không thành vấn đề. Nói một cách khác nếu như hiện tại Lâm Trung Hổ lại đến tìm hắn thiết tha, hắn có trăm phần trăm nắm chặt chiến thắng đối phương. Hôm nay phi dược bộ đội loại cường độ này huấn luyện đối với hắn mà nói tác dụng là cực kỳ bé nhỏ, muốn đột phá cấp 2 linh hồn lực, tiến vào cấp 3 trạng thái, sợ rằng chỉ là kháo huấn luyện được lên giá phía trên một đoạn thời gian rất dài, nếu như lợi dụng dược vật tác dụng lời mà nói, vậy thì đơn giản hơn, cho nên hiện tại hắn nhất định phải tìm lấy cớ rời đi chạy huấn luyện mới là thật. Ban đầu hắn đáp ứng lão gia tử tới nơi này huấn luyện, cũng là bởi vì muốn tăng lên thân thể tố chất, song hôm nay ở huấn luyện vậy không chiếm được bất kỳ tăng lên, điều này làm cho Diệp Thần Phong hoàn toàn mất đi lưu lại hứng thú. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 1